thường thì khi mà nghĩ đến giao tiếp thì chúng ta sẽ nghĩ đến là chỉ có lời nói thôi. Tuy nhiên ấy, giao tiếp nói chung và cái giao tiếp trong kinh doanh nói riêng thì luôn luôn bao gồm hai cái hình thức thể hiện, đó là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Là chúng ta đều biết là hành vi giao tiếp bằng ngôn ngữ thì được thực hiện dưới dạng là lời nói và chữ viết. Đấy là hai cái dạng thức mà chúng ta sẽ thường gặp nhất và chúng ta sẽ dễ hiểu nhất. Ngoài ra ấy, thì hành vi giao tiếp phi ngôn ngữ tức là không phải bằng ngôn ngữ ấy, thì sẽ được thể hiện bằng các cái cử chỉ này, nét mặt này, nụ cười này, trang phục, ngôn ngữ cơ thể. Và chúng ta có một cái từ chuyên ngành tiếng Anh gọi là body language đó, ngôn ngữ cơ thể đó. Thì nhìn chung giao tiếp trong kinh doanh nó sẽ là cái việc sử dụng các cái hình thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Đó, anh chị chỉ cần nhớ hai yếu tố là giao tiếp trong kinh doanh nó bao gồm hai cái thành tố cấu thành, đấy là giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp bằng phi ngôn ngữ. Đó, chỉ cần hai cái thành tố đó thôi. Thì để nhằm được tạo dựng được các cái mối quan hệ và tương tác trong hoạt động kinh doanh và quản trị nói chung. Từ cái khái niệm đơn giản trên thì chúng ta có thể thấy rằng là về giao tiếp trong kinh doanh ấy, thì ngôn ngữ đơn thuần nó chỉ đóng vai trò một nửa sự thành công thôi. Chúng ta muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong cái việc mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh, thúc đẩy được hoạt động kinh doanh và quản trị, thì có một cái yếu tố rất là quan trọng nữa, đó là các yếu tố phi ngôn ngữ. Có nghĩa là chúng ta ngoài việc chăm chút cho cái ngôn ngữ, cho cái chữ viết của mình, thì chúng ta còn phải chăm chút đến các cái khía cạnh khác như là ngoại hình, thái độ, cử chỉ, hành động thì mới có thể đáp ứng tốt được từng cái nhiệm vụ giao tiếp trong kinh doanh. Thì đó là về mặt lý thuyết, vật lý thuyết thế nào là giao tiếp trong kinh doanh. Thế nó chỉ bao gồm hai cái thành tố như thế thôi, và mục đích của nó là để đáp ứng được các cái nhiệm vụ cụ thể trong kinh doanh, mở rộng quan hệ đối tác, thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể trong kinh doanh. Thì đó là về mặt lý thuyết. Thế thì bây giờ để liên hệ thực tế để chúng ta cùng có thể tưởng tượng được, anh chị thấy rằng ở công ty chúng ta, ở công ty bất động sản tổng hợp 2 của chúng ta, thủ lĩnh ngoài việc rất chú trọng về mặt chuyên môn sâu chốt nhà cho anh chị em môi giới thì còn rất chú trọng đến việc đào tạo từng cái lời ăn tiếng nói, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ giới thiệu tên theo mẫu này, cách xưng hô giữa các thành viên này, rồi cách sử dụng các kính ngữ vâng ạ, dạ, thưa, kính thưa, vân vân. Đấy là đào tạo về các cái thành tố, những cái yếu tố, một cái thành tố của giao tiếp trong kinh doanh, đó là ngôn ngữ, đó là đào tạo về ngôn ngữ. Và cũng rất chú trọng, ở công ty chúng ta cũng rất chú trọng đào tạo các yếu tố phi ngôn ngữ khác nữa, như chúng ta có thể thấy là chúng ta rèn luyện hàng ngày, đấy là cách bắt tay này, cách vỗ tay này, cách nâng ly chúc rượu này, rồi quy định về trang phục này, kim bài này, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó cộng hưởng lại, bao gồm cả ngôn ngữ, cả phi ngôn ngữ đó, thì đó là hai cái thành tố quan trọng trong giao tiếp trong kinh doanh. Và những cái kiến thức chuyên môn sâu về môi giới bất động sản nữa thì anh chị mới đủ tự tin về cái kiến thức và kỹ năng của mình, thì mới có thể chốt nhà và kiếm được nhiều tiền từ việc chốt nhà, đúng không ạ? Và cũng có một cái điều vô cùng đặc biệt nữa mà thư ký Chi nghĩ rằng không ở đâu có được, là công ty chúng ta rất chú trọng mở rộng vốn kiến thức Olympia đến anh chị nữa. Và nếu như anh chị đã lên đến cấp lãnh đạo rồi thì anh chị đã trải qua cả một cái quá trình đào tạo rất là dài, thông qua là những buổi đào tạo về chuyên môn môi giới bất động sản, giáo án tập 1, giáo án tập 2, giáo án nâng cao, những kỹ năng rất sâu như kỹ năng gọi điện, rồi chăm khách cũ, rồi tư vấn khách đặt cọc, vân vân vân. Thì chúng ta còn được đào tạo rất là nhiều những lĩnh vực khác nữa mà được đứng lớp bởi các đào tạo gia, các giáo sư, các tiến sĩ hàng đầu, đúng không? Như là những buổi đào tạo về pháp luật đất đai của tiến sĩ Kiều Linh này, tâm lý khách hàng của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Phán này, lịch sử văn minh thế giới của giáo sư tiến sĩ Lê Huy Bắc này, hay tương quan lịch sử Việt Nam Trung Quốc của giáo sư Đặng Hùng Võ này, hay tư duy hành động thời đại công nghiệp 4.0 của tiến sĩ Lê Doãn Hợp, vừa chúng ta vừa được nghe từ tuần trước ấy ạ, là nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ấy. Thì khi anh chị có đầy đủ những cái kiến thức ở tất cả những cái lĩnh vực như vậy thì cái việc giao tiếp nó không chỉ còn là kỹ năng nữa, mà khi đó thì nó sẽ lên một cái tầm cao mới hơn, và chúng ta gọi là nghệ thuật giao tiếp. Nó không còn đơn thuần là kỹ năng giao tiếp nữa, mà khi chúng ta đã được trang bị tất cả những cái kiến thức Olympia rồi, chúng ta có hiểu biết rộng về tất cả các lĩnh vực khác của đời sống, của khoa học kỹ thuật, của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nữa, thì cái kỹ năng giao tiếp nó được đẩy lên một cái tầm cao hơn, gọi là nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh. Và ở công ty của chúng ta thì cái việc giao tiếp ý, nó không đơn thuần, nó không dừng lại ở kỹ năng nữa, mà đã đang được đẩy lên cái tầm mới, tầm cao hơn, được gọi là nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh. Và điều này thì có quan trọng với anh chị không? Điều này phân tích từ cái mặt lý thuyết hay thực tế thì nó là một điều không thể thiếu,
quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với anh chị em chúng ta trong việc tương tác, đặc biệt là tương tác với khách chủ những căn nhà tỷ phú và đại tỷ phú. Bởi vì anh chị cũng biết rằng là những căn nhà, những cái người mà đã có những căn nhà hàng trăm tỷ để bán, hoặc là những khách có hàng trăm tỷ để đi mua nhà rồi, thì thực sự họ là những người quá giỏi. Không giỏi về lĩnh vực này thì giỏi về lĩnh vực kia, có những người giỏi về tất cả các lĩnh vực. Vậy thì anh chị em môi giới chúng ta không chỉ nói mãi mấy cái thông số đơn thuần về nhà mà chúng ta có thể thuyết phục được khách chủ đâu ạ. Thì khi đó chúng ta cần gì? Chúng ta cần là trên thì thông thiên văn, dưới thì tưởng địa lý, ở giữa kết hợp là phải sử dụng nhuần nhuyễn được cái nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh nữa thì mới đủ ạ. Tức là những yếu tố về ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nữa thì mới đủ ạ. Thế thì nói về kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kinh doanh thì có rất là nhiều những cái phân tích, cũng rất là nhiều những cái cách chia nhóm quy nạp khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì chị sẽ đưa ra là có một nhóm gồm có 7 kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cơ bản nhất. Trong 7 kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cơ bản nhất này thì có một nhóm nó thuộc về là nhóm ngôn ngữ, những kỹ năng cơ bản nhất của ngôn ngữ, nghe nói đọc viết, nghe nói đọc viết. Đó, thì vừa là một cái những cái kỹ năng cơ bản nhất của ngôn ngữ, vừa là những kỹ năng cơ bản nhất của giao tiếp. Nghe nói đọc viết thì trong 4 cái kỹ năng nghe nói đọc viết của ngôn ngữ này thì đọc luôn luôn là nền tảng. Có nghĩa là để thực hiện một cái hành vi giao tiếp trong kinh doanh ấy thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có một cái nền tảng trước là đọc. Đọc tất cả những thứ có thể đọc. Đọc sách vợ, đọc báo, đọc thông tin về đối tác, tìm hiểu về đối tác. Tất cả những thương vụ thành công là những thương vụ đã có một sự chuẩn bị kỹ càng. Và cái sự chuẩn bị kỹ càng đấy phần lớn là do tìm hiểu thông tin bằng cách đọc. Đã đọc, cái gì? Đọc nó sẽ là nền tảng của nghe nói đọc viết. Nói khi mà bắt đầu một cái hành vi giao tiếp trong kinh doanh thì dựa trên cái nền tảng của việc đọc. Đọc ở đây chúng ta hiểu rộng ra là tìm hiểu trước về đối tác, tìm hiểu trước về cái thương vụ làm ăn đó. Ví dụ như là một cái thương vụ chốt nhà của chúng ta đó, chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều những cái thông số liên quan đến khách, liên quan đến chủ, liên quan đến cái sản phẩm là cái căn nhà đó. Đó, thì đấy là cái đọc hiểu rộng ra là tìm hiểu. Nghe nói viết thì ở đây thì cái kỹ năng là nghe thì rõ ràng là trong giao tiếp thì nghe và nói nó là một cái cặp kỹ năng đối xứng với nhau, bổ trợ cho nhau. Chúng ta lắng nghe một cách tích cực, lắng nghe để chúng ta hiểu được những cái giá trị, những cái khái niệm, lắng nghe để thấu hiểu được đối tác, những cái giá trị về những thông tin về sản phẩm, rồi là lắng nghe để hiểu được cái tâm lý. Nhiều khi chúng ta sẽ phải phân tích về cái tâm lý, tình cảm của chủ nhà, của khách đó. Rồi đến cái bước cuối cùng ý, là mình chúng ta mới nói và thuyết trình. Ở đây nói tức là điều 3 và điều 6 ở trong cái giờ làm thư chi đang trình chiếu, thì nó có một cái nội hàm nó chung với nhau. Nói khi mà nói thì nói ngắn gọn dễ hiểu, nói đi trúng vào vấn đề. Mỗi người có một cái phong cách riêng về cái cách nói. Tuy nhiên là thường thì trong kinh doanh ấy thì người ta hay quan tâm đến những con số, và vì thế thì nói thì sẽ phải là ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Nói ngắn gọn dễ hiểu, và đến khi mà thuyết trình thì là dẫn chuyện một cái chuyện một cách hay ho. Thế nào là thuyết trình bằng cách dẫn chuyện một cái chuyện một cách hay ho? Thì một lát nữa khi mà vào phân tích thì ví dụ cụ thể thì thư ký Chi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể để phân tích đó, cũng là nói ra. Thế còn viết là một cái quá trình mà phụ trợ ở trong giao tiếp trong kinh doanh, tức là khi mà chúng ta nghe, khi mà chúng ta nói thì chúng ta có viết. Có những anh chị thì từ trong quá trình chuẩn bị, tức là quá trình đọc là đã viết rồi. Ở công chúng thì thư ký chị quan sát là thấy là rất nhiều anh chị là có những quyển sổ tay bé bé là ghi chép hết thông tin căn nhà, mặc dù là có máy tính, đã có điện thoại thông minh để lưu trữ thông tin rồi, nhưng mà anh chị đều có thói quen là ghi chép vào một cái quyển sổ tay cá nhân. Thì cái viết này, viết ở đây thì chị đang là ấp ký, tức là viết nhanh thì chúng ta sẽ viết lại những, lưu lại những cái thông tin mà quan trọng nhất, những cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta ngay lúc đấy chúng ta không thể mở máy, không thể mở điện thoại ra để viết được. Đấy, có khi chỉ cần viết mà chú thích một cái là khách giàu đó. Nhưng mà tính lại vòng vo đấy, cần phải định, hoặc là khách thích định đấy, viết những cái điều như thế rất ngắn như thế thôi. Khách hơi đồng bóng thích định đó, thì tốc ký là cái quá trình viết, nó là một cái kỹ năng phụ trợ trong giao tiếp. Tuy nhiên nó lại là một cái thành tố không thể thiếu trong cả 4 cái kỹ năng là nghe nói đọc viết. Đó, nghe nói đọc viết thuyết trình nó là một cái nhóm kỹ năng chung, là kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ. Thế cái yếu tố thứ tư và yếu tố thứ năm và thứ bảy ở đây thì nhiều khi nó không chỉ còn là ngôn ngữ nữa, mà sẽ là sự kết hợp của ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Có nghĩa là với cái yếu tố là truyền thông cá nhân,
Truyền thông cá nhân không phải là để làm màu làm mè, truyền thông cá nhân là một yếu tố thiết yếu ở trong giao tiếp, ở trong kinh doanh. Truyền thông cá nhân để xây dựng lòng tin, xây dựng lòng tin với khách hàng, với đối tác và phát triển được cái mạng lưới khách hàng. Nhiều khi cái bước xây dựng lòng tin và bước phát triển cái mạng lưới khách hàng xong ấy, truyền thông cá nhân xong ấy, thì một nhiều khi là cái thương vụ đã thành công rồi, nhiều khi thương vụ đã thành công rồi. Giống như kiểu là trước khi buổi đào tạo bắt đầu ấy, và thư ký Vi này, thủ lĩnh này, xong đến thư ký Chi tự bản thân nữa, thì cái đoạn hay hay một cái đoạn nghe nó rất là mùi mẫn như thế rồi ấy, thì tự nhiên anh chị đã nảy sinh ra một cái tình cảm, tự nhiên yêu mến thư ký Chi rồi. Thì sau đấy thư ký Chi có cái nói cái gì mà nó chưa được hay lắm thì anh chị cũng thấy nó hay, bởi vì là một cái bài như thế, giới thiệu hay như thế thì quan trọng trong cả giao tiếp thông thường và giao tiếp trong kinh doanh cũng thế. Thế thì nhiều khi là khi mà chúng ta đã truyền thông cá nhân xong rồi ý, thì về cơ bản chúng ta đã đạt được đến 50%, được đạt được đến 50% cái hiệu quả kinh doanh rồi. Đấy là còn chưa nói đến sản phẩm. Đấy, thư ký Chi tin chắc là trong Zoom gần 1.000 anh chị em này, thì khi mà truyền thông cá nhân xong ấy, thư ký Chi bán thân xong ấy, thì cũng phải đến 999 anh em là thấy yêu mến thư ký Chi rồi, đúng không ạ? Sau này thư ký Chi có nói gì, nói mây, nói gió, anh chị vẫn thấy hay mà, đúng không ạ? Thì bước truyền thông cá nhân là rất quan trọng ở cái chỗ đấy. Làm việc nhóm thì nó không chỉ là một cái kỹ năng ở trong giao tiếp, nó là kỹ năng làm việc cơ bản, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay. Thì làm việc nhóm không chỉ là thực hiện ở trong kinh doanh, nó còn ở trong học tập, rồi vân vân, công nhân, nông dân, tất cả các nhóm đối tượng, những thành tố khác, lao động xã hội khác, thì người ta đều áp dụng cái hình thức là làm việc nhóm. Thế nhưng mà trong kinh doanh ý, thì làm việc nhóm sẽ được phát huy nhiều hơn. Anh chị cứ thử liên kết sang cái việc là công việc môi giới bất động sản của chúng ta. Thì chức năng chính của làm việc nhóm là bổ sung tập hợp trí tuệ, thì đấy là về mặt lý thuyết thôi. Thế còn về mặt thực tế thì với một nhóm ngành nghề khác nhau, một công việc cụ thể khác nhau, thì cái tác dụng của làm việc nhóm nó sẽ được phát huy khác nhau. Ví dụ như ở công ty của chúng ta, thì bất kể là một cái phi thương vụ nào, bất kể là một cái thương vụ chốt nhà nào, cũng là một cái sự kết tinh, một sự kết tinh đỉnh cao đấy của làm việc nhóm. Anh chị thấy rằng đấy là sự kết hợp nhuần nhuyễn, có kịch bản hẳn hoi, đúng không? Có đạo diễn rất nhuần nhuyễn giữa chuyên viên, chuyên gia, trưởng phòng hoặc là khối trưởng, giám đốc, đúng không ạ? Tất cả các thương vụ đều là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn, tinh vi giữa các cái thành tố lao động khác nhau trong cùng một nhóm. Và cái việc mà tập hợp được trí tuệ đó, thống nhất được trí tuệ đó, thì nó đưa đến cái thành công là một cái thương vụ chốt nhà thành công. Thì đây cũng là những cái kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất ở trong kinh doanh. Và cuối cùng ấy, ở đây một cái kỹ năng không thể thiếu, nó vừa là kỹ năng nhưng nó cũng là một cái mục đích chính của kinh doanh, đấy là bán hàng. Bởi vì xét về mặt bản chất ấy, thì tất cả các cái hoạt động kinh doanh đều sẽ mua hoặc bán một sản phẩm nào đó, đấy là về mặt bản chất. Thế thì cái kỹ năng cuối cùng trong giao tiếp trong kinh doanh là kỹ năng bán hàng. Kỹ năng bán hàng là một cái kỹ năng sẽ được chú trọng nhiều nhất. Kỹ năng bán hàng này nó sẽ tập hợp cả những kỹ năng, bao gồm cả tất cả những kỹ năng trên để phục vụ cho cái mục đích cuối cùng là mục đích bán hàng. Thì nó sẽ bao gồm cả những yếu tố về mặt lý thuyết là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, đồng thời nó sẽ được đẩy lên ở một cái tầm là nghệ thuật hơn, nó sẽ bao gồm tất cả những cái thành tố khác nữa. Và để tiện hóa đi những cái kiến thức mà có nghe chừng nó có vẻ xuông xuông này, thì thưa ký Chi xin phép sẽ được chuyển sang đến phần 2, tức là nghệ thuật bán hàng. Chuyển sang một nghệ thuật bán hàng. Và như cái phần giải thích của thư ký Chi ban đầu ấy, thì sẽ là nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc. Còn tại sao thư ký Chi chọn là nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc, thì thư ký Chi cũng đã giải thích rồi. Ở họ là họ xây dựng lên một cái hệ thống bán hàng, tiêu chí bán hàng, một cái hệ sinh thái bán hàng. Nó không chỉ còn là kỹ năng nữa, họ không đào tạo nhau về mặt kỹ năng bán hàng nữa, bởi vì đấy là những cái mức cơ bản nhất. Họ đào tạo nhau về nghệ thuật bán hàng. Và ngay sau đây thì thư ký Chi xin phép được chuyển sang phần 2 trong cái phần bài trình bày của mình, đấy là nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc. Chúng ta đều để ý, chúng ta thấy rằng là người Trung Quốc bán hàng ở đâu cũng rất giỏi, làm ăn ở đâu cũng rất là giỏi. Đó, theo như một cái thống kê mà hôm trước thư ký Truyền có chia sẻ với anh chị em lãnh đạo, là theo một cái thống kê mới nhất mà thư ký Chi cũng đoán thôi là sẽ của Trung Quốc thống kê, thì số lượng tỷ phú của Trung Quốc có 3 thành phố lớn mà có số lượng tỷ phú đô la lọt vào top những tỷ phú
đô la, một top 100 những tỷ phú đô la giàu nhất thế giới ấy. Thì ở Trung Quốc có 3 thành phố là thành phố Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải và thành phố Thẩm Quyến. Trong đó thì thành phố Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, có 100 tỷ phú đô la, nhiều hơn thành phố New York của Mỹ, 1 tỷ phú đô la. Ở New York là có 99, đấy, ông Bắc Kinh có 100. Thì tất nhiên là cái thống kê này thì Vị Trí đang nghĩ là do Trung Quốc thống kê thôi. Nhưng mà dù có 99 hay 100 thì cũng không thể phủ nhận được là Trung Quốc có số lượng tỷ phú rất là lớn, và theo như cái bảng xếp hạng đấy đang là nhiều nhất thế giới. Đó, thế thì chắc chắn họ phải có một cái nền tảng, họ phải có một quá trình phát triển, và ẩn sâu trong cái bán hàng đó người ta có một cái nghệ thuật. Đấy, chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta ấy, là chúng ta khám phá, chúng ta đi khám phá ra cái nghệ thuật bán hàng đó, để coi như là một cái tấm gương, chúng ta soi vào đó để xem họ có những gì hay thì chúng ta học, chưa hay thì chúng ta thấy tự hào vì chúng ta hay hơn, còn giống nhau rồi chúng ta vui. Đấy, bạn giống mình thì chúng ta thấy vui. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc. Thế thì để nói về nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc thì có rất là nhiều những sách vở rồi sách dạy làm giàu rồi sách vân 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 thì có nói về nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc. Thế nhưng mà cái phần chia sẻ của thư ký Chi ngày hôm nay thì thư ký Chi cũng phải thuyết minh một cách rõ ràng luôn là cái nghệ thuật bán hàng của người Trung Quốc này là do thư ký Chi dựa trên cái cơ sở lý thuyết về kinh doanh thôi. Về kinh doanh đấy là dựa trên cái cơ sở lý thuyết thôi, còn tất cả những cái kết luận mà thư ký Chi đưa ra thì đều là đến từ thực tiễn. Tức là tất cả những cái sự vật hiện tượng, những cái kiểu kinh doanh, những cái mánh khóe kinh doanh mà người Trung Quốc người ta đang làm, người ta đã làm, người ta đang làm thì đều là tận mắt tận tai thư ký Chi được chứng kiến. Thế ban đầu thư ký Chi định để cái phần nội dung chia sẻ của thư ký Chi là những điều mắt thấy Quốc nghe chừng nó trụi quá, nó trần trụi quá, nó không sang, nó kém sang. Nên thư ký Chi nghĩ rằng cái tên cũng là gợi ý của thủ lĩnh là giao tiếp trong kinh doanh, nhưng thực ra ấy, bản chất ấy, là những điều mà tai mắt thấy tai nghe tại Trung Quốc đó. Thư ký Chi cũng nghĩ rằng như thế thì thực sự nó mới có cái giá trị về mặt thực tiễn. Còn sách vở thì ở đây có rất là nhiều những anh chị hơn thư ký Chi rất là nhiều tuổi và đã đọc nhiều, rất hơn thư ký Chi rất rất nhiều các loại sách rồi đó. Thì bổ sung một ở cái mảng là mảng thực tiễn. Để nói về nghệ thuật bán hàng của Trung Quốc, khi người ta đã có một cái hệ sinh thái, người ta phát triển hàng bao nhiêu năm, người ta phát triển rực rỡ trên thế giới như thế, thì chắc hẳn là người ta đã sẽ phải có hàng trăm hàng nghìn những cái kỹ xảo, kỹ thuật. Thế nhưng mà để mà nói tóm gọn lại, mà để phân tích cho nó dễ hiểu, mà để cho chúng ta là bất kể anh chị nào nếu như sang Trung Quốc ấy, mà chúng ta cũng đều nhìn thấy cái hình ảnh ở trong đó ấy, thì thư ký Chi sẽ quy nạp lại thành 4 điểm. Nói về nghệ thuật bán hàng của Trung Quốc sẽ có 4 điểm nổi trội nhất. Một ý, là bán giá trị ảo. Một là bán giá trị ảo. Hai là bán giá trị ảo. Hai là bán hàng bằng cách kể câu chuyện. Bán hàng nhưng bằng cách kể chuyện. Đó, nó linh vào cái điều thứ 6 mà lúc nãy thư ký Chi đã trình bày. Ba là bán hàng bằng cách vẽ ra luật chơi, tự vẽ ra luật chơi. Và bốn ý, là bán hàng dựa vào danh tiếng của người khác, dựa trên cái chiêu bài là cho tặng. Thế thì bây giờ thư ký Chi sẽ lần lượt đi vào từng cái đầu mục một, từng cái điểm mà chúng ta, tại sao chúng ta lại gọi lên tận là tổng nghệ thuật. Và bắt đầu từ cái phần chia sẻ này thì nó không còn cái gì là thuần lý thuyết như cái lý thuyết về kỹ năng giao tiếp như thư ký Chi về trình bày nữa, và tất cả là đều là những cái ví dụ rất là thực tế. Vậy thì bán giá trị ảo, trước tiên thì chúng ta tìm hiểu một chút giá trị ảo là gì. Giá trị ảo thì hiểu một cách đơn thuần nhất, giá trị ảo là những cái giá trị không thật, tức là không thật là tức là mắt, những cái giá trị mà mắt chúng ta không nhìn thấy, để tay chúng ta không sờ nào cũng được đó. Ví dụ như là về tâm linh này, về tín ngưỡng này, về truyền thuyết này, về văn hóa này, cổ tích này, khát vọng ước mơ vân vân đó. Thế thì ở Trung Quốc dù ấy, là người Trung Quốc người ta bán cái mặt hàng gì thì người ta đều bán kèm vào cái sản phẩm đó một giá trị thật, bởi vì người ta có một cái tôn chỉ là nếu bán giá trị thật thì chỉ ra tiền thôi, nhưng ấy, nếu bán giá trị ảo ấy thì sẽ ra rất rất nhiều tiền đó. Và người ta sẽ xin chị nhờ chị tắt cái âm thanh của laptop của hộ em với lại, tại vì nó cũng phát ra mấy âm thanh về tin nhắn thông báo ấy, nên là nó cũng hơi khó chịu. Vâng ạ, em cảm ơn các chị.
Thưa quý vị, cho thưa quý vị hỏi là có thể thao tác cái đấy ở đâu ạ? Tức là những cái tin nhắn ở trong Zoom ạ, hay là gì ạ? Dạ, ý là khi mà chị chia sẻ cái màn hình laptop thì là chị đã chia sẻ luôn sao rồi á, âm thanh rồi á, chị chỉ cần tắt âm thanh của laptop đi là được. Nhưng mà bởi vì là trong cái slide của thư ký Chi lại nó lại có video. Vậy thì chị tắt Chi ơi, chị xem giúp em là chị có đang mở Facebook không ạ? Nếu có mở Facebook thì chị tắt cái tab Facebook đấy giúp em. Không ạ, thư ký Yến ơi, thư ký Chi không mở Facebook. Thì tắt âm thanh khi nào mà cái tab chỉ để mỗi slide thôi. Ok. Vẫn còn đúng không ạ? Thư ký Chiến ơi, vẫn còn âm thanh, xử lý thế nào ạ? Chị có đang dùng ứng dụng Skype không ạ? Không ạ. Tạm thời là em không nghe nữa rồi ạ. Vâng ạ, thế thưa thư ký Chi sẽ tiếp tục ạ. Vâng, thế thì để nói về cái việc bán giá trị ảo này thì tôn chỉ của người Trung Quốc ấy là nếu như bán giá trị thật ý, thì chỉ ra tiền thôi, nhưng nếu bán giá trị ảo thì sẽ ra rất rất nhiều tiền. Và chính vì cái tôn chỉ như thế thì dù là bán cây kim, sợi chỉ hay là bán tàu vũ trụ ý, thì người ta cũng đều đưa vào những cái sản phẩm thật một cái giá trị ảo. Thưa quý chị sẽ lấy những cái ví dụ rất là điển hình như thế này. Nếu như anh chị mà quan tâm đến du lịch của Trung Quốc, đặc biệt là những cái năm 99-2000, 2000 lẻ mấy đấy, thì có một cái tour du lịch mà giá cả tương đối hợp lý với người Việt Nam, đấy là cái tour du lịch ở Quế Lâm. Quế Lâm là một cái thành phố, một cái tỉnh, một cái thành phố rất là gần với cả Việt Nam về phía Bắc. Tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc giáp về phía Bắc tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam ấy, thì là có thể đi du lịch bằng đường bộ. Nếu như đi ô tô từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Quế Lâm thì chỉ mất 4 tiếng thôi. Thì cái tour du lịch này rất là đắt khách. Thứ nhất là bởi vì là thuận tiện đi lại bằng đường bộ được. Thứ hai là giá cả hợp lý. Thưa quý chị nhớ là chỉ khoảng 5 triệu, 4 triệu đến 5 triệu thì có thể đi là một tuần rồi. Thế thì ở Quế Lâm này ấy, có gì để thôi thúc mà người ta bán được cái sản phẩm du lịch Quế Lâm là như thế? Đó, thì thưa quý chị nghĩ là ngoài cái việc là đã có những cái sẵn, những cái hiện hữu, những cái giá trị hiện hữu là cảnh núi non sông nước, thì có một cái câu nói người ta choàng vào, một cái giá trị ảo người ta choàng vào cho cái tỉnh Quế Lâm ấy là Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ. Giáp thiên hạ có nghĩa là cái cảnh núi non của Quế Lâm đứng đầu thiên hạ. Đấy, thì anh chị nhìn thấy cái bức ảnh như thế này, đây là đã là một bức ảnh qua xử lý Photoshop rồi đó, và Quế Lâm nó là như thế. Đó, chúng ta sẽ đi trong rất là nhiều những cái ảnh khác qua xử lý Photoshop, nhưng mà kiểu nó sẽ là như thế. Mà người ta phong là Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, cảnh núi non là đứng đầu thiên hạ luôn. Thì anh chị thấy rằng nếu như mà so với Bái Đính Ninh Bình của mình thì Quế Lâm đâu có phải, đâu có phải, thì đâu có đẹp gì. Nếu như không muốn nói là xếp hạng, nhưng mà nói vui chắc là chỉ xếp hạng kiểu con cháu thôi, con cháu trong dòng tộc thôi. Mình ngồi là ông là cha thì cái cảnh đẹp của Quế Lâm này chắc là chỉ con cháu thôi. Nhưng mà Bái Đính của mình thì đến bây giờ thì thưa quý chị cũng chưa thấy là một quảng cáo cái gì mà người ta nghe là người ta phải đến để xem là đẹp nhất thiên hạ như thế nào. Nhưng Quế Lâm này là người ta nghe là người ta phải đến nhất thiên hạ. Đó, anh mà chưa đến cái nơi nhất thiên hạ này thì còn gì là danh vọng của anh nữa. Anh mang tiếng là người giàu có, thích đi du lịch, thích khám phá, mà cái đến nơi mà đẹp đứng đầu thiên hạ mà anh còn chưa được đến thì anh còn định đến đâu? Đó, chỉ một cái câu nói thôi. Đó, giá trị ảo nhiều khi là đến câu nói thôi. Đó, thế mà giá trị ảo thì nó cái đặc trưng ấy là rất khó kiểm chứng, mà không thể kiểm chứng. Thế khi mà anh đến Quế Lâm nhá, anh nhìn thấy cái cảnh như thế này rồi, anh chưa thấy đẹp cái gì, anh chưa thấy đẹp, nhưng mà anh phải thấy nó thiêng. Thiêng ở đâu? Ở Quế Lâm, ở trong khu du lịch ấy thì có một cái khu đặt tên là Bát Tiên Trì. Đó, thì anh chị nhìn thấy cái ảnh ngay bên trái đây, đây là cái ảnh Bát Tiên Trì. Thế thực tế là gì? Nó là một cái đầm rất là bé, đúng không ạ? Và có 8 cái cục đá nho nho lên như này này đấy, nhưng mà tên là Bát Tiên Trì, tức là cái đầm là 8 cô tiên
tầm đầm 8 cô tiên. Thế thì trước khi mà chúng ta bước vào cái khu du lịch này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn viên du lịch giọng nói rất là ngọt ngào, mượt mà. Đấy, cái tầm phải như là thư ký Như ở trụ sở miền Nam trở lên ấy. Mình hướng dẫn viên du lịch chứ không phải là một cái giọng mà nó lại đầy mùi giống táo như của thư ký Chi đâu. Thế mình về cái khu Bắc Tiên Trì sự thích. Và luôn luôn người ta đưa một cái là truyền thuyết kể rằng. Anh chị thấy rằng truyền thuyết nó thuộc cái giá trị ảo ấy. Khó để kiểm chứng, không thể kiểm chứng được. Đó, và hướng dẫn viên sẽ nói là tại sao ở đây lại tên là Bát Tiên Trì và sự tích của 8 cái cục đá nhô nhô lên ấy là gì? Đó thì bao giờ cũng sẽ là gắn với một truyền thuyết là 8 cục đá nhô là hiện thân của 8 nàng công chúa, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy. Thế ở chốn Bồng Lai Thiên Cảnh ấy, ở Bồng Lai. Thế mà khi mà nhìn xuống hạ giới thì thấy cảnh sắc ở nơi này đẹp quá. Thì không cầm được lòng mình, xin vua cha thì cho xuống hạ giới để thăm thú, nhưng vua cha không cho. Vua cha không cho bởi mình là thân phận là tiên nữ, sao lại giáng trần như thế được. Nhưng mà vì cảnh đẹp quá nên mà vẫn nhất quyết là cãi lời vua cha để sang xuống hạ giới này, đến cái nơi khu Bắc Tiên Trì này để tham quan. Thế đó đã kinh khủng rồi, từ bỏ cả thân phận của tiên nữ để xa xuống rồi. Thế nhưng mà còn kinh khủng hơn là thấy đắm say cái cảnh sắc của nơi này quá. Thế cho nên là quyết tâm không về lại thiên giới nữa, không lên quay lại trở lại thiên đường nữa, từ bỏ luôn thân phận của tiên nữ và ở lại dưới hạ giới, và là hóa thân thành 8 cô tiên và 8 cái cục đá mà anh chị nhìn thấy đó, nổi lên đó, đấy là hiện thân của 8 nàng tiên đó. Anh chị tưởng tượng là với cái giọng kể nó ngọt ngào như của Thu Ký Nhi, xong kể về cái truyền thuyết đó, anh chị đắm chìm rồi. Bắt buộc là anh chị phải cố, anh chị không tưởng tượng ra thì anh chị cũng phải cố tưởng tượng ra 8 cục đá này là 8 nàng tiên, cố phải tưởng tượng ra là đẹp như thế nào, mỹ miều. Thế tự nhiên là thôi thúc anh chị có một cái ý nghĩ hướng thiện, hướng đẹp đó, và nghĩ là cái khu này nó rất là thần thánh. Và vì thế thì là anh chị sẽ nô nức và chụp ảnh cùng 8 cái cục đá mà nó nổi lên ở giữa cái đầm này, nô nức và chụp ảnh cùng. Ngoài cái việc là nô nức chụp ảnh cùng thì lại còn là mua những cái sản phẩm liên quan, ví dụ như những cái cốc, cái tách, những cái sản phẩm lưu niệm bán ở trong khu này đó. Thế thì chỉ cần người ta đưa một cái giá trị ảo vào thôi. Nếu như anh chị mà nhìn thấy không có một cái truyền thuyết gì mà gắn liền với 8 cái cục đá này thì có lẽ là anh chị cũng không bao giờ chụp ảnh, chứ đừng nói là còn mua rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan nữa. Và đừng nói là về nhà mang những cái ảnh đi về, những cái sản phẩm du lịch đi về lại hồ hởi kể với gia đình là tôi đã mua được những cái sản phẩm thần thánh như thế nữa. Đó. Tiếp theo ấy là bất kể ở một cái nơi nào, Thư Ký Chi đã nói rồi là từ cái cây kim sợi chỉ đến tàu vũ trụ, người ta đều đưa những cái sản phẩm đó vào mà. Đó, thì có một cái địa danh cũng rất là nổi tiếng du lịch của khoảng độ 5 đến 6 năm trước, đấy là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Anh chị thấy rằng là Phượng Hoàng Cổ Trấn, đây là bức ảnh về Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đó, một bức ảnh bên quả cùng bên trái là bức ảnh về Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thì rất là nhiều anh chị, đặc biệt là giới trẻ, là đều khao khát được đến Phượng Hoàng Cổ Trấn một lần. Bởi vì là khi mà người ta đã đầu tư mà người ta quyết tâm làm một cái điểm du lịch ấy, Trung Quốc làm du lịch có một cái đặc thù là khi mà người ta cần phải nâng một cái điểm nó lên thì người ta tập trung gần như là toàn bộ cái nguồn lực ít nhất là của tỉnh đó để về truyền thông về một cái điểm du lịch đó. Và Phượng Hoàng Cổ Trấn trong vòng 5-6 năm trước, cái thời điểm 5-6 năm trước thì hầu như tất cả các cái tour du lịch đến Trung Quốc của tất cả các công ty du lịch của Việt Nam đắt hàng nhất là tour Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đó, Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thế thì để truyền thông về cái Phượng Hoàng Cổ Trấn này thì người ta nói là có nó là bối cảnh để đóng bộ phim Avatar, phim bom tấn của Hollywood ấy. Thì đúng là ở Thiên Môn Sơn có cái Thiên Môn Sơn có một cái tảng núi như thế, và không biết là có đúng là nó xuất hiện ở trong phim Avatar không, nhưng mà đúng là trông giống cảnh tượng ở trong phim Avatar. Nhưng đấy, cái Phượng Hoàng Cổ Trấn này nó không phải là cái chỗ để đóng cái phim đó, nhưng nó nằm gần, nó nằm trong quần thể ở Thiên Môn Sơn đó, và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thế anh chị nhìn thấy là đây là Photoshop lên rồi thì Phượng Hoàng Cổ Trấn như thế này. Thế nếu mà anh chị so sánh với phố cổ Hội An của chúng ta thì có phải là nó vẫn đang cứ dừng ở cái mức con cháu không ạ? Và đây là Photoshop nhá. Thế còn khi mà thực tế mà anh chị đến rồi ấy, thì thực sự là nó cũng không được lung linh đẹp đẽ như thế này đâu. Và có một câu chuyện là khi mà chúng tôi tham khảo xem ảnh đấy thì thấy là cái ở cái làng cổ kiểu phần thập phần của Đài Loan thì cảnh tượng rất là đẹp. Đó là năm 2019 thủ lĩnh có đưa một đoàn đi để tham quan khảo sát. Thì khi mà chúng tôi đến cái làng cổ đấy, chúng tôi toán loạn tỏa ra để đi tìm cái cảnh mà giống trong cái bức hình mà trên mạng người ta quảng cáo ấy, tìm mỏi mắt đứng đúng chỗ đấy rồi, cảm giác là xác định tọa độ môi giới bán nhà ngõ ngóc ngách, xác định tọa độ vị trí nó chuẩn rồi, xác định đúng cái vị trí đấy rồi, mà tại sao nhìn cái cảnh nó không được lung linh như thế, thì mới thấy rằng cái việc truyền thông của họ rất là tốt. Thế thì Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng thế, Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng thế,
ảnh nhá, thư ký chi lại nhấn mạnh lại là đúng là chỉ bằng thằng con cháu của Hội An của chúng ta thôi, nhưng mà người ta lồng được vào một cái giá trị, người ta bắt buộc chúng ta phải có một cái ý niệm đây là một nơi rất là đẹp. Bởi vì không đẹp thì tại sao lại được chọn làm bối cảnh để đóng bộ phim tấn Avatar, bộ phim bom tấn của Hollywood, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đến tham quan thì rõ ràng chúng ta phải mang theo cái tâm tư, là cái tình cảm là đây là một cái nơi mà Hollywood chọn làm bối cảnh để đóng phim đó. Thế thì ở mỗi một cái địa danh dù là nhỏ của Trung Quốc mà người ta cần phải làm về du lịch ấy, thì người ta đều làm một cái show, một cái show, và cái tên của cái show đó khi mà dịch ra tiếng Việt ấy, thì nó đều có cái, nó có nội dung là hãy cho tôi một tiếng đồng hồ ấy, hãy cho tôi một tiếng đồng hồ thì tôi sẽ cho bạn sống cùng 1.000 năm lịch sử của cái vùng đó. Và đây là một cái series show, tức là một cái chuỗi show của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Và những cái cảnh tượng khi mà người ta dàn dựng lên ở bất kể một nơi nào ấy, thì người ta đều dàn dựng rất là hoành tráng với công nghệ đèn LED là khủng khiếp. Đèn LED Trung Quốc không phải là nơi phát minh ra cái công nghệ đèn LED, nhưng lại đang là cái nơi mà sử dụng và phát triển công nghệ đèn LED mạnh nhất thế giới. Đấy, ở trên tất cả những cái ngõ ngách đường phố gì chúng ta đều thấy cái công nghệ đèn LED được sử dụng rất là kinh khủng. Thế thì ở những tất cả những cái địa điểm mà du lịch ấy, thì người ta đều làm lên một cái show là hãy cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho bạn sống cùng với 1.000 năm lịch sử. Thì những cái show này thứ nhất ấy, là dàn dựng rất là công phu, thứ hai ấy, là vé vào xem rất là đắt tiền. Đơn cử như ở cái khu Phượng Hoàng Cổ Trấn, khi mà thư ký Chi đi thì cái show này là sẽ đưa anh em vào một cái khán phòng có khoảng 6.000 chỗ ngồi xem một tiếng, và phải trả là khoảng 1.500.000 tiền Việt Nam, 1.500.000 đến 2.000.000 tùy vị trí ngồi. Đấy thì anh chị tưởng tượng mà lúc nào nó cũng là đầy người, đầy ắp người, và một ngày thì có từ 6 đến 8 cái show như thế mà tranh nhau. Ở Vũ Lăng Nguyên á, Vũ Lăng Nguyên là cũng thuộc cái khu Phượng Hoàng Cổ Trấn và Thiên Môn Sơn này ấy. Đó, thì nếu như mà toán thư ký chứ không giỏi lắm, nhưng đại khái nếu như một lần mà đầy áp 6.000 người mà cứ 2.000.000 một người là khoảng độ 1.2 tỷ, đúng không? 1.2 tỷ cho một cái show diễn một tiếng, và một ngày có 8 show, tức là một cái khu mà hẻo lánh như kiểu là Bát Sát Tí Tí. Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc là ở tỉnh Hồ Nam, là một cái tỉnh tương đối là cái vùng này ấy, là tương đối là nghèo nàn lạc hậu đấy. Thế mà một ngày người ta có thể thu được 10 tỷ tiền vé để xem cái show là hãy cho tôi một tiếng, tôi sẽ cho bạn sống cùng 1.000 năm lịch sử. Thế anh chị thấy rằng thực sự là khủng khiếp. Đấy chỉ là một điểm thôi. Anh chị em là thấy là nó như là Bát Sát Tí Tí của Lào Cai ấy, hẻo lánh như thế, mà một ngày có thể thu được 10 tỷ tiền trình diễn show, mà thực sự là xem cũng rất là xúc động, rất là hay. Mà mình cũng không biết là lịch sử ở chỗ này có đến 1.000 năm không, mà thực sự nó có hay như thế không. Nhưng mà cái show diễn này người ta đưa vào những cái câu chuyện lịch sử này, hào hùng này, câu chuyện tình yêu này, rồi thần linh rồi vân vân. Một lát nữa thì thư ký Chi có một cái slide mô tả, mô phỏng lại một trong những cái show diễn mà thư ký Chi đã xem, thì để anh chị em tưởng tượng ra được cái mức độ và cái quy mô của họ. Đấy, người ta làm du lịch là người ta sẽ như thế. Thì cái việc mà đưa vào một cái show diễn tôi sẽ cho bạn sống cùng 1.000 năm lịch sử ở nơi đây ý, thì thực sự nó là một cái giá trị rất là ảo, đều là truyền thuyết hết. Cái giá trị lịch sử này chúng ta không thể kiểm chứng được ngay tại thời điểm đó, nó đều là truyền thuyết hết. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta xem cái sản phẩm này, chúng ta có thêm niềm tin, thêm niềm yêu, thêm sự kính trọng đối với cái vùng đất chúng ta đã đến đó. Mặc dù là nếu như chúng ta nhìn vào mắt thật thì nó không đẹp như thế, nó không lung linh như thế, nó không thiêng như thế đó. Hay là Thiếu Lâm Tự cũng vậy thôi. Thiếu Lâm Tự, đấy, thư ký Chi đã có cái cơ hội được đi cùng thủ lĩnh và thư ký Hồng Phương đến Thiếu Lâm Tự rồi. Đó, nếu như anh chị mà chưa đến Thiếu Lâm Tự, thì đến Thiếu Lâm Tự thì anh chị thấy rằng Thiếu Lâm Tự nó là cái nôi, đúng không? Cái nôi của một cái trường phái võ của Trung Quốc, võ Thiếu Lâm. Đó, ở trên đó thì cảnh quan thì rất là hùng vĩ rồi. Thế sau đó là có rất là nhiều đấy cái ảnh mà tập võ. Thế nhưng mà quan trọng là nếu như để chỉ để có một cái Thiếu Lâm Tự ấy, thì theo thủ lĩnh là cái chùa gì mà bé tí này. Đó, thủ lĩnh khi mà đến, thủ lĩnh là cái chùa gì mà bé tí như thế này. Thế mà quảng cáo kinh khủng, chùa gì mà bé tí như thế này. Thế rất là bé thôi, những cái chùa rất là bé thôi. Nhưng mà anh chị ạ, khi mà anh chị bắt đầu bước chân đến Thiếu Lâm Tự ấy, thì anh chị sẽ được vào xem một cái phòng chiếu 5D. Một cái phòng 5D. Tôi không nhớ là 5D, 6D gì đó. Để chiếu về lịch sử hình thành của Thiếu Lâm Tự.
thì nó là một cái cảm giác hoàn toàn khác, một cái cảm xúc hoàn toàn khác. Khi mà anh chị vào đấy, anh chị sẽ được bịt cái kính, sau đó là sẽ được nghe thuyết trình và hình ảnh, là hình ảnh 5D sống động, là về cái quá trình hình thành của Thiếu Lâm Tự và cái lịch sử hình thành, sau đó là trải qua các cái thời kỳ như thế nào, trải qua các cái biến cố như thế nào để có được cái Thiếu Lâm Tự này. Thì ở trong lòng anh chị thì lúc đó chỉ có một cái sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến tuyệt đối thôi. Và sau khi anh chị xem xong thì anh chị sẽ đi tham quan thực tế, thực tế Thiếu Lâm Tự. Thì cái cảnh vật ấy anh chị bắt buộc sẽ phải dùng cái sự ngưỡng mộ mà anh chị có được từ trước khi vào Thiếu Lâm Tự để anh chị đối đãi với cái cảnh thực tế là Thiếu Lâm Tự nó như thế. Thì một lần xem như thế khoảng 15 phút và hết khoảng là 200.000 tiền Việt. Đấy, 15 phút hết khoảng 200.000 tiền Việt, và ai vào thì hầu như cũng sẽ xem. Thế ngoài cái việc là vé vào rất là đắt đỏ rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra thêm mấy trăm nghìn nữa để xem một cái clip rất là ngắn 10-15 phút để xem về Thiếu Lâm Tự. Thì đấy là những cái trải nghiệm mà chắc chắn là anh chị sẽ gặp nếu như anh chị đến Trung Quốc. Và đấy là những cái biểu hiện là cụ thể nhất, rõ ràng nhất cho cái việc là người Trung Quốc người ta đưa cái việc là kiếm được rất nhiều tiền từ cái việc là bán các cái giá trị ảo, những cái giá trị ảo đó. Đây, thì đây là một cái phần rất là nhỏ thôi của một trong những cái sự kiện mà chị đã xem. Hãy cho tôi một tiếng đồng hồ đấy, thì mời anh chị cùng xem một chút. Cái Chi ơi, hình như là không có nghe được âm thanh nhỉ? Hình như là không nghe được âm thanh của video ạ. Nghe được ạ? À vâng, thưa cái Chi sẽ kiểm tra lại một chút và bạn sẽ chia sẻ lại ạ. Dạ vâng, chị có thể share lại cả âm thanh và video ạ. Vâng vâng ạ. Thank you.
Vâng, anh chị thấy rằng là đấy, với mỗi một cái show như thế, cái nội dung là hãy cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho bạn sống cùng với 1.000 năm lịch sử của nơi đây. Thì những cái show như thế, anh chị tưởng tượng là nếu như ở Việt Nam chúng ta cũng làm được thì thư ký chị nghĩ là cũng sẽ kiếm được rất là nhiều tiền đấy. Đấy, bạn đây là những cái khu vực mà bát sát ý tí ấy, bát sát ý tí mà người ta làm được những cái chương trình như thế, và nó là một cái chuỗi chương trình. Thì ở Việt Nam thì thư ký chị cũng thấy rằng trong mấy năm trước có cái show diễn là Hội An cái gì mà phục dựng lại cái cảnh sinh hoạt ở Hội An ấy, thì cũng show diễn cũng rất là hay, và thư ký chị đã xem ở chỗ Văn Miếu một lần á, thì sau đó thì có trình diễn ở Hoàng Thành một lần nữa, Hoàng Thành Thăng Long một lần nữa, nhưng sau đó thì không thấy trình diễn nữa. Cũng là một cái chương trình rất là hay, thì nó cũng tương tự như là cái chương trình này. Tuy nhiên là cái chương trình này thì người Trung Quốc khi mà làm du lịch thì người ta đã làm ở tất cả các nơi đấy, những cái nơi mà rất hẻo lánh người ta đã làm rồi, và thật ra là cái nguồn của cái show như thế này rất là hay. Và đây là về cái truyền thuyết là những cái điều mà chúng ta khó kiểm chứng và không thể kiểm chứng được, mà là kiếm được rất là nhiều tiền đấy. Và nếu như chỉ để cho anh chị đi tham quan cái nơi đó thôi, tham quan cái phần của trường đó thôi, thì có thể là anh chị sẽ không thể thu được là không thể thu thêm được 10 tỷ tiền những cái dịch vụ ăn theo như thế này đâu. Đó. Tiếp theo nữa là vẫn là về những cái bán giá trị ảo. Các anh chị nhìn thấy cái bức ảnh trên màn hình thư chia sẻ đấy, món ăn nhìn thì rất là hấp dẫn, đúng không? Nhìn rất hấp dẫn, thì không biết là anh chị sẽ đoán là tên món ăn này là gì. Thế này, nếu như theo cái mắt nhìn của một người mà nấu ăn cũng tương đối là chuyên nghiệp và như thư ký chi rồi đấy, thì cùng lắm là mình gọi món này là súp hải sản đi, đúng không ạ? Súp hải sản, trong đấy thì có bào ngư này, hải sâm này, rồi vi cá này. Đó, bào ngư, hải sâm, vi cá, tức là những cái loại đặc sản rất là đắt tiền. Ngoài ra đây là những cái loại nấm quý nữa. Đó. Thế thì nếu như ở Việt Nam, nếu như ở các chỗ khác người ta kinh doanh, người ta gọi là súp hải sản. Nếu gọi là súp hải sản thì anh chị đi du lịch mà để anh chị mời là được mời ăn món súp hải sản thì khả năng anh chị cũng chẳng ăn đâu, đặc biệt là những người mà đến từ Việt Nam, mà đặc biệt là những người đến từ quê nhiều hải sản, không đi du lịch ở đâu người ta mời anh ăn món hải sản cho nơi này món súp hải sản chắc mình cũng không ăn đâu. Đó. Thế nên thưa chị có thể là tắt slide đi và chia sẻ slide lại và bỏ phần chia sẻ âm thanh được không ạ? Bây giờ đang bị lẫn âm thanh nhiều. Thế ạ? Vâng ạ. Nhưng một lát nữa lại có slide âm thanh, thưa chị lại chia sẻ lại, đúng không ạ? Thưa chị có thể tắt đi và tiếp tục chia sẻ nhưng mà không ấn vào phần chia sẻ âm thanh ạ. Vâng, nhưng mà ý thưa chị là một lát nữa thì trong cái phần chia sẻ về cái slide này lại có cái slide, lại có video nữa, thì lúc đấy lại sẽ bật lại, đúng không ạ? Dạ, đúng ạ. Vâng ạ. Dạ. Một căn nhà, bước một. Vậy thưa ký chi kiểm tra giúp em xem là máy mình có đang cắm sạc không ạ? Dạ. Có vẻ như âm thanh của do cắm sạc laptop nhưng mà sạc bị lỏng, nên điện vào ra liên tục và nó vẫn nhận thông báo. Tại văn phòng, tại nhà. Thì sẽ thử bỏ ra. Vẫn tắt phần chia sẻ âm thanh nhé thưa ký chiến nhé. Đúng rồi ạ. Thưa ký chi xin được tiếp tục ạ. Thế nếu với một cái sản phẩm như thế này thì ở Trung Quốc thì nó sẽ đặt cho cái tên khác mà luôn luôn gọi tên nó. Món ăn này thì có tên gọi là món sập nhảy qua tường. Vâng, và món ăn này thì có tên là sập nhảy qua tường. Thì như thư ký chị vừa phân tích rồi, thực chất đây là một món súp hải sản thôi. Tuy nhiên là trong đấy có những cái loại hải sản rất là tươi ngon, ví dụ như là bào ngư, hải sâm, vi cá mập. Đó, thì hầm với nước con gà trong nhiều giờ. Đó, về một cái bát này rất là nhỏ xíu, như cái bát nước chấm nhà mình á, nhỏ nhỏ như cái gọi là chén cơm nhà mình ý, thì giá khoảng độ 1,5 triệu tiền Việt Nam. Thì khi mà anh chị tham gia những cái tour du lịch mà nó cao cấp một chút, đặc biệt là cái tour mà có Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Đông, Quảng Châu và Thẩm Quyến, Hồng Kông, thì thường anh chị sẽ được mời một món sập nhảy qua tường. Anh chị nhìn phải chú ý là cái tên sập nhảy qua tường không chỉ là những cái đơn vị mà tổ chức lữ hành người ta nghĩ ra đâu, đây là một cái tên gọi đã gắn liền từ khi cái món ăn này ra đời. Đấy, thế thì một món sập nhảy qua tường, anh chị cảm thấy cái món sập nhảy qua tường này, nhìn anh chị chưa nhìn, anh chị nghe thì nó sẽ hấp dẫn ở chỗ nào, và tại sao lại gọi là người ta bán được những cái sản phẩm, những cái giá trị ảo vào một cái sản phẩm thật. Đó, anh chị nghe cái món sập nhảy qua tường, anh chị chưa tưởng tượng nó được nó sẽ được là món gì cả, nhưng anh chị sẽ được giải thích lại một giọng ngọt ngào nữa như ở thư ký Vi này, sẽ được giới thiệu là mời anh chị thưởng thức món sập nhảy qua tường. Và đúng như cái tên là sập nhảy qua tường đấy, tại sao cái món này nó có tên là sập nhảy qua tường thì có rất là nhiều truyền thuyết liên quan đến món ăn. Tuy nhiên có một cái truyền thuyết mà được lưu truyền rộng rãi nhất ấy là cái nhà hàng
À, cái nhà hàng và nơi sáng tạo ra món ăn này ấy, thì lại gần với một ngôi chùa. Thế mà khi mà người đầu bếp ấy mà chế tác ra, nghĩ ra cái món ăn này ấy, thì cái mùi thơm bốc ra và Phật ở chùa bên cạnh ấy, anh chị biết là Phật là một cái đấng tối cao như thế nào đúng không ạ? Phật ở một cái cảnh giới như thế nào mà ngửi thấy cái mùi thơm của cái món Phật nhảy qua một cái món ăn này mà không đừng được phá giới nhảy qua quả tường chùa, nhưng mà nhảy qua thì cũng chỉ ngửi thôi. Đó, thì anh chị thấy rằng Phật là một đấng như thế nào, còn không chịu nổi những cái cám dỗ của mùi thức ăn như thế này, thì anh chị là người trần mắt thịt đúng không ạ? Chúng ta là người trần mắt thịt, làm sao chúng ta có thể vượt qua được cái cám dỗ này? Thì chắc chắn là chúng ta phải thử rồi. 1,5 triệu thì 1,5 triệu bây giờ bỏ ra 15 triệu để đi cái tour tôi chỗ Hàng Châu, từ Nam Kinh, Thượng Hải, Kinh rồi, thì bây giờ bỏ ra có thêm 1,5 triệu để ăn một cái món mà Phật còn phải thèm thì cũng rất là xứng đáng thôi. À, thế là khi người ta bày ra thì rõ ràng đó là một cái món súp hải sản. Thế là ví dụ như mà thủ lĩnh ăn thì bảo trời đất, cái món súp hải sản này ở quê tôi đầy luôn. Thế nhưng mà lúc đấy thì liệu là chúng ta có già còn dám nghĩ đây là cái món súp hải sản đơn thuần nữa không ạ? Không, đây là món Phật nhảy qua tường cơ. Và khi đó thì chúng ta sẽ phải thưởng thức với một cái tâm thế khác, với một tâm thế là một món ăn rất là thần thánh. Đó, món ăn rất là thần thánh, là đấng tối cao như là Phật còn phải phá giới để ra người ngửi thôi. Mà bây giờ chúng ta còn được ăn cơ, chúng ta phải nếm cơ. Chúng ta được nếm cơ thì chúng ta sẽ thưởng thức cái món ăn này với một cái tâm thế như thế nào. Đó, thì thực ra là với một cái giá trị mà 1,5 triệu thì có thể là nó đã cao hơn rất nhiều so với giá trị thật nguyên nhân vật liệu của một cái bát súp như thế này rồi. Tuy nhiên là bất kể ai mà tham dự những cái tour mà cao cấp ấy thì đều thử món Phật nhảy qua tường này rồi. Và bản thân Thư Ký Chi thì cũng biết là có cái giá trị ảo đấy ở trong món ăn rồi, nhưng mà trong suốt 7 năm ở Bắc Kinh ấy thì cũng là thường xuyên là cũng đi ăn cái món Phật nhảy qua tường này, bởi vì bản chất là cũng ngon, hoặc là do có thể là từ xưa mình bị một cái tâm lý là một cái món ăn thần thánh ấy. Khi mà đưa bố mẹ rồi mẹ chồng rồi con mà sang Bắc Kinh mà chơi một tháng, khi mà Thư Ký Chi tốt nghiệp tiến sĩ về nước ấy, là trong vòng một tháng đấy cũng tuần nào cũng phải đi ăn cái món Phật nhảy qua tường này. Thực ra có thể là do tâm lý, và cứ có khách quý đến là mình chắc chắn là mình sẽ chắc chắn là mời đi ăn cái món Phật nhảy qua tường này, với một tâm thế nó linh thiêng như thế đấy anh chị ạ. À, thế đấy là cái cách bán hàng của người Trung Quốc. Thế thì có quay lại câu chuyện là cái món phở của Việt Nam có ngon không, món bánh mì của Việt Nam có ngon không? Có rất ngon đúng không ạ? Còn trong cái bảng xếp hạng nhiều năm liền của CNN là một trong những món ăn ngon nhất thế giới đó. Thư Ký Chi nhớ là như thế, bánh mì là một trong 10 loại bánh mì ngon nhất thế giới, đều phở. Thế là anh em chúng ta là đi ra các nước trên thế giới, đều khi người ta hỏi về đặc sản Việt Nam thì luôn luôn tự hào nói là về có món phở và món bánh mì. Tuy nhiên là nếu như bây giờ ấy mà để đưa vào cái món phở và món bánh mì một cái giá trị nào đấy ngoài cái giá trị thực của nó là phở ngon, bánh mì ngon ấy, thì hình như mình chưa đưa vào. Vẫn là phở đúng không? Vẫn là bát phở, vẫn là giá bình dân thì 30.000, còn bây giờ phở cao cấp nhất là phở bò Kobe à hay gì đó thì là 1 triệu. Ở lẽ mắt bán 1 triệu một bát, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức là 1 triệu thôi, và số lượng người ăn thì thực sự nó không nhiều. Đó, bánh mì thì cũng thế, bánh mì thì còn càng rẻ hơn, 20-30 nghìn một chiếc. Nhưng mà nếu mà thử tưởng tượng chúng ta đưa được một cái giá trị như thế nào đấy, một cái tên như thế nào đấy vào hai cái món rất là ngon của chúng ta, hay là như là cái món nem rán của Việt Nam cũng là những món ăn rất là ngon mà chúng ta hay dùng để quảng bá đấy, thì có thể là tất cả những du khách bao gồm là trong và ngoài nước đến Việt Nam thì chắc chắn đều phải thử những cái món đấy. Nhưng ấy, phải thử với một tâm thế khác, nó phải linh thiêng, nó phải đầy sự tín trọng, chứ không phải như bây giờ. Cảm xúc của người nước ngoài đến Việt Nam khi mà thử thức các món ăn Việt Nam có một cảm xúc chung, ngon và rẻ. Lúc nào cũng rẻ, thế là mình hơi bực rồi. Lúc nào cũng bảo là món ăn Việt Nam ngon và rẻ, mà trong khi là mình hoàn toàn có thể làm cho nó đắt lên, bởi vì là cái vẻ ngon của nó thực sự là nó giá trị hơn rất nhiều so với cái đồng tiền. Chỉ có điều là mình chưa đưa vào trong nó một cái giá trị ảo nhất định thôi. Mình bực nhất là lúc nào người ta đến Việt Nam người ta cũng bảo công nhận ăn ngon mà lại rẻ. Mình bực, trong khi mình đi sang Trung Quốc mình ăn những cái món như thế này thì mình vẫn cứ phải nói là ngon và đắt. Đắt nhưng mình vẫn rất là cam tâm, bởi vì mình được ăn những cái món mà thần thánh, nó không kiềm lòng được cơ mà. Đó, thế vấn đề là cái cách người ta bán hàng ra như thế nào thôi. Đó, hay như ở Trung Quốc ấy, nhất đến Trung Quốc là chúng ta nghĩ đến đông trùng hạ thảo, tức là những cái dược phẩm, dược liệu quý, những cái đặc trưng rất là quý, những cái đặc sản rất là quý giá của Trung Quốc như đông trùng hạ thảo. Đúng thế. Nhưng mà anh chị đã từng đến du lịch ở Bắc Kinh thì anh chị sẽ đều được đưa vào luôn đồng nhân đường.
đồng nhân đường. Thì khi mà vào đồng nhân đường anh chị sẽ được gọi là đo huyết áp rồi là tẩm bóp rồi vân 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 miễn phí trước đã, sau đó anh chị sẽ được đưa ra cái quầy thuốc và giới thiệu là đông trùng hạ thảo. Thế thì đông trùng hạ thảo về bản chất anh chị nhìn trên hình á, đây là con đông trùng hạ thảo khô. Đông trùng hạ thảo có nghĩa khi là nó là mùa đông ấy, nó là một cái loại lưỡng thể, khi mùa đông thì nó là côn trùng, còn khi nó sang mùa hè ở trên đầu nó mọc lên cái cỏ đây này, thảo là cỏ mà, mùa hè thì nó là một cái cây cỏ đó. Đông thì nó là cái con côn trùng, nó nằm ở dưới sâu dưới cái lớp đất mà trên có phủ tuyết nữa đó. Thế và ở trên mùa đến mùa hè thì nó mọc thêm là cái cỏ trên đầu, để chúng ta hiểu như thế. Đông trùng hạ thảo là một cái loại lưỡng thể như thế đấy. Cái đông trùng hạ thảo về mặt bản chất nó là như thế, và cái tác dụng chính của nó là tăng cường hệ miễn dịch đấy, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Thế nhưng mà ở Trung Quốc ấy, thì người ta thần thánh nó lên một cái mức ấy, và cũng có thể là người ta qua cái sự truyền thông của người ta thôi, thần thánh lên một cái mức đông trùng hạ thảo. Thứ nhất là nó về dị hình dị tướng rồi đúng không ạ, vừa là côn trùng lại vừa là cây cối, nó lại cùng trên một cái cơ thể như thế. Và thứ hai ấy, nó lại sống ở dưới những cái lớp đất rất là sâu, không lại tuyết phủ dày quanh năm đó. Ở Trung Quốc nó có hai cái vùng mà đông trùng hạ thảo là đặc sản, đấy là tại cao nguyên Thanh Tạng của Tây Tạng đấy, cao nguyên Thanh Tạng và cao nguyên Tây Tạng. Nó sống trên cao nguyên, mặc một cái khai thác cũng rất là khó. Thế vì như thế thì người Trung Quốc người ta mới đẩy lên đến một cái mức cao siêu đông trùng hạ thảo, như kiểu là một cái thuốc mà có thể chữa được bách bệnh ấy. Có thể chữa được bách bệnh. Ngoài cái việc tăng cường hệ miễn dịch ý, thì là nào là chữa ung thư, là mắt mờ chân chậm, bán thân bất toại, cái gì chữa được hết. Đông trùng hạ thảo cái gì chữa được hết. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy rằng là trong cái tâm khảm của những người nước ngoài khi mà biết đến đông trùng hạ thảo thì đều là một loại gọi là thần dược đó. Chúng ta có phải nói là từ thần dược. Và giá cả của đông trùng hạ thảo thì thế nào? Xin thưa với anh chị em là đông trùng hạ thảo là một sản phẩm, có thể nói là sản phẩm duy nhất mà dùng bán bằng cân tiểu ly, như là bán vàng, cân tiểu ly như là bán vàng. Đây là hình ảnh phóng to thôi, nếu còn một con đông trùng hạ thảo chắc nó chỉ bằng khoảng độ 7-8 cái que tăm của chúng ta gộp lại thôi, 7-8 cái que tăm của chúng ta gộp lại thôi là đã đắt lắm rồi đó. Anh chị tưởng tượng là bán đông trùng hạ thảo cân tiểu ly, cân vàng và đắt như thế. Thế thì giá của một cái cân đông trùng hạ thảo, vì là cân tiểu ly cho nên người ta sẽ không tính theo cân đâu, nhưng mà thực ra ở Việt Nam mình có một cái anh đại gia, anh nhà ở Phan Đình Phùng ấy, anh ấy mê đông trùng hạ thảo đến mức mà mỗi một lần anh mua là anh mua theo cân một ạ, hai cân một ạ. Thì giá của một cái cân đông trùng hạ thảo nó khoảng 2 tỷ đồng tiền Việt Nam. Và anh ăn như bim bim ấy, đông trùng hạ thảo thì có thể là ngâm rượu rồi nấu đun nước rồi hầm gà hầm canh để bồi bổ cơ thể đó. Thì bây giờ rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là đông trùng hạ thảo nó không có cái tác dụng chữa bách bệnh như thế, thần dược như thế. Nhưng vì cả hàng nghìn năm nay người Trung Quốc đã thổi hồn cho đông trùng hạ thảo nó là một loại thần dược. Đặc biệt là khi mà trước khi mua đông trùng hạ thảo, anh chị sẽ được xem những cái clip về cái quá trình khai thác con đông trùng hạ thảo dưới cái lớp núi tuyết, nó khó khăn, nó vất vả như thế nào. Mà chỉ cần gãy một chút cái đầu râu ở bên trên, đầu là nó cái giá trị nó đã giảm hẳn đi như thế nào. Thì để anh chị thấy rằng một cái con đông trùng này nhỏ nhỏ ấy, bằng 7-8 que tăm chụp lại ấy, thì nó sẽ có khoảng giá trị khoảng độ 500.000 rồi. Và nếu như là một bát canh hầm mà anh chị cho độ 4 con hoặc là một bát canh chim thì anh chị là cũng đã có giá là 2 triệu rồi. Thế mà ở Việt Nam chúng ta, nhưng không hiểu tại sao người Việt Nam lại rất thích những cái kiểu thần dược như thế. Các cái đoàn du lịch Việt Nam sang Trung Quốc mua đông trùng hạ thảo rất là nhiều, bao gồm cả việc khi Thư Ký Chi ở Bắc Kinh thì rất nhiều người nhờ, bởi Bắc Kinh có đồng nhân đường mà, thì đồng nhân đường là cái đơn vị phân phối rất là uy tín về đông trùng hạ thảo, thì nhờ mua. Và có một cái ví dụ Thư Ký Chi vừa kể đấy, có một cái anh bạn ở Phan Đình Phùng, nhà Phan Đình Phùng, mua một lần là mua 2 ký lô luôn, là hết 4 tỷ tiền Việt, tiền đông trùng hạ thảo với ăn. Ăn như ăn bim bim buổi sáng luôn, mỗi một con sẽ trị giá khoảng độ 500.000, nhỏ nửa cái đầu bút này thôi. Đó. Thế thì chỉ việc bán những cái sản phẩm như thế thôi, người Trung Quốc người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù đến bây giờ nhá, đến thời điểm này thì có rất là nhiều những cái bài báo khoa học chứng minh là đông trùng hạ thảo nó không có tác dụng như thế. Việt Nam mình cũng đã nuôi cấy rất là nhiều những cái con đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên ấy, chúng ta không thể phủ nhận đi được cái giá trị mà truyền thông đã đem lại cho cái con đông trùng hạ thảo này trong suốt mấy nghìn năm lịch sử của Trung Quốc được đâu. Đặc biệt nữa là bây giờ còn có cái sự truyền thông. Ví dụ như bây giờ anh Mark đúng không? Anh Mark chủ Facebook, vợ anh ấy là người Trung Quốc. Đấy, bây giờ chị thôi, chị nói là đông trùng hạ thảo này tốt lắm. Đấy, chỉ cần một câu nói của vợ ông chủ Facebook thôi, nói tốt lắm. Thì hỏi là hàng triệu người dùng Facebook trên thế giới này là tin bạn
tin mấy cái báo cáo không biết đặt của đâu, hay là tin lời vợ của ông Mark là con đông trùng hạ thảo này tốt lắm. Đấy, người Trung Quốc người ta có những cái cách truyền thông về cái sản phẩm, người ta đưa được những cái giá trị ảo vào được sản phẩm rất là nhiều. Ở công ty chúng ta ấy, cũng có nhiều anh em nhờ thư ký Sinh mua đông trùng hạ thảo rồi đấy. Thư ký Sinh vừa gửi hết các cái tài liệu đấy, và bản thân thư ký Sinh thực tế là trong 7 năm ở Bắc Kinh thì cũng đã mua rất là nhiều đông trùng hạ thảo về rồi. Mình cũng phải xem là nó như thế nào. Hồi đấy thư ký Sinh là mua cái này, nó bán không con mà từng con một, thì tổng cộng hình như thư ký Sinh mua khoảng 200 con đấy, để bố mẹ rồi em mỗi thứ có thể dùng thử. Nếu bây giờ ai mà khỏe thì khỏe thì đều bảo chắc là do ăn đông trùng hạ thảo đấy. Thư ký Sinh bảo chắc là do ăn đông trùng hạ thảo đấy, covid mà bình an vượt qua chắc là do ăn đông trùng hạ thảo. Không biết phải không, ăn rất nhiều thứ nhưng mà vì có ăn đông trùng hạ thảo rồi nên mình đều quy vào chắc là do có đông trùng hạ thảo. Đó. Hay như là các cái giá trị khi mà chúng ta biết đến cái món Việt Bắc Kinh. Bây giờ có thể có anh chị đi rồi, có anh chị chưa đi, nhưng mà dù đi rồi hay chưa đi thì đều biết là Bắc Kinh có một cái món gọi là món Việt Bắc Kinh nổi tiếng. Thì đây là hình ảnh của món Việt Bắc Kinh. Thì cách ăn của Việt Bắc Kinh thì nó sẽ khác một chút so với mình, vẫn là khác một chút so với mình, là người ta sẽ không chặt ra từng miếng cho mình, người ta gặp như mình, mà người ta sẽ thái ra từng lát. Nhưng ngay cả cái việc thái ra từng lát phục vụ tại bàn ấy, tức là người ta sẽ mang cả con vịt quay này đến trước mặt thực khách, và sau đó người ta sẽ đổ bếp, sẽ thái ra từng lát để phục vụ thực khách. Và giá của một con vịt quay này, giá trung bình của một con vịt quay ở các hệ thống mà vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng ở Bắc Kinh là 1 triệu một con. Đấy là giá trung bình. Còn có những con thần thánh hơn thì sau đây thì Thư Chi sẽ trình bày sau. Thế thì nếu chỉ bán những con vịt quay này, và nếu như mà anh chị ăn với cái tâm thế là ăn của vịt quay Lạng Sơn hay là ăn vịt quả Vân Đình, thì nhá, cảm quan ấy nó không ngon bằng, bởi vì nó nhạt, nó rất nhạt, anh chị thấy là nó nhạt. Cho nên là ở đây nó phải có rất là nhiều những cái gia vị đi kèm, các loại tương ngọt này, rồi hành này đi kèm. Đấy là nếu mà cảm quan. Nhưng mà tại sao món vịt quay Bắc Kinh này lại nổi tiếng khắp thế giới, và bất kể ai đến Bắc Kinh du lịch thì đều khao khát, đều mong muốn được thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh này? Là bởi vì ở đằng sau câu chuyện của Việt Bắc Kinh, nó là một truyền thuyết mà anh chị trước khi ăn, các anh chị sẽ được nghe kể, và anh chị sẽ không thể ăn với cái tâm thế của ăn vịt quả Vân Đình đứng nướng được. Đó, thứ nhất ấy là nguồn gốc của vịt quay Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh sẽ được chọn từ một cái vùng mà có cái nguồn nước sạch tinh khiết này, rồi những chú vịt sẽ được nuôi cho nó đúng cái cân nặng là 3 cân 26 chẳng hạn. À, cái số là nghe rất là khó hiểu nhá, cái số nó phải lòng hoàng, tức là đúng 3 cân 26 là mình mang lên mình vặt lông. Thế tại sao lại 3 cân 26? Thì người ta bắt đầu giải thích là vịt được nuôi đến đấy thì nó đảm bảo được cái lượng mỡ, tỷ lệ mỡ thế này, tỷ lệ thịt nạc thế này, tỷ lệ bì như thế này thì mới có thể cho ra được một con vịt ngon. Thế là mình cứ phải nghe, mình cứ phải tin, đúng không ạ? Mình đến nước người ta mà. Sau đó vịt quay ấy, đấy là thứ nhất là nuôi vịt đạt được một cái cân nặng nhất định. Sau đó vịt quay lại bằng gỗ của một loại cây đào, cây lê ở ngoại ô của thành phố Bắc Kinh, bắt buộc là phải quay vịt bằng cái gỗ đấy thì nó mới ra được cái mùi thơm của hoa quả đấy, gỗ hoa quả đấy, mùi thơm của đào của lê nó ngấm vào con vịt. Nghe mình đã thấy nó phức tạp rồi, trong khi là vịt cỏ Vân Đình của mình nướng bằng than làm sao sang được, đây là gỗ lê, gỗ đào. Thế đến khi ăn lại cũng không chặt bồm bộp ra, lại thái lát cho nó quấn vào một cái bánh mà làm bằng bột gạo đó. Thái lát thì cũng không phải là thái bừa thái bãi, mà thái đúng 108 lát để phục vụ cho mặt khách đấy, thái đúng 108 lát đấy. Thì mình lại phải thắc mắc rồi, tại sao lại phải thái đúng 108 lát mỏng đấy? Thì anh chị thấy rằng 108, anh chị xem 108 thì anh hùng hảo hán rồi đấy ạ. Thì 108 nó là những con số cắt tường, những con số may mắn đấy. 108 hạt đấy, 108 là đấy, hạt tràng đấy, đúng không ạ? Tức là những cái con số nó liên quan đến văn hóa, đến niềm tin, đến tín ngưỡng. Thì bây giờ ăn con vịt quay này, bây giờ người ta phải lát ra 108 lát, mà trong khi là mình đâu có đủ kiên nhẫn mình ngồi mình xem có đúng là người ta lát ra 108 lát không. Nhưng mà trước khi ăn thì chúng ta đã được nhồi vào đầu những cái tư tưởng như thế rồi đó. Thì một lát sau chúng ta ăn con vịt này thì liệu chúng ta có dám ăn kiểu bỗ bã, ăn kiểu cứ cả cái đùi chơi lên là sơi như mình ăn vịt quay Vân Đình hay vịt quay Lạng Sơn được đâu? Không được. Từng miếng nhỏ nhẹ quấn vào cái lá, xong rồi chấm tương rồi cho hành nữa đó. Đấy là chưa kể là ở một cái hệ thống vịt quay nổi tiếng nhất Bắc Kinh là Toàn Thủ Đức, tên là Toàn Thủ Đức đó, mở ở Bắc Kinh, thì ngoài những cái con vịt 1 triệu này thì có những con vịt 5 triệu. Cái con vịt 5 triệu đấy nó khác cái con vịt 1 triệu là như thế nào? Thứ nhất ấy là về mặt bản chất ấy thì nó giống hệt nhau. Nhưng khi mà anh chị mà vào cái cửa hàng đấy thì anh chị sẽ được giới thiệu là mỗi một ngày thì chúng tôi chỉ có duy nhất là 100 con vịt đặc biệt. Con 100 con vịt này được nuôi giống như kiểu nuôi công chúa hoàng tử vậy,
được tắm nước mát, được nghe nhạc rồi vân vân, giống như con bò đấy, mà bò New Zealand ấy, rồi là được ăn những thức ăn thuần khiết nhất, được đầu bếp nổi tiếng nhất của cái hệ thống nhà hàng nổi tiếng nhất của Bắc Kinh này là đích thân là quay chế biến thật, việc chế tác và là 1.500.000 tệ, tức là 5 triệu đồng tiền Việt Nam một cái con vịt như thế. Và mỗi một ngày thì toàn hệ thống toàn tụ Đức này chỉ bán 100 con thôi. Và khi anh chị may mắn được là một trong số những thực khách được thưởng thức 100 con vịt này ấy, thì anh chị sẽ được đóng một cái dấu vào tay này, đóng một cái dấu là đã được ăn một trong 100 con vịt nổi tiếng nhất thế giới. Người ta bảo là vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng mà bởi vì cũng chỉ có vài nước ăn cái món vịt quay Bắc Kinh thôi, người ta là chị đã được ăn một trong 100 con vịt nổi tiếng nhất thế giới, chị đóng được bột một cái dấu đỏ vào đây đó. Thế thì anh chị sẽ bỏ ra 5 triệu để ăn được cái con vịt đó, và anh chị có một cái dấu ở đây. Thế thì rất là nhiều người khao khát và cũng cần phải biết xem là cái con vịt 5 triệu khác con vịt 1 triệu như thế nào, thì bỏ ra 5 triệu để mua cái con vịt đó và sung sướng với cái dấu đỏ mà đóng ở trên tay đấy. Mình vinh dự mình được là một trong 100 người mà ăn cái con vịt ngon nhất thế giới đấy, sung sướng để nguyên cả cái dấu đỏ này 5 ngày 7 ngày Bắc Kinh không rửa luôn, mang về Việt Nam khoe đó. Cái giá trị như thế thì bây giờ chúng ta dùng cái gì để chúng ta kiểm chứng? Chúng ta không có gì chúng ta kiểm chứng được, chúng ta hoàn toàn là đi theo cái sự dẫn dắt của người ta. Và đây hoàn toàn là những cái giá trị rất là ảo, rất là ảo, đã đưa vào giá trị thật là một con vịt. Nhưng cái giá trị một con vịt 5 triệu, ở Việt Nam chắc là mình chưa ăn con vịt quay 5 triệu. Đó, khó thì ăn con vịt quay 5 triệu mà mình lại sung sướng, bỏ ra 5 triệu ăn con vịt sung sướng. Bởi vì được đóng cái dấu đỏ, mang về tận Việt Nam quay không rửa tay luôn. Thì đấy là cái cách làm, là bán các cái sản phẩm du lịch của người Trung Quốc. Thế còn rất là nhiều những cái ví dụ khác mà nó có liên quan như thế nữa. Thì thư ký chị sẽ không kể từng cái ví dụ ở đây một. Vậy thì kết luận là gì? Cái việc mà người ta bán hàng ấy, bán các cái giá trị ảo, người ta gắn được vào cái sản phẩm thực một cái giá trị ảo đó. Và với cái tiêu chí là bán giá trị thật thì ra tiền, thế còn bán giá trị ảo thì lại ra rất rất nhiều tiền. Có một cái ví dụ mà nó liên quan trực tiếp đến cái việc mà ngôn ngữ ở trong kinh doanh ấy, là cái việc bán hàng hiệu phách ở bên Trung Quốc. Hàng hiệu phách chúng ta thấy nổi tiếng bán hiệu phách đúng không ạ? Mặc dù là bán hàng hiệu phách, nhưng mà cửa cái chợ mà bán hàng hiệu phách đấy thì lại được đặt tên là chợ Mỹ. Đó, bán hàng hiệu phách nhưng đặt tên là chợ Mỹ. Và cái cửa hàng đấy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở khu phố đại sứ quán. Ví dụ như ở Hà Nội là phố Hoàng Diệu cơ. Đặt trình in một cái cửa hàng bán hàng phách ở đấy nhưng mà lại đặt ở phố đại sứ quán. Đấy. Ở Bắc Kinh nó nằm ở đường Quang Hoa Lộ, tức là cái đường mà có đại sứ quán các nước bao gồm cả đại sứ quán Việt Nam ở đấy. Thế mà anh chị biết là dân đại sứ quán mà đã vào mua thì rõ ràng nó uy tín rồi. Nhưng mà chuyên bán hàng fake. Thế thì người bán hàng ở trong những cái cửa hàng này, thứ nhất là về mặt trang trí cửa hàng thì nó đẹp lộng lẫy như là store thật, store xịn luôn. Mỗi một cái túi này, một đôi giày mà hàng fake ấy thì đều được để trong cái túi tủ kính mạ vàng, rồi có đèn led chiếu khắp nơi, trông giống như cái sản phẩm siêu xa xỉ mà cần phải được bảo vệ từng chiếc một đấy đó. Thế nhưng mà thực ra thì nó lại là hàng fake. Thế nhưng mà có một cái điều đặc biệt ấy là khi mà anh chị mua hàng ở đây thì bởi vì nó nằm ở cái phố đại sứ quán mà, thì nhân viên bán hàng ở đây thì đều biết nói 6 thứ tiếng là cái thứ tiếng làm việc của Liên Hợp Quốc ấy anh chị ạ, không biết nói tiếng Việt tất nhiên rồi, 6 thứ tiếng làm việc của Liên Hợp Quốc ấy, và phương thức thanh toán rất là linh hoạt, chấp nhận tất cả các loại tiền của tất cả các nước, các hình thức chuyển khoản rồi quét mã rồi vân vân. Thì đấy là một trong những hình thức kích cầu du lịch rất là tốt. Và nếu mà về mặt ngôn ngữ trong kinh doanh thì phải nói là người ta đã rèn luyện cái kỹ năng ngôn ngữ đến tầm đỉnh cao. Một nhân viên bán hàng bình thường ta có thể nói được 6 thứ tiếng. Đấy là cái khu bán hàng fake ở Bắc Kinh đấy, mà người ta gọi là chợ Mỹ ở Bắc Kinh. Thì bất kể ai đến Bắc Kinh mà tìm hiểu sâu một chút, mà thích mua sắm một chút thì đều đến cái, đặc biệt là phụ nữ đều đến những cái khu bán hàng fake, cái khu chợ bán hàng fake ở trên cái phố đại sứ quán này để đổ tiền ở trên đấy rồi. Đó, thì khi nào mà có thời gian nhiều hơn thì thư ký chị sẽ xin được chia sẻ với những hội chị em bạn gì mà cũng thích mua sắm hàng fake nhưng mà lại rất hoành tráng ở khu phố đại sứ quán ở Bắc Kinh. Xong đó, thì đấy là cái cách mà người ta bán cái giá trị ảo vào trong cái giá trị thật. Đây là một trong những cái nghệ thuật mà người Trung Quốc đã áp dụng rất là nhuần nhuyễn đó, từ bán cây kim sợi chỉ đến tàu vũ trụ. Đấy, cái tàu vũ trụ cũng thế thôi, người ta đặt tên tàu vũ trụ là Thần Châu. Đó, Thần Châu là tên cổ của Trung Quốc đúng không? Một chữ Thần Châu thôi là chúng ta phải có một niềm ngưỡng vọng với cả một cái chiều dài lịch sử của Trung Quốc. Chúng ta đặt là Vinasat 1, Vinasat 2 thì nó thuần mang tính khoa học thôi đúng không? Là của Việt Nam đúng không? Sat 1, Sat 2. Nhưng người ta là Thần Châu 1, Thần Châu 2 rồi đến Thần Châu 11. Đó, chạm vũ trụ không gian của người ta đặt là Thiên Cung, giống của mình. Cái này giống của mình rồi, giống công ty mình ấy.
công ty mình có Thiên Cung, anh chị biết không ạ, là cái chỗ nghỉ trưa của lãnh đạo ấy ạ. Thì Trung Quốc đặt cái trạm vũ trụ không gian tên là Thiên Cung 1, Thiên Cung 2, có hai trạm vũ trụ không gian như thế. Thế thì đấy, bao gồm từ cả cái tên thôi, cái tên thôi thì đã làm cho cái giá trị thật của nó lên rất nhiều. Người ta nhìn Vinasat với mặt thật là của Vinasat, bản chất là Vinasat thôi, nhưng mà người ta nhìn cái Thiên Cung ấy, người ta nhìn cái thần châu ấy, người ta thấy ngưỡng mộ lắm, người ta nhìn thấy cả một cái chiều dài lịch sử của đất nước của họ ở trong đấy thì nó khác, đúng không? Nó có đến thần châu 11 rồi đấy, và Thiên Cung 2 rồi đó. Thì đấy là về bán về cái giá trị ảo. Thứ hai ấy, một cái nghệ thuật cũng rất là hay ho của Trung Quốc mà nó lên được cái điều 6 mà thư ký Chi vừa nói là thuyết trình bằng cách một kể câu chuyện ấy, là cái việc này thì Trung Quốc làm rất là giỏi, bán hàng bằng cách kể câu chuyện, và đặc biệt là bán ở trong các cái khu du lịch, đặc biệt là bán hàng ở trong các cái khu du lịch mà cần phải dẫn dắt kể chuyện hay ho thì người ta sẽ triển khai cái này một cách tuyệt đối. Và anh chị đã đi du lịch rồi, ví dụ như ở công ty chúng ta rất nhiều đi du lịch ở tướng quân Hà này, tướng quân Lộc này, tướng quân Mừng này, tướng quân Hòa này, ở đến Trung Quốc rồi. Và khi mà về thì khi mà để chúng vui với nhau là không hiểu tại sao mà em đi vào đấy em mua cả trăm triệu tiền cái vòng vèo vàng bạc châu báu mà nó không phải xịn đến cái mức giá trị trăm triệu đâu, mà mình cứ mê mẩn mẩn mà mình mua. Đấy đấy, cái thực tế là như thế. Anh chị vào cái khu du lịch anh chị mua, thế thì người Trung Quốc người ta đã bán hàng như thế nào đó. Mặc dù là nhiều người thì bảo là người ta lừa, nhưng người ta đâu có lừa, người ta bán một cái sản phẩm thật. Chỉ có điều ấy là cái giá trị của nó không như cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra thôi. Vậy người ta đã làm như thế nào? Đó, thì ở đây người ta sử dụng một cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật bán hàng bằng cách kể câu chuyện. Thế cái việc mục đích của kể câu chuyện người ta là gì? Là người ta làm thay đổi tâm lý của khách hàng. Đó, mục đích chỉ là thay đổi tâm lý và dẫn dắt tâm lý khách hàng theo cái hướng mà người ta muốn thôi. Đó. Và nếu như toàn bộ cái quá trình mà diễn ra trong vòng 1 tiếng thì người ta ít nhất người ta dùng 3/4, tức là khoảng 45 phút để người ta làm thay đổi toàn bộ cái diễn biến tâm lý của mình. Và chỉ người ta chỉ cần 10 đến 15 phút cuối cùng để chốt sale thôi, và hiệu quả rất là kinh khủng. Thưa các chị xin được lấy ví dụ nhé. Ví dụ như việc bán vàng châu báu tại các khu du lịch. Lấy ví dụ này nó gần gũi thân quen với anh chị, bởi vì anh chị nếu đã đi du lịch ở Trung Quốc thì chúng ta chắc chắn là đã cũng có cái trải nghiệm rồi. Thưa các chị sẽ kể một cái chuyện mà thưa các chị đưa đoàn của các thầy hiệu ở của bộ giáo dục hôm đó là khoảng 50 người đi đến một cái khu du lịch, cũng là vẫn ở chỗ Hồ Nam đấy ạ. Hồ Nam tức là giống kiểu Bát Sát ý tí của mình ấy. Ở đâu người ta cũng có cái khu bán vàng châu báu hết, trong các khu du lịch đều bán vàng bạc châu báu hết. Thế thì vào thứ nhất đấy, anh chị là người Việt Nam thì cái kỹ năng đọc, tức là giao tiếp trong kinh doanh, nhưng khi mà làm việc với đối tác với khách hàng ấy thì cái kỹ năng đọc rất quan trọng. Như chị đã trình bày rồi đúng không, đọc để tìm hiểu về cái đối tượng khách hàng này đã rất là rõ ràng, người ta biết đây sẽ là đoàn Việt Nam rồi. Thế cái bước đầu tiên ấy bao giờ cũng là tạo tâm lý thân quen. Khi mà anh chị bước vào cái gì, khi mà cả đoàn bước vào, toàn là các thầy ở bộ giáo dục đấy cũng có quyền cao chức trọng đấy. Người bán hàng mình tưởng là đến một cái vùng hẻo lánh ở tận đi Hồ Nam Trường Sa của Trung Quốc đấy, toàn người là xa lạ, nhưng không, tự nhiên người bán hàng mà em chào các anh chị giật bắn người, chứ tự nhiên ở cái vùng này có một ông bạn nói tiếng Việt lại sành sỏi như thế này, xông ra chào tay đắp mặt mừng. Đấy. Thế cái việc của họ đơn giản là chỉ là tạo tâm lý thân quen thôi, nhưng mình bắt đầu người ta có chào hàng ngay đâu, mặc dù hàng bày đẹp đẽ, nhưng thư ký chị vừa mới trình bày vừa mới để cái hình ảnh này, anh chị thấy là hình ảnh rất là đẹp đẽ lung linh, nhưng người ta không hồ vọng, người ta không bảo mời anh chị xem hàng rồi cái này bao nhiêu triệu, cái này bao nhiêu triệu. Chào anh chị Việt Nam. Ô, sao cháu lại biết tiếng Việt à? Ô, cháu là được sinh ra ở Việt Nam luôn, cháu sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ cháu sinh ra ở Việt Nam. Ô, thì cháu sinh ra ở tỉnh nào? Cháu sinh ra ở Quảng Ngãi luôn. Đấy, cháu sinh ra ở Quảng Ngãi luôn. Bố mẹ cháu là có một thời kỳ là đi làm giáo viên ở bên Quảng Ngãi, rồi là sinh cháu ở Việt Nam luôn, sinh ở Quảng Ngãi luôn. Trời đất ơi, thân quen quá rồi luôn. Tướng quân Phú Tuấn rồi, thư ký Quốc rồi, trợ lý Trâm, trời ơi, thân quen quá rồi. Ô, thế thì cùng quê với chú rồi. Quê rồi thì ở đâu? Ở đâu? Ở Bình Sơn luôn. Thế thì cũng hàng xóm rồi, có khi là hàng xóm rồi. Thế là cứ nói chuyện thao thao bất tuyệt như thế, tâm lý rất là thân quen. Ở Hà Nội gì, cô Hà Nội, cháu cũng ở Hà Nội luôn, cháu ở chỗ số 7 Đào Duy Anh luôn đấy, nhà cô được số 5 Đào Duy Anh, nhà cháu số 7 Đào Duy Anh luôn. Mà người ta nói chân thật đến cái mức mà mình tin. Anh chị tưởng tượng sao một cái đất nước mới như thế, mới mẻ như thế, lạ lẫm như thế, ngôn ngữ thì mình không biết, trong cả cái đoàn đấy chỉ có hai người biết tiếng Trung thôi, trong đó là thư ký Chi là một bạn hướng dẫn viên nữa biết tiếng Trung, còn các cô chú thì đều không biết tiếng Trung. Thế thì gặp một cái người như thế thì mình thấy rất là thân quen. Thế thì cái việc tạo tâm lý thân quen như thế này ý, thì nó có tác dụng như thế nào? Thứ nhất ý, là phá vỡ cái tâm lý phòng ngự. Đấy, việc
tạo tâm lý thân quen ấy, là phá vỡ cái tâm lý phòng ngự. Đấy là bước quan trọng nhất của cái thao tác mà tạo tâm lý thân quen. Thế cái tâm lý phòng ngự là cái tâm lý sơ khai của khách hàng thôi. Tâm lý phòng ngự ấy là tâm lý sơ khai của khách hàng. Sợ về phòng ngự vì mình sợ, sợ vì là sợ bị lừa này, sợ bị mua hớ này. Đấy, đấy là cái tâm lý sơ khai của bất kể một khách hàng nào khi mua sản phẩm như thế. Sợ là cái giá trị này nó không đúng với cái người ta quảng cáo này, nó không hợp với cái giá tiền mà mình sẽ phải trả ra này. Thì cái tâm lý sơ khai của người tiêu dùng ấy là tâm lý phản kháng như thế. Thế thì cái việc tạo tâm lý thân quen này thì người ta sẽ xóa đi một phần cái tâm lý phản kháng của khách hàng. Để làm gì? Tạo tâm lý thân quen để mình có một cái cảm giác là thân và quen. Ôi, hàng bao nhiêu khách ở bao nhiêu nước đến như thế này mà lại gặp được người mà biết tiếng Việt, còn sinh ra đẻ ra ở Việt Nam như thế này thì chắc chắn là không lừa mình đâu. Ai lại đi lừa mình? Đồng hương sinh ra ở Việt Nam đúng không? Thì cái bước tạo tâm lý thân quen đấy thì mục đích là để xóa đi cái tâm lý kháng cự sơ khai của khách hàng. Thì đây là bước quan trọng nhất. Bước quan trọng nhất đó, người ta cứ kể câu chuyện ở Việt Nam, người ta anh chị thưa anh chị là để tìm hiểu về mình, để tìm hiểu về đoàn khách này, người ta cử một cái ông tiếng Việt như thế, tìm về đoàn khách về Anh, Pháp, Mỹ, người ta sẵn sàng có những nhân viên biết nói tiếng Anh, Pháp, Mỹ, Pháp, Đức các kiểu ra để người ta nói, và người ta nói thậm chí người ta sử dụng cái việc sử dụng ngôn ngữ của người ta ấy. Ở đây thì cái đẩy mạnh cái mảng ngôn ngữ ấy, là người ta nói đến cái mức đó, thậm chí sở mình sử dụng ca dao tục ngữ, tức là những cái kết tinh của ngôn ngữ để người ta nói chuyện với mình cơ. Thì lúc đấy mình cảm thấy là cùng thân quen, mình không có cái sự kháng cự gì nữa rồi. Thế sau khi mà kháng cự không kháng cự nữa rồi, câu chuyện trở nên nó vui vẻ hơn rồi, nó dễ chịu hơn rồi, thì tự nhiên có một ông xuất hiện, một ông mà đẹp trai, cao to đẹp trai đi lướt qua, cao to đẹp trai tầm tầm cũng phải yêu tướng quân Hoàng ấy đó, tướng quân Hoàng, tướng quân Khang ấy, tướng quân Đức ấy, tự nhiên lướt qua một cái thì trời đất ơi, các anh chị biết đấy là ai không ạ? Đẹp trai cao to nhá, phải mét 7m8, trông hoành tráng chứ không phải là tập thủ lĩnh đi qua là không được vào trong cái kịch bản này rồi đó, phải như ông tướng quân Hoàng, tướng quân Đức, tướng quân Khang đi qua ấy. Thì đây là ai? Đây là con của chủ tịch của cái tập đoàn buôn bán vàng này đấy, đi qua đó. Thế tại sao lại phải là con chủ tịch? Con chủ tịch lúc đó là giao tiếp đoàn Việt Nam, bởi vì con chủ tịch thì là chủ tịch là ông bố là to nhất rồi, thì ông có quyền quyết, thì bây giờ con chủ tịch giao tiếp thì chứng tỏ là mình là một đoàn khách VIP. Đâu phải ai đến đây hàng một ngày có hàng triệu người đến đây du lịch, đâu phải ai cũng được con của chủ tịch tiếp, đúng không ạ? Không phải như thế. Mà mình lại được con chủ tịch đích thân ra tiếp thì rõ ràng mình là khách VIP rồi. Thì cái bước thứ hai là tạo cái tâm lý được làm khách VIP. Được làm khách VIP thì cái tâm lý mà được làm khách VIP, được là người quan trọng, được sĩ diện thì là một cái tâm lý rất là dễ hiểu thôi, đặc biệt là với những người có quyền cao chức trọng nữa thì người ta càng thích cái tâm lý là được làm khách VIP như thế. Anh chị thấy rằng là bây giờ mình đi đâu mình có cái thẻ VIP đúng không, thẻ VIP nghe nó hoành tráng lắm đấy, hoành tráng lắm. Thì bây giờ mình đến Bát Sát Ý Tí mà mình du lịch, mình còn được con của chủ tịch tập đoàn giống nổi tiếng như kiểu con của chủ tịch tập đoàn PNG ra tiếp ấy. Đó thì mình cũng rất là hoành tráng. Thế thì có ai đi xác minh được ông là con đâu, nhưng mà ông giới thiệu ông là con chủ tịch tập đoàn, mà con chủ tịch tập đoàn thì hoành tráng rồi, có thể quyết định hết giá cả. Thế thì mình lại càng yên tâm, thứ nhất là mình là người quan trọng, và thứ hai là đây có con chủ tịch tập đoàn ra tiếp thì giá cả thứ thì chắc là mình cũng yên tâm, không vấn đề gì cả. Thế đến mức thứ ba ấy, tức là cái tâm lý nó đi theo một cái chuỗi rất là logic. Sau khi được làm khách VIP rồi, đứng nói chuyện các thứ rồi, thì đến bước thứ ba là tạo tâm lý được tặng quà chứ không phải là mua. Ví dụ người ta bán thì người Trung Quốc cũng giống như cách làm du lịch, khi người ta cần nâng một cái điểm nào lên, người ta tập trung toàn bộ lực vào như thế. Người ta vào một cửa hàng như thế này thì không phải là người ta giới thiệu cho đấy là anh chị cứ xem đi, tất cả ở đây chúng tôi có 1.000 sản phẩm, anh chị cứ xem và chọn đi, thì bán như thế thì không bao giờ bán được cả. Người ta chỉ chọn đúng duy nhất một sản phẩm thôi, người ta sẽ bán lần lượt đó, bán duy nhất một sản phẩm thôi. Thì hôm đó đoàn đi, thì câu chuyện này thưa cái chị cũng kể nhiều vì thực sự nó rất là thú vị. Đoàn đi thì người ta mang ra một cái sản phẩm, nó là một cái hình, một cái dây chuyền rất là bình thường thôi, sau đó cái mặt của nó là hình củ lạc, củ lạc nó vỡ ra trong hai cái nhân lạc nó lòi ra đấy, đúng hình là mô tả cơ học nó là như thế, nó lòi hai cái hạt nhân lạc ra. Thế thì con chủ tịch mới kể chuyện thôi nhé, vẫn tiếp tục một cách kể chuyện thôi. Thì đây là một trong những hôm nay thì may mắn là gặp được đoàn Việt Nam, mà chỉ biết là chỉ nửa tiếng nữa là phải đi ra sân bay để bay đi Milan của Ý, có cuộc họp ở bên đấy, cho nên tranh thủ là nói chuyện với đoàn Việt Nam cũng có cơ duyên thôi. Thì kể câu chuyện về cái vòng đấy, thì là cái vòng đấy thì giới thiệu với anh chị đây là một trong những cái sản phẩm mà anh chị có thể cả đời này các anh chị không bao giờ được gặp nữa đâu. Đây là sản phẩm do chính bố tôi thiết kế, dành cả một cuộc đời để thiết kế, để dành tặng mẹ tôi, tức là vợ chủ tịch, phu nhân chủ tịch mà đã qua đời được mấy năm trước rồi.
tự nhiên nghe đến là đây là một cái sản phẩm đích tay, đích thân mà chủ tịch sáng chế, sáng tác ra để tặng người vợ quá cố của mình, thì tự nhiên đã thấy bao nhiêu cô ở trong đoàn rồi cứ sụt sà sụt sịt rồi. Mình mới ngạc nhiên, không hiểu sao nó chưa nghĩa sụt sịt rồi, bởi vì mình đi nhiều quá rồi, mình hơi hơi chai cảm xúc rồi. Thế là mình mặt mình ngơ ngơ ngáo ngáo, thì mình ngơ ngơ ngáo ngáo tức là mình hơi hơi phản đối cái chuyện người ta là mình là những cái người ngơ ngơ ngáo ngáo như thư ký Chi là sẽ bị hai ông là sốc nách ra ngoài, là to cao như ông hơn ông vệ sĩ Minh luôn, là sốc nách mời đi chỗ khác uống nước luôn rồi. Thế còn để lại là những cô những chú là đang sụt sùi về cái câu chuyện là dây chuyền là chủ tịch sáng chế rồi đó, chủ tịch sáng chế, và người ta kể rất hay cái câu chuyện này. Mình nhìn thì mình thấy là cái dây với cả củ lạc vỡ ra, hai cái nhân lạc thòi ra, thế nhưng mà người ta câu chuyện thì lại cái dây này nó có tên là gia đình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc. Thế bắt đầu người ta kể là hai cái nắp củ lạc ấy, đấy hai cái nắp củ lạc thì là bố và mẹ, bố và mẹ tức là cả một đời bao bọc con, tức là từ lúc mà còn non ấy, non củ lạc nó còn có như thế này ấy, cả một đời bao bọc con, thì con nó cứ lớn dần lớn dần lên trong cái vòng tay của cha mẹ đó. Sau đó khi mà trưởng thành rồi thì bắt đầu là cha mẹ mới bung ra, tức là củ lạc nó bay ra đấy, vỏ lạc bay ra, nắp lạc bay ra, hai cái nhân nó thòi ra, đấy là con là ra đời, con là trưởng thành, con là ra đời. Nhưng mà nó lại vẫn dính vào cái vỏ lạc. Người ta lại bảo là đấy là dù là con có trưởng thành như thế nào, con có lớn khôn như thế nào, thì con cũng luôn luôn gắn kết với cha mẹ, không bao giờ rời xa cái vòng tay cha mẹ. Thì không bao giờ rời xa, tức là nó không bao giờ rơi ra được. Nếu mà rơi thì còn gì là cái nhân lạc nữa, đúng không? Còn gì là cái dây chuyền nữa. Đó, người ta kể chuyện như thế. Câu chuyện nghe rất là xúc động, tức cái giọng kể ta xúc động, chứ không phải là nhiều acid giấm như của thư ký Chi. Đấy, cái câu chuyện mà có mỗi hai cái nắp lạc với cả hai cái nhân lạc thòi ra thôi, thì đấy là câu chuyện gia đình hạnh phúc. Nghe nó rất là xúc động, và đây là đích thân là chủ tịch sáng chế để tặng cái người vợ và cố của mình. Và cái dây chuyền đó thì bán với giá là 15 triệu. Chất liệu thì bằng bạc thôi, nhưng mà 15 triệu, anh chị đã thấy cái vòng bạc nào không? Nó nhỏ nhỏ, nó mảnh mảnh hình hai củ lạc, 15 triệu chưa? Bạc trong mạng, cái gì đấy nhìn nó cũng long lanh, đại khái là nhìn nó cũng long lanh, cho vào một cái tủ kính nhìn nó cũng long lanh, đèn led chiếu vào nhìn cũng đẹp. 15 triệu, thế thì nghe đến 15 triệu thì cũng chưa ai phản ứng gì cả, bởi vì thấy nó đắt quá. Cả cái tour du lịch có 15 triệu mà tự nhiên bây giờ đi mua một cái vòng 15 triệu thì thấy nó cũng chưa hợp lý. Đó, cái giá này có 15 triệu. Tuy nhiên ấy là ông chủ tịch nói là tuy nhiên ấy thì ở đây thì chúng tôi không có, hôm nay có cái cơ duyên, hôm nay tôi được có cái cơ duyên gặp đoàn Việt Nam ở đây thì tôi cũng không bán đâu. Tôi sẽ không bán mà tôi sẽ tặng đoàn Việt Nam cái sản phẩm này, và tôi chỉ xin phép là nhận lại một phần cái phí, gọi là cái phí trưng bày gian hàng thôi. Thì bởi vì là cái sản phẩm này cũng rất là tinh xảo rồi, bắt đầu người ta kể, bắt đầu lúc đấy người ta bắt đầu mới kể ra nó tinh xảo đến mức nào, công phu đến mức nào, sáng chế trong vòng, sáng tác nghĩ thiết kế trong vòng bao nhiêu năm. Thì bây giờ tôi sẽ không có lấy lời lấy lãi gì nữa, bởi vì tôi là con chủ tịch, tôi có quyền quyết rồi, không lời lãi gì nữa, mà chỉ lấy lại cái tiền phí trưng bày cái quầy trưng bày thôi. Thì bây giờ là lấy cái vòng này là 7 triệu thôi, 7 triệu phí gọi là trưng bày bảo quản, là cái sản phẩm nó mang tính lịch sử đấy, 7 triệu thôi. Thế thì vài ông bà giàu giàu mà thu nhập đại tỷ phú các thứ là ở công ty mình là thư ký suy nghĩ là cũng dễ là bỏ ra rồi, gì chứ như bà tướng quân Lan Anh đúng không, chưa được mấy tháng đầu năm đã tỷ phú rồi ấy, thì là cũng bỏ ra cũng 7 triệu. 7 triệu thì bây giờ là giờ chốt nhỏ ba đúng không, nhỏ ba mình đã 25 triệu rồi. Cái này một phần tư của cái nhỏ ba, vô tư mua luôn, nhưng mà cũng chỉ có vài người thôi, vài người mua độ 5-7 người đến 10 người mua là cùng thôi. Đấy, chốt nhỏ ba mua được 4 cái, thế là mua, chia cầu về mình là mua được 4 cái rồi, thôi mua. Đấy, thế thì bây giờ không được, mục tiêu người ta nha là cá nào cũng vớt anh chị ạ. Một đoàn 50 người vào mà năm có một người ra tay không, đấy cũng không phải mục tiêu, phải 50 người mua hết cơ. Thế thì 10 anh chị mua rồi đúng không, 10 anh chị mua bây giờ vẫn còn 40. Thế thì bảo là bây giờ thì thực sự là tôi cũng không có nhiều gì để gặp anh chị đâu, mà bây giờ mới được tặng quà cho ít anh chị quá, mồm lúc nào cũng là tặng quà, bây giờ được tặng quà cho ít anh chị quá thì thực sự tôi cảm thấy rất là áy náy. Thôi thì tôi cũng biết là anh chị cũng không mang nhiều tiền, đi du lịch cũng nhiều, đi qua nhiều điểm rồi thì có thể tiền cũng không còn nhiều nữa. Thì chúng tôi cũng sau khi mà 10 ông bà kia mua là được đóng hòm, đóng gói cẩn thận rồi nhá, tiền trao cháu múc rồi đấy, vẫn tiếp tục đứng đấy nghe. Bây giờ tôi vẫn muốn tiếp tục là tặng quà cho anh chị, nhưng mà cũng biết là anh chị cũng hết tiền rồi. Thế thì bây giờ thôi, bây giờ tôi tiền trưng bày hay là tiền bảo quản bây giờ tôi cũng chẳng cần nữa, tôi cũng chẳng cần lấy cái tiền, chúng tôi cũng không cần lấy cái tiền đấy nữa, thì coi như là tặng quà thì sẽ nhận lại một phần gọi là cái tiền nguyên liệu thôi. Bây giờ phí trưng bày thôi bỏ qua, bây giờ chỉ nhận lại một ít cái tiền nguyên liệu thôi. Đó,
nguyên liệu thôi. Thôi lúc nãy thì là 7 triệu, thì bây giờ chúng tôi chỉ lấy lại một ít tiền nguyên liệu là 3 triệu thôi. 3 triệu rưỡi thôi. Đó, 3 triệu là 3 triệu rưỡi là khoảng 1.000 nhân dân tệ thôi. Đấy, 1.000 nhân dân tệ. Lúc đầu ban đầu hô là 5.000, bây giờ xuống còn 1.000 thôi. Lấy lại chút cái tiền nguyên liệu thôi. Thì xin thưa anh chị là một cái phòng người ta trị giá 15 triệu, bây giờ người ta bán có 3 triệu. Giảm đi như thế rồi. 3 triệu, bây giờ anh chị chốt một căn nhỏ 3. Về đến cầu mình mua được 7-8 cái rồi. Úi dồi, vô tư, một cái sản phẩm như thế này mà chốt nhỏ 3 thì chốt dễ ợt như thế, mua được 7-8 cái thì mà dịp hiếm thôi. Lại là chủ tịch tập đoàn sáng chế, có phải bao giờ mua được đâu. Thôi mua. Có khi là phải đến 30 ông nữa nhau mà mua có 3 triệu một cái nhá. 3 triệu một cái, chưa kể là trong 30 ông mua đấy là có những ông mua đến mất tận mấy cái cơ. Vừa chốt nhà xong đi mua được mấy cái liền một lúc cơ. Thế người ta 30 ông đấy, có khi người ta phải bán được 60-70-80 cái nữa rồi. Không được, vẫn còn 10 người. Con chủ tịch lại tiếp tục nói: tôi nhìn thấy vẫn còn những anh chị chưa được tặng quà. Mà anh chị chưa được tặng quà thì là lỗi của tôi. Lỗi của tôi, bây giờ tôi lại tiếp tục tặng quà. Thôi bây giờ tôi cũng chẳng cần cái tiền phí nguyên liệu nữa. Coi như là làm quen thôi. Gọi là làm quen với nhau, duyên gặp gỡ thôi. Thôi bây giờ là 1 triệu thôi. 1 triệu. Thế thì 1 triệu đấy thì anh chị thấy rằng 1 triệu nó bằng một bát phở phở bò Kobe. Thì 1 triệu nó dễ như trở bàn tay rồi đúng không ạ? 10 người còn lại, phải đến 8 người mua, vẫn còn 2 ông không mua. Đấy, ví dụ như ông trợ lý Dũng này, nhìn mặt hầm vẫn còn đầy nghi ngờ đây này. Trợ lý Dũng này, ông chuyên gia của số 1 đây này. Nhìn mặt ông này là ông vẫn chưa mua rồi. Tôi nhìn mặt ông rồi tôi biết là ông vẫn chưa thích mua cái sản phẩm của tôi rồi. 8 ông kia mua. Nhưng mà hỏi là những cái ông mà đã mua với giá 10 triệu, 7 triệu, 3 triệu còn mua nữa không? Có chứ, vừa nay mình mua 15 triệu, 7 triệu, 3 triệu rồi, bây giờ có 1 triệu một cái. Mua thêm 10 cái nữa. 10 cái này cộng với 1 cái lúc nãy mình mua 7 triệu là 11 cái, thì chia ra là mình quá lời luôn. Thế là tự nhiên lúc đấy đầu óc có thứ nhảy số nhanh, mua thêm 10 cái nữa. Thế nhưng mà vẫn còn hai ông, ông trợ lý Dũng này chưa mua này, ông thủ lĩnh Tuấn 123 cứ cười cười thôi nhưng cũng không mua. Không được, bây giờ em vẫn nhìn thấy là anh Tuấn với anh Dũng là vẫn chưa được tặng quà. Thôi bây giờ cái mục tiêu của em là tặng quà, chứ em cũng không mua bán gì nữa. Bây giờ em sẽ tặng quà hết cho hai anh luôn, em tặng nốt cho hai anh còn lại với giá là 300.000. Không có tặng quà miễn phí, thôi với giá là 300.000. Coi như đây là cái tiền mà gọi là tiền làm quen, tiền vào cổng. Tiền vào cổng, em vào cổng em phải nộp phí 300. Đó, thôi em tặng nốt cho hai anh. Thôi, sau cái câu em tặng nốt cho hai anh với giá 300, thì 50 người trong đoàn, bao gồm cả những người đã mua cả chục trước mà với giá là 3 triệu, 5 triệu đấy, là ú xua lên như một đàn ông vỡ tổ là mua cái vòng đấy. Tức là chỉ một đoàn 50 người, người ta có thể bán đến 100-300 cái vòng. Giá cả là nó cứ lung tung hết, mà trong khi phát giá là 15 triệu, câu chuyện thì xúc động. Thế đấy là cái cách người ta bán ở trong các cái khu du lịch. Anh chị đã từng đi du lịch rồi, vào những cái khu vàng bạc châu báu này thì anh chị chắc chắn đã có cái trải nghiệm đấy. Không chỉ bán vàng bạc châu báu thôi, bán sản phẩm gì câu lúc nào người ta cũng sẽ theo một cái bước như thế. Đấy, nếu mà anh chị có thể nhận ra những cái bước chuyển hoạt tâm lý như thế, thì đây là những cái điều mà phát hiện của Thư Kỳ Chi sau khi đi hàng trăm cái cuộc gọi là du lịch cùng các dẫn các cái đoàn đấy. Thì đúc rút ra được 4 cái điểm như thế. Thì cái tâm lý tặng quà rồi, chứ không phải là phải mua nữa, thì anh chị là cảm thấy quá sung sướng rồi. Và cuối cùng là của cái việc đấy là tại sao người ta lại mua lại, người đã mua 5 triệu, 10 triệu vẫn mua lại với giá là 1 triệu, bởi vì là người ta thấy hời. Đó, mua được những cái sản phẩm nó bằng 1/10, 1/20, 1/1, thậm chí 1/50, 1/100 cái giá trị đáng nhẽ mà nó phải bán ra, thì tạo một cái tâm lý hời là một cái tâm lý mang tính kết quả của khách hàng, tức là tâm lý mà một cái khách hàng luôn luôn mong muốn là mua được cái hàng, lúc nào cũng cảm thấy rẻ, cảm thấy được hời là rất là sung sướng đấy. Thì người Trung Quốc người ta tạo ra là một cái chuỗi như thế, một cái chuỗi làm biến đổi hoàn toàn cái tâm lý của người mua hàng. Người ta vận dụng cả ngôn ngữ, cả phi ngôn ngữ, người ta cả dẫn chuyện, người ta cả thuyết trình đấy, nhưng mục đích cuối cùng người ta là bán hàng. Và người ta qua 4 cái bước: tạo tâm lý thân quen, tạo tâm lý mình được là khách VIP, tạo tâm lý là khách được tặng quà chứ không cần phải mua, và tạo tâm lý khách mua với cái giá hời. Thì đấy là 4 bước cơ bản căn bản ở trong cái bán hàng của người Trung Quốc, và hầu như người ta áp dụng rất là nhiều ở trong tất cả các cái hoạt động mua bán kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bán lẻ. Đó. Và sang đến cái nội dung thứ 3 là bán hàng bằng cách tự vẽ ra luật chơi.
Thế nào bằng cách là bán hàng, bằng cách là tự vẽ ra luật chơi, thì Thư Ký Chi sẽ lấy một cái ví dụ về cái việc bán hàng của tập đoàn Alibaba và một cái trang Tao Bao đấy, anh chị hay thấy là taobao.com đấy. Đấy, Alibaba, Taobao là một trong những cái giao diện mua bán trực tuyến của Alibaba, của tập đoàn Alibaba, của ông tỷ phú Jack Ma, thì lấy một cái ví dụ vào cái ngày bán hàng, cái nghĩa lễ độc thân 11 tháng 11. Thế ở Trung Quốc thì có một cái ngày lễ gọi là lễ độc thân 11 tháng 11, thì cái này nó liên quan đến cái kiến thức về mặt hình thái của chữ thôi. 11 tháng 11 gọi là lễ độc thân. Đó. Thế thì vào ngày tháng 11 của năm 2019 thì qua cái nền mạng, tức là mua bán ấy, tổng giá trị mua bán qua cái nền tảng thương mại điện tử của Alibaba vào một ngày hôm đó là 285 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng gần 40 tỷ đô la Mỹ trong một ngày, doanh thu trong một ngày chạy qua cái nền tảng điện tử của Alibaba. Thế thì với cái doanh thu này thì ông Jack Ma ông vẫn cảm thấy không như kỳ vọng, và có hai lý do giải thích. Thứ nhất là cái ngày lễ độc thân hôm đó là vào ngày thứ hai, là ngày đầu tuần, và lý do thứ hai là thời tiết nóng, thì thời tiết nóng có rất là nhiều sản phẩm không thể bán chạy vào thời tiết nóng, ví dụ như là quần áo và các cái phụ kiện thời trang, thì bán vào thời tiết nóng thì cái doanh thu nó không được như kỳ vọng. Và ông Jack Ma ông phân tích là cái doanh thu nó không được như kỳ vọng. Thế thì ông mới vẽ ra luật chơi. Trong cái cuộc chơi này như thế nào? Thứ nhất ý, cái ngày lễ độc thân là một cái, có thể nói là cái ngày lễ mua sắm của Trung Quốc, ngày lễ mua sắm lớn nhất của Trung Quốc. Đó, thì vào ngày lễ này ý, thì tất cả những cái mặt hàng mà bán qua cái nền tảng của Alibaba ấy, nó rất là nhiều nha, bao gồm có Taobao đấy, Taobao.com, rồi Tmall, rồi vân vân đấy, rất là nhiều. Thì tất cả các cái hãng nổi tiếng nhất thì phải giảm đến tối đa là 90% giá trị sản phẩm giao dịch trong cái ngày 11 này ở một cái khung giờ cố định. Thế ví dụ như một cái túi Burberry chẳng hạn, thế giá nguyên là 100 triệu. Thế thì nếu như anh muốn bán cái sản phẩm đó vào cái ngày 11 tháng 11 này thì bắt buộc anh phải giảm giá rồi, và giảm từ 10 đến 90%, tối đa lên có thể lên đến, có những sản phẩm giảm đến 90%. Nhưng mà trong một cái khung giờ nhất định thôi, để người ta kích vào một cái điểm nhất định, ví dụ như là đúng từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng thì cái túi này sẽ được bán với giá là 50 triệu. Đó, thế còn những cái giờ khác thì có thể nó sẽ là 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Đó, thế nhưng mà anh mà đã tham gia bán hàng ở lễ thôi thì anh bắt buộc phải chấp nhận cái luật chơi như thế. Thì anh có chơi không? Thì câu trả lời là có, tất cả hãng hàng cũng có. Vì sao? Vì là một ngày anh bán ở trên của Alibaba này thì có thể bằng doanh thu của một năm anh bán một cái sản phẩm đấy. Có một số liệu là vào chính cái ngày năm 2019 đó, thì trong vòng một ngày thì Alibaba nhận được 278 triệu đơn, tức là gần 300 triệu đơn mua hàng từ 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã một ngày mà nhận được 300 triệu đơn bán hàng. Đó, thì Alibaba có riêng trong cái hệ sinh thái của mình, thì họ có riêng một cái nền tảng điện toán đám mây gọi là AliWin, tức là một cái nền tảng điện toán đám mây, và nó chiếm đến 23% thị phần ở trong nước cơ, và là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất của Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2008 đấy, và được thành lập ra để xử lý cái lượng truy cập và số lượng dữ liệu khổng lồ từ cái nền tảng thanh toán trực tuyến là Alipay, cũng là một cái nền tảng thuộc cái hệ sinh thái Alibaba này, Alipay. Đó, và vào năm 2014, tức là cách đây khoảng 7 năm rồi, thì cái tốc độ xử lý của nó lên đến là khoảng 3 triệu thanh toán mỗi phút, thì nó mới có thể đáp ứng được cái tốc độ mua bán này của toàn thế giới, tức đơn đến toàn thế giới đấy, ít nhất một ngày, trong một ngày 11 tháng 11 là 300 triệu đơn đến từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Anh chị tưởng tượng là người ta xử lý cái đơn hàng như thế nào. Đó, tất nhiên là khi mà người ta có một cái nền tảng kinh tế vững mạnh thì người ta có quyền vẽ ra luật chơi nó liên quan đến chính trị, đúng không ạ? Kinh tế quyết định chính trị, chúng ta học triết học Mark Lenin thì chúng ta biết rồi. Những cái giảm giá, có những cái sản phẩm đấy giảm đến tận 90%, nhưng mà chỉ trong một khung giờ nhất định thôi. Thế thì vì là phải tuân theo cái luật chơi như thế, mà anh chị biết là nếu mà đã giảm giá nhiều như thế, những cái sản phẩm mà nổi tiếng như thế, thì rất là nhiều người sẽ phải săn hàng. Cái ngày 11 tháng 11 mà mở bán cái gì thì rất nhiều người từ ngày mùng 10 thức thâu đêm để cho sẵn những cái sản phẩm đấy vào giỏ hàng, và ngày mai cái gì đúng cái giờ đấy là chỉ việc bấm đặt mua. Thì đấy là một cái hiện tượng hết sức là độc đáo về cái việc mua sắm ở Trung Quốc. Đấy, thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta có Shopee, thì anh chị thấy rằng là tại sao Shopee ấy lại cũng hay có những cái đợt đại
đại hạ giá vào cái ngày mùng 1 tháng 1, mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 3, mùng 4 tháng 4 đấy, mùng 5 tháng 5 đấy. Xong rồi sắp tới là mùng 9 tháng 9, Shopee Shopee đó, nó quảng cáo suốt đấy. Thì thực ra ông chủ của Shopee ấy, thì là người Singapore. Singapore mà bây giờ là Singapore bây giờ lọt vào một top những người giàu nhất Singapore, nhưng là người gốc Hoa. Singapore phần lớn người gốc Hoa, và ông chủ của Shopee cũng là người Singapore nhưng gốc Hoa. Thì ông cũng sẽ áp dụng triệt để cái hình thái này. Cái việc mà đưa vào những cái con số là ngày tháng chẵn, à ngày tháng nó trùng nhau đấy, 1 tháng 1, 2, 3 tháng 3 đấy, để người ta đưa ra những cái chương trình đại hạ giá. Bởi vì người ta biết rằng, và người ta cũng đã trải nghiệm rằng, chỉ một ngày bán như thế thôi có thể bằng doanh thu của cả một năm, của cả một nhãn hàng, và bất kể một nhãn hàng nào cũng đều muốn tham gia vào cái sân chơi này. Đó. Tất nhiên là cuối năm 2020 vừa rồi ấy, thì tỷ phú học tỷ phú Jack Ma cũng có những cái vạ miệng với cái hệ thống ngân hàng nhà nước của Trung Quốc, và vì thế thì cổ phiếu của Alibaba giảm đi đáng kể. Nhưng mà so đến thời điểm hiện tại thì Alibaba vẫn là một trong ba cái hệ thống bán trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, bao gồm là Alibaba, Chintung.com là chuyên mạnh thế mạnh là về bán hàng mặt hàng và điện tử, và Pinduoduo là một cái hệ thống, một cái ứng dụng mà giống như kiểu là mua chung ấy, ứng dụng là mua chung của mình ấy. Thì đấy là ba cái nền tảng mà trực tuyến và lớn nhất của Trung Quốc, thì Alibaba vẫn nằm ở trong cái top 3 cái nền tảng bán trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc đó. Người ta có quyền vẽ ra luật chơi đó. Thì đến khi mà chúng ta mà có một cái tiềm lực kinh tế đủ lớn thì chúng ta cũng có quyền vẽ ra luật chơi đấy. Đó, tôi vẫn hay nói vui là đại thế kỷ chấm nét, khi mà đại thế kỷ chấm nét của chúng ta đấy cũng có quyền vẽ ra luật chơi đấy, đúng không ạ? Vào ngày sinh nhật thương hiệu, một ngày nào đấy vào ngày sinh nhật thương hiệu 13/6 ngày vào ngày sinh nhật thủ lĩnh 15/7 mở hội chợ, mở bán bất động sản, thế mở bán bất động sản gom vào những căn nhà dưới 3 tỷ, bây giờ phải ép khác những căn nhà từ 3 đến 6, những căn nhà 100 tỷ mà 3 năm nay chưa bán được, giờ anh muốn bán không, chỉ trong đúng ngày hôm nay thôi là anh bán được, nhưng với điều kiện là anh sell off đi, anh giảm giá đi, bây giờ 100 tỷ bây giờ anh mãi không bán được, bây giờ bán qua đại thế kỷ chấm nét bây giờ 50 tỷ 70 tỷ tùy nhá, đúng từ 4 giờ 5 giờ sáng là 50 tỷ. Thế là tự nhiên trên cái nền tảng sử dụng của chúng ta đang có vài triệu người dùng của đại thế kỷ chấm nét cơ, thì rõ ràng khi đó thì những người bán hàng bất động sản người ta cần bán nhiều nhất là mấy ông đầu tư dự án mà cần bán theo lô ấy, thì chắc chắn sẽ phải tìm đến đại thế kỷ chấm nét của chúng ta, đúng không ạ, để nhờ vả. Thế đấy, khi nào mà chúng ta cũng tạo ra được một cái sân chơi như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền đó. Đại thế kỷ chấm nét cũng sẽ có ngày như thế, đúng không ạ? Tôi quy định luôn là từ 6 giờ đến 7 giờ căn 10 tỷ đấy, anh 4 tháng nay chưa bán được rồi, bây giờ anh giảm xuống còn 7 tỷ đi. Thì chỉ trong vòng 15 phút thôi là sẽ tranh nhau có khách mua. Đấy, khi nào chúng ta đủ mạnh, khi mà đại thế kỷ chấm nét đủ mạnh. Đấy. 100 triệu người dùng ở Việt Nam đi, tất những cái việc như thế này là đơn giản của chúng ta, đúng không ạ? Và cuối cùng ấy thì là bán hàng dưới cái chiêu bài là lợi dụng bằng cái việc là lợi dụng danh tiếng của người khác dưới chiêu bài cho tặng. Thì cái việc mà lợi dụng danh tiếng người khác dưới chiêu bài cho tặng ấy, thì vừa nó là một cái nét kỹ thuật, nó vừa là cái kỹ năng của người Trung Quốc thì áp dụng rất là nhuần nhuyễn. Thì tôi chỉ cần một cái ví dụ rất là điển hình thôi. Ví dụ như cái việc là chúng ta hay có cái quan niệm là đúng là cái dân Trung Quốc này nó bắt chước nhanh thật đấy. Thế nào mà trên TV, ví dụ như mình, thế nào mà trên TV vừa mới ở rạp quốc gia vừa mới chiếu bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá một cái, thế nào mà tất cả các cái quầy sách vở, quần áo, ba lô, mũ, xe đạp rồi xe điện, có hết các cái sản phẩm liên quan đến gọi là Nữ Hoàng Băng Giá rồi. Công nhận cái bản Trung Quốc này nó bắt chước nhanh thật sự luôn, nhưng mà thực ra không phải như thế, người ta không bắt chước nhanh đến mức đấy, phải có thời gian để sản xuất, để chuyển ra nước chứ, người ta làm như thế nào? Trên thương đấy chỉ là bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá có rất nhiều, và cũng dư rất là nhiều những cái bộ phim hoạt hình khác là do Trung Quốc sản xuất ra, tức là cái phim hoạt hình đấy Trung Quốc sản xuất ra tặng cho Hollywood, tặng cho hãng phim Pixar. Pixar là một cái hãng phim rất là nổi tiếng của Hollywood, chuyên sản xuất các cái bộ phim hoạt hình đó. Thế thì nếu như cái chi phí sản xuất nó khoảng 7 triệu đô một cái bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá, cái phần một ấy là chi phí sản xuất khoảng 7 triệu đô, thì người ta sẵn sàng, Trung Quốc sẵn sàng làm ra bộ phim đấy và tặng cho Hollywood chỉ với một điều kiện duy nhất là Hollywood đứng tên là đơn vị phát hành mà thôi. Đấy, thế thì cái việc tặng anh chị đấy là với cái công việc của một nhà sản xuất phim đó, đơn vị tặng nó không vi phạm yêu cầu gì cả, lại đạt hiệu quả về mặt hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, về mặt chuyên môn, tặng 7 triệu đô anh chị có nhận không? Và anh chị chỉ cần làm một việc duy nhất là anh gắn cái mác tên anh là nhà phát hành là Hollywood thôi.
anh chị biết Hollywood là một cái tên tuổi như thế nào trong làm phim điện ảnh thế giới rồi. Thế chỉ cần là Hollywood phát hành thôi thì bộ phim này mặc định nó sẽ là bom tấn. Thế thì trong quá trình mà người Trung sản xuất ra cái bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá này ý, thì cùng lúc đó người ta đã chuẩn bị cho mình sản xuất ra tất cả những cái sản phẩm ăn heo có liên quan rồi đấy. Anh chị thấy ví dụ ba lô, cặp sách, rồi búp bê vân vân rồi. Thì cái quá trình sản xuất phim hết 3 năm thì cái quá trình người ta sản xuất các cái sản phẩm ăn heo nó cũng là cái khoảng thời gian 3 năm đó. Và chỉ cần ấy, khi mà cái bộ phim Nữ Băng Giá này được Hollywood phát hành ở đâu đó trên thế giới thôi, thì ở tất cả những cái bến cảng của tất cả những nước đấy đã hàng trăm hàng nghìn container những cái sản phẩm ăn heo của Trung Quốc nó đã cập bến rồi. Và chỉ cần là rạp chiếu phim ở cái nước đó chiếu lên cái rạp chiếu phim quốc gia của mình chiếu lên cái Nữ Băng Giá, thì ở tất cả từ những cái show nổi tiếng rồi Tràng Tiền của Lazada rồi vân vân, rồi Vincom, rồi đến những cái cửa hàng bách hóa, cho đến những cái cửa hàng bán vật dụng đồ dùng học tập, ở đâu đâu chúng ta cũng đã thấy có những cái sản phẩm ăn theo của bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá này rồi. Và anh chị thấy rằng với 7 triệu đô sản xuất kinh phí của Nữ Hoàng Băng Giá thì người ta có thể thu lại hàng trăm triệu đô, hàng tỷ đô tiền những cái sản phẩm ăn theo này rồi nhá. Chứ người ta không phải là người ta nhái hàng nhanh đấy, thấy Hollywood có phim chiếu lên một cái là vội vàng sản xuất bán, người ta không thể nhanh như thế được. Người ta có một khoảng thời gian hàng là 3 năm để người ta chuẩn bị, và cái bộ phim này cũng là của người ta sản xuất ra và người ta tặng luôn đấy. Người ta chỉ lợi dụng cái danh tiếng của Hollywood để phát hành thôi đó. Đấy, thế thì anh chị thấy rằng là đây cũng là một trong những cái chiêu bài bán hàng mà rất là tinh vi của người Trung Quốc mà người ta sẽ áp dụng thường xuyên luôn đấy. Ví dụ như là năm 2018 đấy, có cái bộ phim tên là bộ phim Công Chúa Tuyết là Trung Quốc cũng đã làm và tặng cho Việt Nam rồi, nhưng ở Việt Nam bị tuyết còi trước ngày ta giả đấy. Và vào cái năm đó thì lãnh đạo cục nghệ thuật biểu diễn của mình cũng bị kỷ luật khi sơ suất trong cái khâu kiểm duyệt, tức là trong cái bộ phim này nó chỉ có khoảng một giây thôi xuất hiện cái hình ảnh biển đảo, là một cái hình ảnh rất là nhạy cảm đấy, thì bộ phim nó bị tuyết còi không được chiếu nữa. Thế nhưng mà nếu anh chị tưởng tượng chỉ cần bộ phim này được chiếu một ngày ở rạp chiếu phim quốc gia thôi, thì anh chị chắc chắn đã nhìn thấy hàng loạt, hàng trăm, hàng nghìn cái sản phẩm ăn theo hình Công Chúa Tuyết được bán khắp nơi rồi, và chắc chắn là anh chị sẽ rơi vào cái bẫy tiêu dùng của họ rồi, họ sẽ kiếm được rất là nhiều tiền từ mình rồi đó. Thế thì đấy là một trong những cái chiêu thức bán hàng vô cùng tinh vi của người Trung Quốc mà chúng ta có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Đấy, thì thư ký Chi tổng kết lại là nghệ thuật bán hàng của Trung Quốc là rất nhiều, nhưng ở đây thư ký Chi chia sẻ là có 4 nội dung. Thứ nhất là bán giá trị ảo, thứ hai là bán hàng bằng cách kể câu chuyện, thứ ba là bán hàng bằng cách tự mình vẽ ra luật chơi, và thứ tư là bán hàng bằng cách lợi dụng danh tiếng của người khác dưới chiêu bài cho tặng. Thì ở bất kể một cái hình thức hay một cái hành vi mua bán kinh doanh nào thì người Trung Quốc người ta đều áp dụng một cách rất nhuần nhuyễn tất cả một cái hệ sinh thái để đạt được cái mục tiêu cuối cùng của người ta như thế. Và tại sao mà người ta giỏi đến mình phân tích căn nguyên ra như thế, nhưng nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải phân tích. Thế thì đấy là những cái bán hàng, tức là cái mục đích cuối cùng của giao tiếp ở trong kinh doanh là để bán hàng. Người Trung Quốc người ta đã sử dụng những thứ như thế. Thế tiếp theo ấy thì cái phần mình chưa ký chi sẽ phát được chuyển sang cái phần ba của thư ký Chi thì sẽ là trải nghiệm một chuyến đi tại Trung Quốc. Thì cái phần này thì thư ký Chi chưa từng chia sẻ với anh chị em ở công ty, chưa có dịp. Thì hôm nay rất là vui mừng được có dịp chia sẻ cùng với anh chị em ở trong công ty những cái trải nghiệm một chuyến đi tại Trung Quốc. Thì Thủ lĩnh đã bật mí một chút là trước cái buổi đào tạo chia sẻ thì Thủ lĩnh có nói là thư ký Chi hãy treo đầu dê và bán thịt tôm hùm đi. Thì thực tế là trong có hơn 2 tiếng vừa qua thì thư ký Chi đang làm cái việc đó. Tuy nhiên là những cái phần chia sẻ thư ký Chi thì nó đều có một cái sự liên quan nhất định đến nhau. Và những cái trải nghiệm chuyến đi tại Trung Quốc này thì nếu như cảm quan thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ giống như là những cái chuyến du lịch qua màn hình nhỏ, giống kiểu là đi qua 10 nước Đông Nam Á cùng Thủ lĩnh ấy. Nó giống hơi giống như thế. Tuy nhiên thì ở mỗi một cái chuyến đi thì thư ký Chi cũng sẽ dùng cái lý thuyết và cái thực tế về kinh doanh, về bán hàng của người Trung Quốc để xem người ta đã bán hàng như thế nào, người ta đã kinh doanh như thế nào, người ta đã sử dụng cái kỹ năng giao tiếp như thế nào trong việc kinh doanh. Và thêm một phần nữa là những cái điều nó lạ một chút ở Trung Quốc, cũng như là những cái cách hưởng thụ của người giàu, cách sống của người giàu ở Trung Quốc là như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta, anh chị được em chúng ta làm ở trong công ty bất động sản thì cái mục tiêu của chúng ta là kiếm được thật nhiều tiền, và chúng ta cũng sẽ có một cái cuộc sống hưởng thụ như thế. Thì những cái trải nghiệm chuyến đi tại Trung Quốc này thì KDC cũng sẽ kết hợp lại những cái kiến thức về giao tiếp trong kinh doanh này, về ngôn ngữ này, về phim ngôn ngữ này, nhưng mà thêm một cái phần nữa là một vài những cái điều nó lạ ở Trung Quốc. Thế thì chúng ta thấy rằng là mỗi người ấy thì sẽ dùng một cái lăng kính rất là khác nhau để cảm nhận cuộc sống, chắc chắn là như thế. Đơn cử
như là chỉ cùng một cái chuyến du lịch thôi, nhưng mà một doanh nhân, một nhà thơ, một anh công nhân, một bác nông dân, một cháu học sinh thì đều có những cảm nhận rất là khác nhau. Đó, có những cái chuyến đi tôi Kichi đi cùng thầy giáo, ông ấy đi về, anh chưa đi, trước máy bay trước hạ, anh sẽ xuất bài bài, ông đã ra cả bài thơ rồi, cả tập thơ rồi đó. Đi đến nhìn thấy cái cây ngọn cỏ, ra cả tập thơ, tôi Kichi chưa ra được một cái bài thơ nào cả, mà mấy chục năm đi du lịch Trung Quốc chưa ra được một cái bài thơ nào cả, mà lúc nào ở đâu cũng chỉ nhìn thấy là người ta kiếm tiền như thế nào thôi. Đấy, thế vì thế mà thư ký chi mới bảo là có thể là những cái tế bào con buôn ấy nó phát triển rất là mạnh mẽ trong cơ thể của mình rồi. Đấy, tự nhiên thêm một cái động mạch tủ nữa là nó chảy ra những cái hồng cầu của tiền. Ta mình đi mãi, mình mà kể cả đến thăm hội nhà văn nhà thơ mình cũng chỉ không biết là hội để kiếm tiền kiểu gì thôi. Đấy, trong khi là mấy ông thầy đi cùng thì nhìn cái gì lại cũng ra thơ, đi vào cái chỗ người ta kinh doanh là cũng ra thơ, ta viết cuộc đời bằng thơ. Mỗi một ông sẽ có một cái lăng kính nhìn cuộc đời của một cái lăng kính khác nhau. Thế thì anh em chúng ta, anh em có 1, 2, 3, những doanh nhân kinh doanh bất động sản thì chắc chắn là sẽ trong những cái chuyến du lịch thì chắc chắn là vẫn sẽ hưởng thụ những cái cảm xúc thường có của du lịch, đúng không? Vẫn có ngắm cảnh, vẫn có thưởng thức những món ăn ngon, vẫn ngắm gái đẹp gì chứ. Nếu mà đi du lịch với thủ lĩnh thì cái mục thứ ba này là chắc là được đề cao này, gái đẹp này, ngắm thôi. Đấy, nhưng quan trọng ấy là trong những chuyến du lịch ấy, thì chúng ta sẽ luôn tư duy cái cách vận hành kinh doanh và kiếm tiền của họ như thế nào. Đấy, thế rất nhiều anh chị em chúng ta ở đây thì đều đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới rồi, bao gồm cả Trung Quốc. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là, thư ký chị nghĩ rằng là đều đi theo những cái tour mà chúng ta chưa có nhiều thời gian cũng như cơ hội để tìm hiểu sâu sắc về và chưa có cái ấn tượng sâu sắc về cái nơi đó, chưa có thời gian thật sự là đủ nhiều để tìm hiểu về cái cách vận hành kinh doanh của họ như thế nào. Đó, thế thì tới đây khi mà dịch bệnh được khống chế ấy, thì Vietnam Number One là một công ty con của tập đoàn Tổng Thái Lan chúng ta ấy, cũng sẽ tổ chức những cái tour du lịch dành riêng cho doanh nhân đó, kết hợp giữa tham quan du lịch ngắm gái đẹp và làm ăn của các cái đất nước mà chúng ta đến, trong đó có Trung Quốc, với những cái trải nghiệm thực tế sâu sắc nhất. Nó sẽ sâu sắc, nó sẽ toàn diện, nó sẽ hay ho hơn rất nhiều những thứ mà Thư Ký Chi đã quan sát được trong mấy chục năm vừa qua. Và Thư Ký Chi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Vì thế, anh chị em thứ nhất ý, là hy vọng anh chị em thứ nhất là chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn đẹp đi. Muốn được đưa cha mẹ, họ hàng, người thân, bạn bè, con cái, tình nhân đó, của mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng ấy. Thứ hai là tin tưởng chắc chắn là anh chị sẽ chốt được rất là nhiều nhà, kiếm được rất là nhiều tiền, ít nhất là tiền tỷ mỗi năm đi, để cũng sử dụng những cái dịch vụ cao cấp nhất như là cái đội nhà sáu Trung Quốc ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải người ta sử dụng nha anh em. Thì bây giờ Thư Ký Chi sẽ xin được chia sẻ một vài những cái trải nghiệm, những cái chuyến đi và lồng ghép vào đó là những cái câu chuyện kinh doanh và những cái câu chuyện của nhà giàu của Trung Quốc. Trước tiên ấy, thì nhắc đến Trung Quốc thì chúng ta không thể không nhắc đến Bắc Kinh. Bắc Kinh luôn là ưu tiên số 1 khi nhắc đến Trung Quốc. Thế thì Bắc Kinh là, như anh chị cũng đều biết, là thủ đô của Trung Quốc. Và Bắc Kinh là một cái thành phố mà có cái chỉ số GDP, tức là thu nhập bình quân đầu người, là lớn nhất Trung Quốc. Và theo cái số liệu công bố năm 2017 thì GDP của Bắc Kinh đang khoảng 22.000 đô la Mỹ đó một năm. Đang khoảng 22.000 đô la Mỹ một năm. Và cũng là một trong số những cái thành phố đông dân nhất thế giới với khoảng độ 25 triệu người. Theo số liệu thống kê của năm 2019 đang khoảng 25 triệu người, tức là bằng khoảng 1/4 dân số Việt Nam sống ở cái thành phố Bắc Kinh này, cũng là cái thành phố mà Thư Ký Chi theo học 7 năm đấy ạ. Thế thì Bắc Kinh ấy, có một vài nét sơ qua Bắc Kinh thì Bắc Kinh là cái kinh đô cuối cùng trong cái tứ đại cố đô, tức là bốn cái thủ đô cổ điển cổ đại của Trung Quốc, là bao gồm là Tây An ở tỉnh Quảng Tây này, Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam, Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô và cuối cùng là Bắc Kinh. Đó, Bắc Kinh cũng giống như thủ đô Hà Nội của chúng ta ấy, thì Bắc Kinh là một trung tâm về văn hóa chính trị của Trung Quốc. Thế còn trung tâm về kinh tế của Trung Quốc, tức là cái thành phố phát triển kinh tế lớn nhất, lại là Thượng Hải, thì nó giống như là thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Đó, Bắc Kinh thì giống như là thủ đô Hà Nội, trung tâm về văn hóa chính trị, giáo dục. Đó, thì ở Bắc Kinh thì có rất là, Bắc Kinh thì cổ đại nó là triều đại, tức là nơi đóng đô của đời nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Đó, của Trung Quốc. Đấy, thành phố này nổi tiếng với các cái di tích lịch sử văn hóa kiến trúc rất là lâu đời, có rất là nhiều những cung điện, thành trì, kho tàng nghệ thuật rất là đa dạng, có những cái trường đại học nổi tiếng nhất của Trung Quốc, trong đó thì có hai trường được lọt vào top 100, có một trường là được lọt vào top 100 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, đấy là trường Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Thì khi nào mà anh chị dịch bệnh mà được khống chế thì Thư Ký Chi cũng rất là muốn phối hợp với ngành đào tạo, Thư Ký Yến, Thư Ký Phúc, là chúng ta sẽ tổ chức một buổi đào tạo ở Đại học Thanh Hoa, tức là học về cái chuyên ngành kinh doanh tiền tệ rồi vân vân ở trong Đại học Thanh Hoa. Bởi vì là
thì chị có một người bạn rất thân người Việt Nam thì lấy một ông chồng là giáo sư của Đại học Thanh Hoa, thì cái việc này nó cũng không khó. Thì Đại học Thanh Hoa là top 1 trong số 100 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Anh chị Thanh Hoa nghe cái tên nó cứ không được sang ấy, giống như kiểu là đại học hoa sen, hoa súng thôi. Nhưng mà thực ra nó lại là một trong top 1 trong những cái trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, thì nó ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh nó là một cái trường đại học là đa ngành nghề kiến trúc, kinh tế rồi vân vân, cái gì cũng có, nhưng mà về cái mảng kinh tế là nổi tiếng nhất đó, Đại học Thanh Hoa. Đấy, thì đấy là những cái nét cơ bản nhất về Bắc Kinh. Nhưng mà quan trọng nhất với thư ký Chi là Bắc Kinh là một cái thành phố mà đã chứng kiến, có cái vinh dự được chứng kiến 7 cái năm thanh xuân rực rỡ của thư ký Chi. Có hai cái trường đại học nổi tiếng nhất về ngôn ngữ là Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, là hai cái trường thư ký Chi đã học trong lúc học thạc sĩ và tiến sĩ. Đã cho thư ký Chi rất là nhiều mối quan hệ mật thiết với các giáo sư nổi tiếng và bạn học ở khắp nơi trên thế giới. Các bạn học ở các nước trên thế giới thì học mà giỏi một chút hay là nhà mà giàu một chút, có hai dạng, một là học giỏi hay là nhà giàu, thì đều đến học ở Bắc Kinh. Đó, thì quan trọng hơn nữa là cung cấp miễn phí cho thư ký Chi 7 năm tiền học phí và sinh hoạt phí tính ra khoảng độ 4 tỷ tiền Việt Nam. Đó, đem đến những người bạn giàu có ở trong top của Bắc Kinh. Và mỗi một năm thì các bạn nhà giàu Bắc Kinh thì đều nộp đều đặn khoảng độ 1 tỷ tiền Việt Nam vào tài khoản thư ký Chi. Thì đấy là cái tiền mà thư ký Chi xách tay trầm hương từ quê ở thủ lĩnh sang bán. Thì cái câu chuyện mà thư ký Chi đã kiếm tiền ở Bắc Kinh như thế nào thì nó rất là dài. Bán trầm hương như một chuyên gia luôn, nhưng mà nếu mà bây giờ gặp mấy ông Nha Trang Quảng Ngãi thì bắt đầu lại rén, thì mình có biết cái gì bằng mấy ông ấy đâu. Nhưng mà khi mà mình sang Bắc Kinh thì mình hoành tráng luôn đấy. Anh chị tưởng tượng là tiến sĩ bán trầm hương khủng khiếp lắm, xong thỉnh thoảng đi bán trầm hương còn lôi theo ông giáo sư dạy mình đi nữa cơ. Người ta nhìn thấy giáo sư đi bán trầm hương đâu phải chuyện đùa đâu, mua với cả một lòng tôn kính. Thế thì mỗi một năm, thường là mỗi một năm thư ký Chi sẽ bán về nước xong lại xách sang mấy cái vòng ấy, thì bán được khoảng 1 tỷ tiền trầm hương cộng với 4 tỷ tiền sinh hoạt phí mấy năm này nữa. Đấy là lý do giải thích tại sao thư ký Chi có một cái nguồn tương đối để đi du lịch hết tất cả các nơi của Trung Quốc. Và thư ký Chi cũng là một trong số ít ỏi đấy, qua thăm dò thôi, cũng là một trong số ít ỏi du học sinh đi học không những không mang tiền của nhà đi mà còn mang rất nhiều tiền ở bên Trung Quốc về nữa đó. Thế đấy là một vài cái nét sơ đẳng về Bắc Kinh. Thế thì nhắc đến Bắc Kinh ấy thì chắc chắn là khi mà ai đến Bắc Kinh thì đều đến Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành anh chỉ thấy ở trên ảnh là đây là Vạn Lý Trường Thành qua bốn mùa. Vạn Lý Trường Thành qua bốn mùa, xuân hạ thu đông. Nó xuân hạ thu đông. Thế thì Vạn Lý Trường Thành nó là tên gọi chung, tên gọi chung của nhiều cái thành lũy kéo dài khoảng độ 7.000 km từ đông sang tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 16. Thế thì anh chị em chúng ta đều được giới thiệu Vạn Lý Trường Thành là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của thế giới, đúng không ạ? Và có thể nhìn được thế từ trên mặt trăng. Thế thì cái đoạn mà chúng ta bây giờ hay đi du lịch ấy, hay đi du lịch ở Bắc Kinh mà nhìn thấy ấy, thì là đoạn Vạn Lý Trường Thành này được xây dựng dưới thời nhà Minh. Và Vạn Lý Trường Thành cũng là một trong những cái công lao lớn, cũng là vừa là công và là tội lớn nhất của hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng. Bởi vì ông không phải là người đầu tiên ra lệnh xây, nhưng ông là người ra lệnh nối tất cả những cái đoạn Vạn Lý Trường Thành này với nhau. Và là công lớn nhất của Tần Thủy Hoàng, nhưng cũng là tội, bởi vì là để có thể xây dựng được Vạn Lý Trường Thành thì đã chôn ở dưới chân của Vạn Lý Trường Thành rất là nhiều xương và máu của người dân ở dưới này rồi. Thì đấy là cái nét cơ bản về Vạn Lý Trường Thành. Thì ai đến du lịch ở Bắc Kinh thì cũng sẽ đến Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng mà nếu như chỉ Vạn Lý Trường Thành, nó chỉ là một cái trường thành như thế này thì tác dụng lớn nhất nhá, tức là nguồn cơn là tại sao có Vạn Lý Trường Thành. Thì Vạn Lý Trường Thành được xây dựng ra là để bảo vệ đất nước Trung Hoa đấy khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, mà Hung Nô rồi Mông Cổ, mà bây giờ là thuộc cái vùng Mông Cổ và Mãn Châu đó. Thì đấy là cái tác dụng lớn nhất, là cái thành trì để bảo vệ đất nước thôi đó. Và nó kéo dài khoảng 7.000 km. Thì như về sau thì cái di tích sót lại thì còn rất là ngắn, và bây giờ đoạn đấy tập trung ở Bắc Kinh. Vì thế là ai đến Bắc Kinh thì cũng đi Vạn Lý Trường Thành. Cái câu chuyện lịch sử thì nó là như thế. Thì đấy là cái giá trị thật của Vạn Lý Trường Thành. Thế thì tại sao mà với một cái giá trị thật như thế này thì có thể là thư ký Chi đang đưa là ví dụ một ngày Vạn Lý Trường Thành đón khoảng 1 triệu khách thì chắc là chỉ có 500.000 người ta đến, là vì giá trị thật thôi. Thế còn 500.000 nó còn lại rồi đến một cái giá trị khác. Đấy là giá trị về mặt giá trị ảo. Tức là thế này, ở trên Vạn Lý Trường Thành anh chị thấy rằng ở đây có cái bức ảnh bên phải này sẽ có một cái bia đá ghi là bất đáo, đây cái dòng chữ Trung Quốc dọc này là bất đáo Trường Thành phi hảo hán, và đây là bút tích của Mao Trạch Đông đó. Và có nghĩa là không đến Trường Thành thì không phải hảo hán,
Đấy, vẫn cứ quay lại cái câu chuyện là giá trị ảo, thì ở đâu người ta có thể đưa giá trị ảo bắt đầu trung thành kiểu ảo hả? Thế thì ban đầu thì mình cứ tưởng là cả cái vạn lý trung thành ấy có mỗi một cái cục đá này thôi, bia này thôi. Thế là ai đến vạn lý trung thành cũng phải đến, cũng phải chụp ảnh sống chết, phải chụp ảnh được với cái bia này, bắt đáo trường thành phi hảo hán này. Nhưng không phải, thế đến khi mà mình ở Bắc Kinh lâu, mình đi Bắc Kinh này, xong mình đi ngoại ô Bắc Kinh cũng có một đoạn là vạn lý trường thành, thế cái đoạn nào lại cũng có cái tấm bia này đó, và cũng là bút tích của chủ tịch Mao Trạch Đông. Thế thì có một cái nhận định là như thế này: không ai có thể xác minh được rằng là đã đến trường thành thì hảo hán. Thế nhưng mà ông chủ tịch Mao Trạch Đông ông nói là không đến trường thành thì không phải hảo hán. Thế với một cái lòng tự tôn của một hảo hán ca, của một nam tử hán đại trượng phu, thì cái việc mà không đến trường thành nó như kiểu một nỗi sỉ nhục ấy. Là người Trung Quốc mà không đến trường thành nó như kiểu một nỗi sỉ nhục, không phải hảo hán. Trời đất. Và chỉ cần phục vụ cái số hảo hán đó của Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ là 1 tỷ tư dân mà có số tỷ lệ phần trăm chênh lệch nam nữ là 115%. Đó. Thì đã có khoảng độ ít nhất là 8 đến 900 hảo hán ca là bắt buộc phải leo lên trường thành rồi. Đấy, khoảng độ 900 triệu ông đàn ông là phải leo lên trường thành rồi. Thì rõ ràng là một con số khủng khiếp đó. Thì bắt đầu trường thành phi hảo hán, không biết là lên trường thành có thành hảo hán không, nhưng mà chắc chắn nhá, anh không lên trường thành thì anh không phải hảo hán. Câu đấy không phải là tôi nói ra, không phải Thư Ký Chi nói ra, mà câu này là chủ tịch Mao Trạch Đông nói ra cơ đó. Thế thì đấy, trong bức ảnh này là cái bức ảnh mờ mờ này là ông Đối Tắc Cường, là ông bố đẻ của Thư Ký Chi, là ông leo lên trường thành từ những cái năm 94, cho nên lấy lại được cái ảnh này nó đang rất là mờ. Thì năm 94 là ông trong cái phi đoàn của công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn, ông dẫn đoàn đấy đi, dẫn đoàn xuất nhập khẩu của các tỉnh đi, mà công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn làm đầu mối thì ông dẫn đi. Thì đây là vào năm 94 ông cũng phải leo lên trường thành. Mà anh chỉ biết ngày xưa ấy, cái phương đi lại nó khó khăn, năm 94 nó cách đây gần 30 năm rồi. Ở Lạng Sơn mà có thể đi đến Bắc Kinh đi đường bộ là hết khoảng độ 3.000 km, đi đường bộ là mất khoảng 3.000 km đó. Thì đi đến Nam Ninh, sau đó Nam Ninh bay Bắc Kinh, nhưng mà đi lại rất là khó khăn, bao gồm cả người Trung Quốc ở trong Trung Quốc mà đi Bắc Kinh vẫn còn rất là khó khăn, đừng nói là người nước ngoài đi Bắc Kinh đó. Nhưng có thể là ông vừa này, cái năm đó cũng vì cái câu bắt đầu trên thánh kèo hả, sống chết cũng phải leo lên trường thành để chụp ảnh đó. Năm 2000 à, đây là năm 1994. Còn sau đấy thì hai bức ảnh này thì đây là con gái của Thư Ký Chi và mẹ mẹ chồng Thư Ký Chi đến vạn lý trường thành là cũng phải leo lên cái biển này để chụp. Và ai đến đây thì cũng chắc chắn cũng phải leo lên cái này để chụp thôi, cũng mất khá nhiều tiền khi đứng đây chụp đấy. Đó. Thì đấy là vạn lý trường thành của Trung Quốc. Thế vạn lý trường thành thì bốn mùa đều rất là đẹp. Có ở bộ tháng 4, có một cái đặc điểm là cái tháng 4 ở Bắc Kinh ấy, thì ở dưới thành phố thì rất là nắng, nắng rất là to. Nhưng mà ở trên Bắc Kinh ấy, thì là nó sẽ có tuyết. Nên có rất nhiều trường hợp như thế. Ở dưới thành phố đi lên trên đấy khoảng độ 80 đến 100 km. Lên trường thành ấy thì nó là hai kiểu thời tiết hoàn toàn khác nhau. Ở dưới thì nắng to, còn ở trên thì sẽ có bão tuyết. Thế thì ở Thư Ký Chi sẽ khai thác những cái điểm du lịch này theo một cái hướng là người ta đã khai thác những cái sử dụng những cái dịch vụ du lịch như thế nào. Ở trường thành có một cái khu rất nổi tiếng là khu trượt tuyết ở dưới chân của vạn lý trường thành. Khu trượt tuyết là bởi vì người ta cũng sẵn cái nguồn tuyết quanh năm rồi đó. Thế thì người ta mới làm ra cái khu trượt tuyết của vạn lý trường thành, và cái phí ở đây đều rất là đắt đỏ, với khu trượt tuyết rất là rộng. Đấy, nếu như anh chị đến đây thì đây cũng là một cái khu nghỉ dưỡng, khu chơi và nghỉ dưỡng của người giàu ở Bắc Kinh và các thành lân cận, người ta đến nghỉ cuối tuần. Thì ở cái khu trượt tuyết này nhá, thì phí thuê quần áo và bán trượt một tiếng, đây là cái quần áo này, cái quần áo to bên ngoài này, và cái bán trượt này thì khoảng 1 triệu một tiếng. Và nếu như thuê thầy dạy nữa, đây ở đây là cái nhóm bạn Thư Ký Chi là chỉ có hai ông bà mặc quần áo sành điệu này là biết trượt rồi, còn mấy ông bà phải treo số thế này này là phải thuê thầy dạy đó. Thì thuê thầy dạy một tiếng mà theo 1 triệu. Thế vậy thì chúng ta tính nhanh là nếu chúng ta cái đội mà có giàu một chút mà đến vạn lý trường thành mà tham quan ấy, thì thường người ta sẽ đến luôn cái khu trượt tuyết này để vui chơi và nghỉ dưỡng. Thì một tiếng ở đấy thôi thì anh chị sẽ mất khoảng 3 triệu một cái khu trượt tuyết của vạn lý trường thành này rồi. Đấy, nhất là những cái ông bà đeo số đây này. Đấy, đeo những cái số này là những ông bà phải học. Đây, trong nhóm bạn Thư Ký Chi chỉ có mỗi hai cái anh chị này là biết trượt thôi. Hai anh chị này thì là đều ở Bắc Kinh. Hai anh chị này có vinh dự được gặp thủ lĩnh rồi. Được gặp thủ lĩnh rồi đấy, được mời thủ lĩnh món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng rồi đấy. Thì hai anh chị có cái đam mê với cái trượt tuyết. Thế đâm ra là cứ mùa hè thì hai anh chị sẽ sang Canada. Hai anh chị sẽ sang Canada. À quên, mùa có tuyết ý. Thì sẽ sang Canada để trượt tuyết. Còn nếu mà bạn bè đến Bắc Kinh thì hai anh chị sẽ đưa đi cái khu trượt tuyết ở vạn lý trường thành này để trải nghiệm. Nhưng hai anh chị này để có sở thích là có thể ở trên cái khu trượt tuyết này hàng tuần hoặc là hàng tháng,
để người ta nghỉ dưỡng ấy ạ. Buổi sáng bắt đầu sáng ra là bắt đầu đi trượt, nó chưa về nghỉ, trong chiều lại đi trượt, trong tối lại về nghỉ đấy. Người ta đam mê thì người ta có thể ở đấy hàng tuần hàng tháng đấy. Thì hai anh chị này thì có một cái lý lịch là con thì đều định cư ở Mỹ, làm ở tập đoàn Microsoft, có hai quốc tịch của Trung Quốc và Mỹ đó. Thì đấy là cái cách mà những người giàu giàu ở Bắc Kinh người ta chơi được như thế. Thế thì về cái làm du lịch thì ở đang nói đến Vạn Lý Trường Thành, thì anh chị thấy rằng trên cái đường Vạn Lý Trường Thành ấy, nó gọi là cao tốc Trường Thành ấy, cao tốc Trường Thành mà nó nối về đến sân bay ấy, thì người ta sẽ luôn luôn bố trí những cái khu mua sắm và những cái vườn đào lê táo nho và những cái đặc sản của Bắc Kinh. Nếu như anh chị đi đi du lịch ấy, đoàn Việt Nam mà đi du lịch ấy, mà về đến sân bay Bắc Kinh ấy, là nhìn cái đoàn Việt Nam là chúng ta biết liền, biết liền mỗi anh chị là sẽ phải mấy cái thùng lê táo mà đào mà anh chị đã vặt ở trong những cái vườn sinh thái mà mua và trên cái đường đi từ Vạn Lý Trường Thành về ấy. Thì người ta bố trí những cái điểm mà trồng đào táo lê này là người ta bố trí luôn trên cái quãng đường đi từ Vạn Lý Trường Thành về đến sân bay Nội Bài. Thì cái tour mà có Bắc Kinh là điểm cuối ấy, thì thường là sau khi tham quan Vạn Lý Trường Thành thì sẽ là ra sân bay thủ đô Bắc Kinh để bay về Việt Nam ấy. Thì anh chị thấy rằng là đúng là anh ngó trái, anh ngó phải, anh đi lên, anh đi xuống thì nó đều rơi vào cái cạm bẫy mua sắm của người ta hết. Trên đường về rồi còn không thoát mà. Anh đi từ Vạn Lý Trường Thành về ra đến sân bay thì chắc chắn sẽ có một điểm dừng chân là những cái vườn đào, vườn táo, vườn lê, vườn nho như thế này. Đó, vườn tươi như thế này. Anh chị vào, liệu anh chị nào có đủ cảm xúc để khống chế cái ham muốn được mua những cái thứ quả tươi như thế này? Anh chị biết rằng là Bắc Kinh là nổi tiếng với đào tiên, đúng không? Nổi tiếng với đào tiên. Đấy, giá rẻ, ngon, không phun thuốc sâu, và đặc biệt là Việt Nam không có. Nếu như có thì cũng đều là ngâm thuốc. Thì chắc chắn là anh chị sẽ mua từng thùng. Anh chị chắc nếu đi Bắc Kinh về thì chắc chắn có cái trải nghiệm này rồi. Ai cũng sẽ phải thùng lớn, thùng bé, đào, rồi lê, rồi nho, rồi táo của Bắc Kinh đấy về làm quà. Thậm chí có anh chị mà nghe những cái đoạn trước mà kể là có những cái vườn đào vườn này ở ngay ở Vạn Lý Trường Thành ý. Đã còn đào Vạn Lý Trường Thành nữa. Đó, đào Vạn Lý Trường Thành, lê nho Vạn Lý Trường Thành, nó rất là nổi tiếng. Còn ghi sẵn ra một cái danh sách những người mà cần tặng quà cơ. Lúc nào cũng quá cân, quá cảnh ở sân bay Nội Bài vì là mua quà. Đấy, thì đấy là những cái trải nghiệm mà anh chị chắc chắn sẽ gặp phải khi mà đi du lịch ở Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành người ta làm giỏi như thế. Ai đi về cũng sẽ trên đường nghỉ ngơi một cái, quay trái, quay phải, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng là chỗ tiêu tiền hết. Những cái điểm mà thư ký chị sẽ liệt kê ngay sau đây thì là những cái điểm mà du lịch mà không thể không đến khi đến Bắc Kinh. Thì có một cái điểm nữa tiếp theo đó là cố cung. Thì thực ra hiểu cách đơn giản, cố cung còn gọi, có tên gọi khác là Tử Cấm Thành ấy, là cung điện của đời Nguyên Minh Thanh, chủ yếu là đời Minh Nhà Thanh, với tổng diện tích lên đến khoảng độ 720.000 m². Thế thì cái cung điện này có một cái con cái mà rất nhiều anh em chú ý mà rất là nổi tiếng là kiến trúc sư, tức là tổng kiến trúc sư cho việc tu sửa của cái cố cung này thì tên là Nguyễn An. Thì ông Nguyễn An này là người Việt Nam đó. Thế còn nguồn gốc là tại sao ông Nguyễn An lại là tổng công trình sư cho việc tu sửa toàn bộ cố cung ấy, thì nó lại là một câu chuyện lịch sử mà sử sách Việt Nam viết khác, là sử sách Trung Quốc lại viết khác. Đấy, ở đây thì thực chi không đề cập đến vấn đề lịch sử và chính trị, nhưng mà nhiều quan điểm đồng nhận có cùng nhận thức ấy là Nguyễn An là sống ở thế kỷ thứ 15 khi mà nhà Minh mà đánh chiếm thành nhà Hồ, thì thắng được nhà Hồ thì bắt ra. Có một đặc điểm là ông Nguyễn An nữa, sử sách kỹ thôi, ông Nguyễn An này là một người rất là đẹp trai, khi mà bắt thì lại thiến luôn, cho làm thái giám luôn. Và ông chỉ chuyên tâm với cái việc là tu sửa thôi, ông có công rất là lớn cho cái việc tu sửa cố cung này. Đó, thì khi mà trong cái quá trình ông tu sửa thì ông được vua đời nhà Minh là vua Minh Anh Tông cử cho 70.000 thợ làm dưới trướng của ông Nguyễn An để tu sửa rất là nhiều những cái công trình trong cố cung này. Thì người Việt Nam đến cố cung thì luôn luôn cảm thấy tự hào là có một người Việt Nam là phụ trách toàn bộ cái phần tu sửa của cái cố cung này. Thì cố cung hay còn gọi là Tử Cấm Thành ấy, thì về quy mô thì nó là một cái công trình hoàng gia lớn, cung điện lớn nhất thế giới. Tuy nhiên là ở Trung Quốc ấy, ở ngay Bắc Kinh thôi thì cái quy mô của nó vẫn còn xếp sau một vài những cái địa điểm khác, ví dụ như Trung Nam Hải thì nằm ngay ở phía tây của cái cố cung thôi, và hiện nay thì đang là cái nơi làm việc, nơi ở và làm việc của cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc, Bộ Chính trị ấy. Đó, thì cái khu Trung Nam Hải này nó rộng đến tận 6,1 km² cơ, và nằm ngay ở cổng tây của cố cung này.
Thì khi mà anh chị đến cố cung tham quan du lịch thì anh chị cũng có thể rẽ sang bên Trung Nam Hải để tham quan, đấy là nơi làm việc của Bộ Chính trị. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ đứng ở cách rất xa thôi, cách rất xa ở khu Trung Nam Hải thôi mà nhìn rất xa, kính nhìn chi thôi, chứ không phải là được đứng sát ở cái cổng Trung Nam Hải để chúng ta chụp ảnh đâu. Đây là cái khu vực được bảo mật tuyệt đối đó. Hay là cố cung thì cũng sẽ nhỏ hơn Di Hòa Viên, mà một lúc nữa thư ký Chi sẽ trình bày. Và cái giá trị của Tử Cấm Thành tính theo giá đất ấy, là chúng ta là bất động sản, chúng ta là bất động sản, chúng ta quan tâm một chút. Tức là với giá trị ước tính hiện nay thì cố cung đang có giá trị khoảng độ 70 tỷ đô la Mỹ đó, 70 tỷ đô la Mỹ. Và với cái số tiền giá trị về bất động sản là 70 tỷ đô la Mỹ thì Tử Cấm Thành đang trở thành một cái cung điện và phần bất động sản có thể nói là đắt đỏ nhất trên thế giới, tất nhiên là theo cái thống kê của người Trung Quốc thôi ạ. Đó. Thế thì có một cái điểm rất là thú vị ở trong cố cung ấy là cố cung có 9.999 gian đó, theo sử sách ghi chép lại, chứ còn chưa ai đi tham quan cố cung mà đếm được cả 9.999 gian. Thì anh chị, cái con số này nó tưởng tượng nó lớn như thế nào? Bây giờ chỉ lấy ví dụ là nếu như mỗi ngày mà vua đến thị tẩm một cung nữ thôi, rồi một cung nữ, những cái gian này là để cho cung Tần Mỹ Nữ ở, thì nếu như bây giờ mà mỗi ngày mà vua chỉ đến thị tẩm một cung nữ thôi thì cũng phải mất đến 30 năm thì mới đi hết một vòng các cung nữ được. Thế mà ông vua nào tại vị được 30 năm thì 20 năm cuối thì chắc cũng không có đủ sức để đi thị tẩm từng cái bà cung nữ một đâu. Thế cho nên là rất nhiều cung nữ mà tiến vào cung nhưng mà cả đời là không được diện kiến vua. Đấy, cả đời không được diện kiến vua đâu. Đấy, cho nên là bây giờ là anh chị em chúng ta là tôi cho là khoảng độ 2.000 đi, 2.000 chị em nữ ngày ngày được gặp phụ nữ là phải cảm thấy sung sướng lắm đấy. Chúng ta tất nhiên là chúng ta chỉ nghĩ đến cái mức là diện kiến thôi nhá, còn thị tẩm đến ngày xưa rồi, bây giờ mà cũng thế thì chết nhá. 9.999 gian, mỗi ngày thị tẩm một bà thì cũng phải 30 năm mới thị tẩm hết được các cái bà ở 9.999 gian này đó. Thì có một cái lý thuyết vật lý ấy, là nếu như đi bộ một mạch từ cửa trước ra cửa sau của cố cung thì chúng ta cũng phải đi mất khoảng độ 3 tiếng, không quay đầu lại, không ngó trái, không ngó phải, chỉ đi thôi, cắm đầu đi thẳng thôi, cũng phải mất 3 tiếng thì chúng ta mới đi hết được cái chiều dài của cố cung này. Đó. Và ở có trong cái cố cung này thì có một cái điểm rất là đặc biệt ấy. Đây là một vài hình ảnh của thư ký chị. Ở trong hẳn bên trong cố cung thì tất cả những cái mái vòm như thế này ấy, thì nó làm bằng gạch lưu ly. Thế thì người ta cứ hay xây dựng ra một cái câu chuyện là không bao giờ thấy chim đậu ở trên nóc của các cái ngôi nhà trong Tử Cấm Thành được, và giải thích là tại sao, là bởi vì là người ta giải thích được là cái độ cong của cái mái ngói nó lại lớn hơn độ cong của chân chim, cho nên chim mà đậu lên đây một cái là ngã trượt cổ ngay đó. Thì từ cái lý thuyết về mặt vật lý như thế thì người ta thấy rằng là cái tài năng của kiến trúc sư trưởng cố cung cũng như tài năng của ông Nguyễn An người Việt Nam trong việc tu sửa ấy là tính toán thật là tài tình, bởi vì là làm cái độ cong của cái mái ngói này nó lớn hơn độ cong chân chim, không có một chú chim nào đậu lên đấy được, đậu lên cái là trượt ngã gãy cổ ngay. Thế mà chim mà đậu trên mái ngói mà nơi ở của vua chúa cung Tần Mỹ Nữ thì cũng nguy hiểm, đúng không ạ anh chị? Đó. Các sản phẩm của chim các thứ rồi các thứ nó rất là nguy hiểm, để cho nên người ta tinh tế là từ cái mái ngói đấy, đủ thấy là ông Nguyễn An người Việt Nam ông tinh tế mức nào trong việc tu sửa đấy. Thì đấy là những cái câu chuyện vui mà về Tử Cấm Thành. Thế đằng sau của Tử Cấm Thành, sau khi mà đi hết một lượt thì cái vị trí mà thư ký chi đang đứng gọi là công viên Cảnh Sơn, nó là một cái công viên. Khi mà đứng ở trên công viên Cảnh Sơn này thì nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh phía đằng sau này, nó là khung cảnh của cố cung nhìn từ trên cao, gọi là công viên Cảnh Sơn đấy. Ở phía trước cửa vào, còn phía sau thì nó gọi là viện bảo tàng cố cung. Đấy là cái địa danh mà chắc chắn là khi mà chúng ta đến thì chúng ta cũng sẽ phải ghé thăm. Một địa danh nữa mà khi đến Bắc Kinh đến trên tour đấy của cả thành phố Bắc Kinh là Di Hòa Viên. Di Hòa Viên thì kể câu chuyện về Di Hòa Viên thì nó có cái câu chuyện là khi là lần đầu tiên mà sang, lần không phải lần đầu tiên sang Bắc Kinh mà lần đầu tiên khi mà bắt đầu nhập học thạc sĩ, thư ký chi mang vào em bé là 7 tháng, bụng rất là to, tăng 20 cân rồi nhưng vẫn khẽ đệ đi ở trong Di Hòa Viên. Thế Di Hòa Viên là một cái địa danh như thế nào? Di Hòa Viên thì được mệnh danh là cung điện mùa hè của Bắc Kinh. Nó là một cái cung điện mà được vua Càn Long xây dựng để tặng mẹ của mình làm khu nghỉ dưỡng. Cái tên Di Hòa Viên, cái nghĩa của nó có nghĩa là vườn nuôi dưỡng cái sự an hòa, tĩnh tâm tĩnh khí đó. Thế thì để mừng sinh nhật mẹ đấy, tặng sinh nhật mẹ là một cái cung điện mùa hè như thế này. Thế thì ở trên hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy thì nổi bật ở phía bên trên này thì nó là Phật Hương Các, tức là một ngôi chùa nhiều tầng nguy nga lộng lẫy, là nơi để cho Từ Hy Thái hậu niệm Phật. Đây là
Phật Hương Các. Thế còn ở dưới chân như này, cái bức ảnh này nó không thể hiện được cái độ rộng ở cái hồ này. Hồ này gọi là hồ Côn Minh. Hồ Côn Minh này thì nó rộng đến mức có thể tập trận được, tập trận thủy chiến. Tức là Thứ Y Thái Hậu khi đó truyền thuyết kể lại rằng là có cái sở thích là cho tập trận thủy chiến ở trên chính cái hồ Côn Minh này. Thế thì kiến trúc của cả cái khu vực Di Hòa Viên này thì nó là ở Trung Quốc ấy, nó là biểu tượng của Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ là những cái giá trị mà Từ Hy Thái Hậu hướng đến. Thế tại sao gọi là mang kiến trúc biểu tượng Phúc Thọ? Bởi vì là cái hồ này này, khi mà người ta có các cái công trình nghiên cứu, người ta nhìn từ trên bằng vệ tinh kỹ thuật có độ phân giải cao ấy, kỹ thuật chụp hồng ngoại ấy, thì người ta phát hiện ra rằng là cái hồ Côn Minh này nó có hình trái đào. Đó, hình trái đào. Sau đó là các cái bố cục cấu trúc khác ở trong Di Hòa Viên, thì ngoài trái đào còn có con rơi và con rùa nữa. Thì ở Trung Quốc, trong văn hóa Trung Quốc ấy, trong chi nhận của người Trung Quốc ấy, thì trái đào là biểu tượng cho lộc, con rơi thì là tượng trưng cho phúc, còn con rùa thì tượng trưng cho thọ. Và vì thế thì ở trong Di Hòa Viên có hết cả những cái hình ảnh đấy. Và vì thế thì Di Hòa Viên là một cái công trình kiến trúc nổi tiếng ở Trung Quốc, là biểu tượng của phúc lộc thọ. Cho nên là đặc biệt là các chị, các mẹ, các bà mà khi đến tham quan Di Hòa Viên mà nghe được cái ý nghĩa đấy thì thực sự rất là thích, rất là thích, mà chắc chắn là sẽ phải đến Di Hòa Viên đứng ở dưới chân của cái Phật Hương Các để chụp ảnh đó. Thì mình thì cũng không được tận mắt chứng kiến, chúng ta không được tận mắt chứng kiến những cái bức ảnh mà chụp từ vệ tinh có kỹ thuật phân giải cao về cái cấu trúc của Di Hòa Viên, nhưng mà Di Hòa Viên này thì nó có một cái giá trị người ta lồng ghép vào trong đó. Nó là như thế, và nó là biểu tượng của Phúc Lộc Thọ, là khu nghỉ dưỡng mùa hè của Từ Hy Thái Hậu, cũng là cái nơi mà biểu thị cao nhất của cái tấm lòng hiếu thảo của vua Càn Long tặng mẹ của mình để làm khu nghỉ dưỡng đấy. Và còn Di Hòa Viên này, nếu mà anh chị mà đi bộ cả ngày thì cũng không hết đâu. Nó có khoảng 220 mẫu ở trong khuôn viên. Cái hồ, riêng hồ Côn Minh đã khoảng 220 mẫu rồi, trong khuôn viên rồi đó. Thế thì Thư Ký Chi có một cái ấn tượng sâu sắc là khi mà mang bầu em bé, những cái ảnh đấy bây giờ không tìm được rồi, khi mà chuẩn bị slide thì không tìm nổi lại những cái ảnh từ năm 2008-2009 mà lúc mà có bầu đi khệ nệ trong Di Hòa Viên là không tìm thấy nữa rồi. Đấy là về một vài đôi nét về Di Hòa Viên. Thì đấy là những cái biểu tượng sâu sắc nhất về Di Hòa Viên. Tiếp theo một cái địa danh nữa là Viên Minh Viên. Viên Minh Viên thì sẽ ít người biết hơn là Di Hòa Viên, và cũng ít người đến tham quan hơn. Tuy nhiên là Viên Minh Viên ấy, ở Bắc Kinh mà nói thì nó lại là một cái địa danh mà nếu như anh chị tìm hiểu sâu thì nó sẽ rất là có giá trị. Viên Minh Viên là nơi mà chứng kiến cái bữa tiệc có 102 trong lịch sử, khi mà Từ Hy Thái Hậu tiếp Liên Quân Anh Pháp ở sứ đoàn châu Âu. Đó. Thế thì cái việc tiếp này thì nó liên quan đến hai cái món ăn mà có thể gắn liền với truyền thuyết về Từ Hy Thái Hậu. Thứ nhất là món xâm thử, thứ hai là món ốc khỉ. Thế thì rất nhiều anh chị nhìn cái món xâm thử, anh chị đang tưởng tượng ra cái gì? Đang tưởng tượng củ sâm, không phải không ạ? Không phải, thực ra nó là con chuột bao tử. Và thứ hai là ốc khỉ, hay còn gọi là hầu não. Thế thì cái người phụ nữ được nhắc đến trong cái câu chuyện liên quan đến cái bữa tiệc này là vẫn là Từ Hy Thái Hậu. Thì đây là một câu chuyện hoàn toàn lịch sử và được công khai rất là nhiều trên các trang mạng xã hội, nên Từ Hy sẽ rất là dễ dàng trong việc kể lại thôi. Thì là từ câu chuyện mà liên quan đến xâm thử bão khỉ thì liên quan đến Từ Hy Thái Hậu và người tình trẻ của bà, một người Anh tên là Edmund Backhouse, gọi tắt là Edmund. Thì năm đó thì Thái Hậu đã 67 tuổi rồi, còn người tình thì chỉ mới 29 tuổi thôi. Tuy nhiên là trong cái cuốn tự truyện của mình mà kể về cuộc tình vụng trộm với Từ Hy Thái Hậu ấy, thì Edmund có phải thú nhận rằng là chính người phụ nữ lớn tuổi là Từ Hy Thái Hậu ấy đã cho ông được những cái đam mê thực sự của tình dục, mặc dù là Edmund là một đồng tính nam đó. Trước khi trở thành người tình của Từ Hy Thái Hậu thì ông là người tình của thái giám Lý Liên Anh, mà Lý Liên Anh theo sử sách ghi chép lại thì cũng lại là một người tình bí mật của Từ Hy Thái Hậu. Tuy nhiên là sau khi mà cảm mến Edmund thì Lý Liên Anh đã nhường lại cái chàng trai đến từ Anh Quốc mà đẹp trai cao to mà mới có 29 cái son xanh lại để cho Từ Hy Thái Hậu vui thú. Thế thì mặc dù là chênh lệch tuổi tác đến mấy chục tuổi, thế nhưng mà theo như người tình ngoại quốc thì của bà thì Từ Hy Thái Hậu luôn sung mãn như đến gối, và bí quyết ý, thì là luôn dùng món xâm thử trong hình ảnh này để bồi bổ sức khỏe. Thế xâm thử là một món như thế nào? Thì theo như sử sách Trung Hoa ghi lại ý, thì món xâm thử này được miêu tả như sau. Ở một cái vùng đất là Dương Châu thì có một cái loại gạo ngon, rất là nổi tiếng, ngon nhất lục địa Trung Hoa. Thì Từ Hy Thái Hậu bắt truyền là chuột đồng ở đây thì ăn những cái loại ngon, nên da thịt thì ngon lành sạch sẽ hơn chuột ở những nơi khác. Từ Hy Thái Hậu thì truyền là bắt hàng trăm con chuột này về đem nuôi ở trong lồng kính, sau đó là cho ăn toàn là xâm thượng hảo hạ, uống nước suối, rồi là những cái thứ thuốc bổ thận tráng dương khác. Thì đến khi con chuột đó đẻ con ra thì lấy những cái con chuột con vừa được đẻ đấy đem ra nuôi riêng, và cũng theo cách thức đó để cho nó sinh sản ra tiếp một cái lớp chuột thứ ba nữa. Thì qua ba đời chuột được nuôi bằng sâm ấy,
sâm và nhung và các loại dược liệu quý thì chuột đã tích tụ đầy đủ những cái chất bổ dưỡng tinh khiết nhất rồi, thì lúc này chuột con vừa sinh ra để trông nó đỏ hỏn như một củ sông hồng sâm biết bò đấy, như cái hình ảnh này đó, thì lúc này người ta mới lấy những cái con chuột bao tử của thế hệ này ra ăn. Và ăn như thế tức là ăn hết tất cả những cái tinh hoa bén nhạy khôn ngoan của giống chuột, cộng với tất cả những cái tinh chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, đấy, bổ thận tráng dương của cây sâm, vốn mà được là y lý đông y đặt lên hàng đầu và coi là thần dược từ cổ chí kim rồi. Thì đấy là cái sự ra đời của cái con chuột này. Chuột ba đời, ăn sâm, uống sâm, uống thuốc bổ. Đấy. Thế thì chuyện kể rằng liên quan đến Thùy Thái Hậu là trong một buổi tiệc yến đại sứ Tây Ban Nha ấy, thì vị này được Từ Hy mời ăn cái món sâm thử. Thì trước khi đưa ra bàn tiệc thì đầu bếp sẽ nhúng từng cái con chuột này vào một cái bát đựng đầy mật ong nguyên chất, giống trộn với sâm, nhung rồi thuốc bổ thận. Thế con chuột này nó sẽ uống cái mật ong đấy cho đến khi bụng nó căng ra, thì bắt đầu người đầu bếp sẽ dùng kẹp để vắt cái đuôi chuột để lên thành bát, rồi con chuột thì nó cứ nằm ngoe nguẩy ở dưới, nó đã uống cái mật ong rồi, ngoe nguẩy ở dưới, và được mỗi một con chuột thì được bày vào trong một cái đĩa bằng ngọc. Đó, lúc này thì con chuột bao tử nó chưa mở mắt, nó đỏ hỏn nhưng nó vẫn còn cựa quậy, đấy, nó vẫn còn sống. Thì tất cả các quan khách của sứ đoàn đại sứ Tây Ban Nha thì đều thất kinh, đều rất là sợ hãi. Đấy, nhiều người buồn nôn nhưng mà không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì đây là Từ Hy Thái Hậu mời thì buồn nôn nhưng mà không dám thể hiện. Thế nhìn có những vị khách có thái độ kỳ lạ như thế thì Từ Hy chỉ mỉm cười thôi và cầm cái đĩa xúc cái con chuột bao tử để làm mẫu. Thế khi mà đưa vào miệng thì con chuột vẫn còn kêu chí 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 chí. Người tinh mắt thì sẽ nhìn thấy những cái tia máu nó vọt ra. Trong khi đó thì hoàng đế Trung Hoa vẫn thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ như thể là muốn níu kéo cái thú tuyệt diệu để ăn cái món ăn này, để thấm vào trong trí óc của cơ thể. Thì đó là một trong những cái món ăn mà đến nay thì mình nghĩ thì nó là rất là kinh dị. Nhưng ở Bắc Kinh hiện nay thì nó vẫn có những cái nhà hàng phục vụ món sâm thử. Thế còn cái con chuột đấy nó có được nuôi theo kiểu ba đời, sau đó uống sâm như Từ Hy Thái Hậu không, thì cái điều đấy mình không chứng thực được. Nhưng mà quả thật là vẫn có người dám thử, mà thưa cái chị thì không dám thử. Thấy tự nhiên con chuột nó đỏ hò cho nó ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy trên cái đĩa, xong ăn nó lại phọt cả máu ra. Thực sự rất là ghê, nhưng mà vẫn có người dám thử. Đó, thì khi mà thưa ký sĩ kể chuyện đến đây thì có những ông, ví dụ như ông Trùng Phương là tắt cam tắt mic là cái chắc. Bởi vì ông Trùng Phương ấy là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ chuột. Thế nghe cái chuyện này chắc là tắt hết cam hết mic được đi mất rồi. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện về sâm thử. Đấy là câu chuyện thứ hai là ốc khỉ, tức là hầu não. Đó, thì hầu não lại liên quan đến một cái bữa tiệc khác, hiện tượng bữa tiệc xuân cũng của Từ Hy Thái Hậu. Thì trong suốt cái chiều dài lịch sử chưa từng ghi nhận một cái bữa tiệc nào mà nó lại linh đình và trang trọng vĩ đại bằng cái tiệc xuân Giáp Tuất, tức là năm 1874 thế kỷ thứ 19, là do Từ Hy Thái Hậu là nhà Thanh tổ chức để khoản đãi cái phái đoàn sứ thần và tướng lĩnh của các nước phương Tây. Đó, thì bữa tiệc này nó hoành tráng ở cái mức độ quy mô chuẩn bị một bữa tiệc, nhưng được chuẩn bị trong vòng 11 tháng 6 ngày, tức là khoảng gần 12 tháng, cho 1.750 người phục vụ, có 1.750 người phục vụ và tiêu tốn tính ra khoảng 375 lượng vàng ròng với 400 thực khách. Và bữa tiệc này kéo dài trong vòng 7 ngày đêm, bắt đầu từ giao thừa Tết Nguyên đán năm Giáp Tuất 1874 vào thế kỷ thứ 19. Đó, thế thì thực đơn mà Từ Hy Thái Hậu đưa ra là thực đơn của bữa tiệc này kéo dài 7 ngày này nó sẽ bao gồm là 140 món. Thì theo thiếu chỉ của Từ Hy Thái Hậu thì mỗi tỉnh sẽ tuyển chọn là 10 đầu bếp nổi tiếng nhất đến tụ tập ở Bắc Kinh và cùng bàn luận với nhau để đưa ra thực đơn. Và quá trình chuẩn bị bữa tiệc nhé là 11 tháng 6 ngày cơ. Phải cùng nhau để soạn thảo ra các món ăn ngon lạ nhất. Thì sau gần 2 tháng thảo luận thì đầu bếp mới đưa ra được một thực đơn gồm 140 món. Trong đó thì yêu cầu là có 7 món thật là bổ dưỡng, thật là đặc biệt, thật là lạ lùng để mỗi ngày sẽ tiếp một món thực khách, một món. Đó, món ăn này thì phải đảm bảo được yêu cầu là không đầy bụng này, không mệt mỏi, không bực bội. Đấy, phải giúp cho tinh thần sảng khoái. Đấy, và hầu não thì là một trong 7 cái món mà được Từ Hy Thái Hậu chọn để tiếp trong một trong 7 ngày tiếp cái phái đoàn sứ thần và tướng lĩnh của các nước phương Tây đấy. Thế thì cái món hầu não này nó là một món như thế nào? Thì những cái con khỉ này nó được bắt về như thế nào để ăn? Thì cái câu chuyện truyền thuyết đấy nó kể tiếp rằng ở vùng Thiên Hoa Sơn ấy, tức là một cái vùng mà thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc hiện nay ấy, ở Thiên Hoa Sơn, có một cái rừng cây lê được gọi là Ngọc Căn Lê. Ngọc Căn Lê là một cái loại lê mà giống nó cũng thần thánh lắm. Nó cũng có thể chữa được bệnh ho kinh niên, can thận nhiệt quách. Lê thì nó có tác dụng chữa ho rồi, nhưng mà lê ở núi Thiên Hoa Sơn thì nó có tác dụng như thế. Cái rừng lê ở đây thì có một bầy khỉ rất là đông, và thức ăn chính của chúng chính là cái lông ngọc căn lê này.
Và chính vì thế mà chúng ăn ngọc lan lê nên thịt khỉ ở đây nó rất là thơm ngon lạ thường, và còn được đồn đoán là có thể chữa được các bệnh, đặc biệt là bệnh tâm thần. Não khỉ đấy, thịt khỉ đấy, bệnh tâm thần, bại liệt, bản thân bất toại. Đó. Thế điều thú vị là óc khỉ lại được có được cái dược tính công cực kỳ là công hiệu đối với những cái chứng bệnh hiểm nghèo như thế. Vì thế mà những cái chú khỉ mà ăn lê ở Thiên Hoa Sơn này thì có một cái trí thông minh khác thường. Vì thế mà cái việc bắt những con khỉ này cũng rất là khó. Đó. Trên đầu nó còn có ba xoáy nữa cơ. Ông nào hai xoáy nó bướng lắm rồi, khỉ này nó ba xoáy ở trên đầu nữa cơ. Bắt được nữa nó thông minh lanh lợi, bắt được rất là khó. Thì ban đầu là Từ Hy Thái Hậu ra lệnh là bắt 200 con khỉ chưa trưởng thành, chưa đổi lông lần nào để mang về để nuôi dưỡng, để chuẩn bị cho cái bữa tiệc này. Nhưng về sau khó quá, đã phải chạy treo thưởng là bắt mỗi một con khỉ được thưởng 110 lượng vàng rồi. Nhưng mà về sau thì qua nhiều tháng dòng mà những cái tay thợ săn cứ khách không làm được gì, nên về sau thì Từ Hy Thái Hậu buộc phải giảm xuống còn 80 con. Đó, 80 con thôi. 80 con và được phân bố là 400 khách, tức là bắt 80 con về, mỗi một bàn 5 người, mỗi một người bàn sẽ ăn một cái óc khỉ của một con khỉ. Đấy. Khi mà con khỉ này được bắt về thì sẽ được nuôi dưỡng những cái thức ăn tinh khiết nhất, như là cháo cổ yến này, uống nhân sâm này, nhung hiêu này, rồi tắm gội thì bằng nước tinh khiết. Đấy là con khỉ đấy. Mỗi một con thì sẽ được nuôi trong một cái lồng bạc. Lồng bạc có cái hình giống như cái trống ấy. Đấy, nhưng mà cái thiết kế nó không thể cựa quậy được. Nó chỉ béo béo lên nó, nhưng mà nó không cựa quậy được. Thì đại tiệc mở ra thì mỗi bàn thì ngồi 5 người, mỗi bàn thì sử dụng não của một con khỉ để tăng cái dinh dưỡng này và món ăn độc đáo đấy. Thì cũng có một, vì là Từ Hy Thái Hậu cũng là một cái người tìm hiểu rất là sâu sắc và am hiểu về văn hóa phương Tây ấy, cho nên là để đảm bảo để giảm bớt cái sự dã man mà khiến cho thực khách cảm thấy ngon miệng ấy, đồng thời để cũng mà nó lồng vào đấy cái giá trị về văn hóa lịch sử, thì Từ Hy Thái Hậu đã cho mỗi một cái con khỉ này khi mang được phục vụ ấy, thì bắt đầu mặc triều phục, và mặc triều phục cũng có đội mũ rồi vẽ mặt vẽ râu giống như là đại quan của triều đình ấy, nhưng mà đều là quan tham ấy, gian tặc ấy, nghịch thần ấy, khảo nhất mà chắc chắn là sẽ phải bị xử ấy. Thì đến khi mà bữa tiệc bắt đầu, khi mà cái tiếng khánh ngọc từ tay Thái Hậu ra hiệu là đến cái phần phục vụ cái món não khỉ, thì nội thị sẽ dọn ra mỗi bàn một cái lồng chứa con khỉ đấy cho 5 thực khách. Sau đó là sẽ dùng tay gỡ cái mũ ở trên đầu của con khỉ ra và dùng một cái búa bằng ngà sắc nhọn chỉ phạt một phát ngang qua đầu con khỉ thôi. Mà cái động tác này được tập luyện cho nên là làm rất là thuần thục, chỉ một nhát thôi là con khỉ nó sang thế giới bên kia rồi. Nó sẽ lộ ra cái bộ óc đấy rồi. Thì sau đó thì nội thị sẽ dùng một cái tấm khăn lụa để có khoét một cái lỗ nhỏ để chụp lên đầu và chỉ để lộ ra cái bộ óc khỉ thôi. Và sau đó thì sẽ dùng nước sâm nóng để dội vào cho nó bớt cái máu đi, nó tái đi. Sau đó thì là hầu não đấy xối lên cái nước sâm, sau đó nó bắt đầu dùng. Thì cái món ăn này thực sự là đến ngày nay thì bị lên án là một cái món ăn tàn ác, dã man, vô nhân đạo của loài người. Tuy nhiên nó đã từng được sử dụng, nó đã từng được sử dụng trong cái bữa tiệc năm 1874 đó, khi mà Từ Hy Thái Hậu tiếp cái sứ thần phương Tây, món kinh khủng và nổi tiếng mà gắn liền với tên tuổi của Từ Hy Thái Hậu. Thì món này cũng còn kinh hơn cả cái món sông thủy, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nên biết, đúng không ạ? Bây giờ thì không biết còn ở chỗ nào mà cho thử cái món óc khỉ được không, nhưng có thì chắc không ai dám ăn vì nó kinh quá đó. Thế thì ở Bắc Kinh thì còn có một cái công trình nữa được thiết kế theo cái tư tưởng của đạo giáo, đấy là thiên đàng. Thế thiên đàng nó là một trung tâm cúng bái của hoàng gia, nếu chúng ta hiểu đơn thuần là trung tâm cúng bái của hoàng gia, là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các cái nghi lễ tế thờ tế trời, tế vị thần của trời là hạo nhiên thượng đế, tế thế thôi. Thế nên nó là một cái công trình mà theo hơi hướng là đạo giáo. Một cái quần thể có giá trị về mặt văn hóa, mà khi mà muốn tìm hiểu văn hóa thì đến Bắc Kinh thì là du khách sẽ được đưa đến, nhưng mà cũng chỉ là giới thiệu một cách đơn thuần như thế thôi. Và ở đây thì cái phần khai thác về mặt kinh tế du lịch thì nó không có nhiều, nhưng mà cũng là một điểm nên đến bởi vì nó liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, là nơi mà các vua chúa hành lễ, đúng không ạ? Đấy, có một cái địa chỉ mà nó sẽ nổi tiếng hơn, quen thuộc hơn với các anh chị, đấy là cái sân khu quần thể, khu sân vận động tổ chim, đó, sân vận động tổ chim, rồi là cung thể thao Lập Phương và tháp Olympic. Thì sân vận động tổ chim thì tất cả chúng ta đều biết là sân vận động tổ chim, cũng rất là nhiều anh chị em trong công ty chúng ta đã đến sân vận động tổ chim và chụp ảnh ở bên ngoài rồi. Sân vận động tổ chim thì nó là cái nơi mà tổ chức Olympic Bắc Kinh năm 2008. Đó. Thì một vài những cái thông số về mặt kỹ thuật thì sân vận động tổ chim thì nó có khoảng hơn 91.000 chỗ ngồi, tức là khoảng độ gấp 2,2 đến 2,3 lần cái sân vận động Mỹ Đình, sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta. Đó, có 91.000 chỗ ngồi và kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đô. Đó,
Đó, thì đấy là những cái thông tin mà nó cơ bản nhất thôi, nơi diễn ra Olympic. Thì trên đây là cung thể thao Lập Phương cũng ở trong cái quần thể đó. Và tháp Olympic. Thế thì tháp Olympic này thì với có thể là với nhiều anh chị thì nó không có cái gì là đặc biệt cả. Tuy nhiên là Thư ký Chi đã có cái dịp được đi thẳng sâu vào trong cái tháp Olympic. Thì anh chị thấy rằng là trên cái tầng 7 của tháp Olympic nó có kín kín như thế này này. Tháp Olympic ở trên tầng 7 nó có một cái nhà hàng. Thế là vì sao nó được lên đến tận đấy? Bởi vì là cái ông chủ nhà hàng thì là một ông bạn Thư ký Chi, thì ông cũng đưa lên. Thì cái nhà hàng này nó đặc biệt ở cái chỗ là cả một tầng 7 chỉ có một cái nhà hàng, và một cái nhà hàng nó chỉ có đúng một bàn tiệc thôi. Một cái bàn tiệc nó có đường kính khoảng độ hơn 10 mét, gần 20 mét. Tức là cái đường kính của cái bàn ăn đó, nó khoảng gần 20 mét ở trên tầng 7 của cái tháp Olympic này. Và nó view thẳng, tức là nó nhìn thẳng ra sân vận động Tổ Chim mà chúng ta vừa được ấy. Và cái tháp này thì người ta chỉ tiếp những cái khách siêu đặc biệt thôi. Tức là khách siêu đặc biệt là được hiểu là chính khách. Đó, chưa đặc biệt thôi. Thì ông chủ của nhà hàng này thì cũng là do những cái mối quan hệ và ảnh hưởng trong giới chính trị cũng như là kinh tế, bởi ông là thuộc top giàu của Bắc Kinh ấy, thì ông là chủ sở hữu của cái nhà hàng này. Thì Thư ký Chi cũng có vinh dự được dùng tiệc ở đây 2 lần rồi. Đó, thì ông bạn là lại kể nhân vật mà liên quan đến cái khu quần thể sân vận động Bắc Kinh này, rồi khu thể thao Lập Phương và tháp Olympic, là ông bạn tên là ông Vương. Tức họ ông Vương ở Trung Quốc người ta chỉ hỏi gọi đâu, hỏi họ họ thôi chứ không gọi, ví dụ là thủ lĩnh sẽ gọi là anh Phạm chứ không gọi là anh Tuấn. Đấy, cô Trần gọi Thư ký Chi là cô Trần đó. Thì cái ông này tên là ông Vương, thì Thư ký Chi cứ hay gọi đùa là đại vương. Ông bạn tên là Đại Vương, thì ông này ông là chủ tịch của cái tập đoàn xe tải rất là nổi tiếng thế giới của Đức đấy, Scania, khu vực châu Á và châu Phi đó, ông bạn đó. Thì ông ấy lại là có một người là người lại đam mê về bóng đá, thì cho con trai 14 tuổi của mình học bóng đá từ bé đấy, với ngôi sao Cristiano Ronaldo đấy, CR7 đấy. Thì Thư ký Chi đã đến nhà và thấy rất là ông cho xem rất là nhiều những cái ảnh con trai của ông ấy. Ông có niềm đam mê là đặc biệt về bóng đá, thì con trai 14 tuổi nhưng mà là học bóng đá với Cristiano Ronaldo. Tức là cứ đến cái mùa mà không rõ là mùa nào, đại khái là khi mà Cristiano Ronaldo mà không bận với thi đấu thì con trai ông ấy sẽ đi theo, còn nếu mà thi đấu thì là con trai ông cũng đi theo để xem thôi đấy. Thì đấy là con ông ấy sẽ học với Cristiano, và cứ có cái trận nào mà có Ronaldo thi đấu thì con trai ông ấy cũng sẽ đi xem ở đấy. Và không biết học văn hóa lúc nào nhưng mà đại khái lúc nào cũng thấy là kè kè bên cạnh Ronaldo ấy để học bóng đá. Thì đấy là con của anh bạn này. Thư ký Chi cũng có tham vọng ấy, là đến khi nào dịch bệnh được kiểm soát ấy, thì biết đâu chúng ta sẽ tổ chức một cái trận bóng đá, một cái trận chung kết giải bóng đá của tuổi 123 trên sân vận động Tổ Chim chăng. Nó cũng không phải là một cái điều quá khó. Không có ai để phục vụ, không hỗ tuần trước để phục vụ cho cái slide này. Thư ký Chi có nhờ các bạn ở trong tổ kỹ thuật là ghép hộ Thư ký Chi cái ảnh đội tuyển bóng đá của tuổi 123 vào cái sân vận động, vào cái sân cỏ, hẳn cái sân cỏ của sân vận động Tổ Chim ấy. Nhưng về sau nghĩ lại bảo thôi, chắc chắn mình sẽ có một ngày mình đá thật ở đấy, không cần phải ghép nữa, không cần hình ảnh minh họa nữa, thì chúng ta sẽ đá một cái trận chung kết ở đấy. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có một cái tour là đi học ở Đại học Thanh Hoa, học về kinh tế, đấy, sau đó là chúng ta sẽ đá chung kết ở sân vận động Thủ Chim. Đấy, anh chị cứ chuẩn bị sẵn một cái tâm hồn đẹp, một cái khát khao kiếm được tiền tỷ mỗi năm để chúng ta thực hiện những cái ý định này của công ty, của Thư ký Chi, các lãnh đạo và anh chị em nhé. Đó, thì đấy là về một vài những cái địa danh ở Bắc Kinh của chúng ta lưu tâm một chút. Thế còn đến tiếp theo một cái câu chuyện nữa, đến nội Mông Cổ. Nội Mông Cổ là một cái vùng đất như thế nào, và tại sao Thư ký Chi lại chọn nội Mông Cổ để nói trong cái bài nói của mình? Bởi vì thứ nhất là Thư ký Chi có quá nhiều trải nghiệm với nội Mông Cổ, và nội Mông Cổ ở đây có rất là nhiều những cái chi tiết mà liên quan đến những người giàu của Trung Quốc. Thế cho nên là Thư ký Chi chọn nội Mông, bởi vì là trong rất là nhiều những cái tour du lịch mà thông thường thì thường là không có Nội Mông, nhưng người nào đã ở Bắc Kinh thì lại thường chọn Nội Mông là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của mình, đặc biệt là giới nhà giàu. Vậy thì Nội Mông có những cái đặc điểm như thế nào? Nội Mông là hay còn gọi là cái khu tự trị Nội Mông, là một cái khu tự trị, nó một trong 5 khu tự trị của Trung Quốc, nó cách Bắc Kinh khoảng 600 đến 700 cây. Đó, 600 đến 700 cây. Tiếp giáp với Mông Cổ và Nga. Và ở Nội Mông thì ngoài dân tộc Mông Cổ thì người chủ yếu đến thế hiện nay thì chủ yếu lại là người Hán. Và có một cái dân tộc thiểu số rất là xinh đẹp, là người rất là đẹp, đấy là dân tộc thiểu số tên là Uzbekistan, Kazakhstan, rất là nhiều những cái dân tộc thiểu số như thế.
thì vì là có cái phần giao thoa biên giới đấy, cho nên là người ở quần cư đấy, cho nên là giống người, tộc người, chủng người, nó mang những cái nét về nhân chắc học ấy. Chủ đề sở trường của thầy Hưng ấy thì là có làm da trắng, tóc vàng, mũi lõ, tức là ở cái nội Mông Cổ này quần cư của rất là nhiều tộc người, trong đó có dân tộc là Uzbekistan và tôi xin vừa nói là đại khái là 18 cái tăng mà tam giã của Nga đấy, thì ở nội Mông Cổ là rất là nhiều, cho nên là đi ở nội Mông Cổ mà gặp da trắng, tóc vàng, mũi lõ cũng rất là nhiều đó. Thế thì ở nội Mông Cổ này nó có những cái công trình lịch sử mà nếu mà đến nội Mông Cổ thì chắc chắn là người ở đây người ta chắc chắn là sẽ dẫn đi. Thứ nhất là không thể kể đến là có cái lăng thành các không, giới thiệu trước qua một chút nữa là nội Mông Cổ là cái nơi mà tập trung rất là nhiều những cái khoáng sản đấy, đặc biệt là khoáng sản than, trữ lượng than ở nội Mông thì nó chiếm đến 60% trữ lượng than của cả Trung Quốc cơ. Vì thế mà anh chị nhìn thấy rằng ở đây những cái hai cái cục tròn tròn này, rồi cái chỗ mà biểu tượng mà là NLG này, LNG này, rồi những cái cục tròn tròn này, đây là những cái nhà máy nhiệt điện rồi là hóa dầu của Trung Quốc. Thì bởi vì nội Mông Cổ là nơi mà tập trung đến 60% cái trữ lượng than của cả Trung Quốc cơ, cho nên là rất là giàu, mặc dù là một cái vùng rất là hoang vu thôi, nhưng mà lại rất là giàu, bởi vì người ta cứ chọc xuống đất, người ta moi lên, nhưng lại có than rồi, cho nên cái ngành nhiệt điện nên là người ta rất là phát triển. Thì thực sự khi mà đến nội Mông Cổ thì bởi vì thích tiền thôi, thích xem người ta làm ăn như thế nào ấy, thế cho nên là hay đến tận những cái nhà máy như thế này, nhà máy nhiệt điện này, nhà máy hóa dầu này, vân vân. Ở đây thì có ôm một cái quyển như thế này, thì cái quyển này nó không phóng ra được. Quyển này là quyển du lịch Việt Nam và những điều cần biết về Việt Nam. Thế tại sao thư ký và lại viết bằng tiếng Trung? Thế tại sao thư ký Chi lại có quyển này? Bởi vì là khi mà thư ký Chi đến những cái nhà máy này thì tại sao đến là bởi vì là có bạn là tổng giám đốc của những cái nhà máy này. Thế những cái nhà máy này thì một lát nữa thư ký Chi sẽ giới thiệu là nó thuộc một cái tập đoàn năng lượng rất là nổi tiếng của nội Mông Cổ, tức là tập đoàn Hội Năng. Thì có cơ hội được vào hẳn tận cái nơi sản xuất này để tìm hiểu. Thì khi người ta biết là có một cái cô gái Việt Nam đến chơi như thế, tất nhiên là cũng bạn quen từ Bắc Kinh mà chơi cũng thân, đâm ra là người ta rất là tôn trọng. Cũng không hiểu tại sao người ta mua ở đâu đó trên mạng, mua của Jack Ma cái quyển sách này viết về Việt Nam và bằng tiếng Trung. Và người ta nói như thật luôn là trước khi thư ký Chin đến đây, người ta đã tìm hiểu rất là nhiều về Việt Nam rồi, người ta cái gì người ta cũng biết rồi. Thế người ta đưa ra một loạt cuốn sách và tặng lại thư ký Chin một cuốn sách, và thư ký Chin đang ôm ở đây, nó là du lịch Việt Nam, những điều cần biết, tất tần tật những điều cần biết về Việt Nam. Thì nhìn nó không rõ đâu, nhưng nhô đây lên đây là tháp tràm, cái hình ảnh tháp tràm, cái quyển này nó viết bằng tiếng Trung Quốc. Thì thể thấy rằng là mặc dù người ta là rất là giàu có đại gia đấy, thế nhưng mà khi cần tiếp một cái người khách cho dù là nhỏ bé, đúng không ạ, cho dù là thư ký Chi nhỏ bé so với người ta, tuổi đời cũng ít hơn, kinh nghiệm cũng ít hơn, tiền cũng ít hơn, cái gì cũng ít hơn, nhưng mà người ta lại có một cái sự tôn trọng tuyệt đối như thế đó, tinh vi đến từng cái tiểu tiết như thế đó. Thế thì khi mà nhắc đến nội Mông Cổ ấy, thì sẽ có những cái công trình mà chắc chắn là niềm tự hào của Mông Cổ. Và cái điều đầu tiên là ở đây là nhắc đến, đấy là cái lăng thành các Tư Hãn. Ai đến nội Mông Cổ thì cũng sẽ đến thăm cái lăng thành các Tư Hãn. Thành các Tư Hãn là một nhân vật lịch sử, là một nhà quân sự lỗi lạc và có ảnh hưởng trên thế giới, đúng không? Tầm ảnh hưởng là tầm ảnh hưởng thế giới, được người Mông Cổ là vô cùng kính trọng, coi như là vị lãnh đạo mang lại sự thống nhất cho Mông Cổ. Thì ông có một người cháu rất là nổi tiếng, người kế tục sau này, tên là Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt là người đã lập ra nhà Nguyên của Trung Quốc đấy ạ. Đó. Thế thì ở lăng thành các Tư Hãn này thì nó đơn thuần là mang giá trị về mặt lịch sử, thế cho nên là những người mà thích về kiểu kinh doanh như thư ký Chi thì cũng chỉ đến phật phờ chụp ảnh cái khu lăng này thôi, chứ còn ở đây thì người ta kinh doanh thực sự là ở cái việc kinh doanh từ cái di tích lịch sử thành lăng thành các Tư Hãn này thì nó lại không được nhiều đấy. Thế thì nỗi Mông Cổ thì nổi tiếng với hai loại địa hình là thảo nguyên và sa mạc. Thế thì anh chị đã chắc chắn là anh chị đã từng nhìn qua cái bức tranh mã đáo thành công, cái mã đáo thành công của 8 con ngựa chạy trên cái đồng cỏ ấy. Thì cái bức tranh mã đáo thành công đó thì được vẽ tại thảo nguyên của nội Mông Cổ, cái bức tranh này nó có ý nghĩa là nhanh chóng để đạt được thành công đấy. Thì hôm cũng là cái món quà mà bán ở khắp nơi trên thế giới đấy, tranh làm tất cả các cái chất liệu bán khắp nơi trên thế giới đấy. Gần nhất ở công ty mình ý, là khi mà mình ký kết với VN Direct ý, thì là thư ký Hồng Phương cũng rất là tinh tế khi mà phát hiện
Thế hiện rất tinh tế, thư ký Hồng Phương là thủ lĩnh tuổi ngựa, sinh năm 78. Thế chị Hương, chủ tịch VN Direct lại cũng là tuổi ngựa. Thế là thư ký Hồng Phương mới mua cái bức tranh Mã Đáo Thành Công để tặng đấy. Và cái nguồn gốc của bức tranh Mã Đáo Thành Công, 8 con ngựa phi phi trên cỏ ấy, là được vẽ ở trên thảo nguyên của Nội Mông Cổ này. Một bức tranh rất là nổi tiếng. Đó. Cái bức tranh này là thư ký chị tìm ở trên mạng thôi, thì nó không lột tả được cái vẻ đẹp, nhưng mà đấy, để anh chị tưởng tượng là cái bức tranh mà có 8 con ngựa nó cứ phi mà này là vẽ trên thảo nguyên của Mông Cổ. Đó. Ngoài ra thì ở Mông Cổ thì có một cái loại hình địa hình nữa là sa mạc. Thì ở đây là hình ảnh thư ký chị sửa sa mạc Gobi, mà cái đoạn mà chạy qua Nội Mông Cổ, thì cái sa mạc này nó ảnh hưởng đến tận Bắc Kinh, có nghĩa là vào mùa hè tháng 7, tháng 8 ấy, thì nó sẽ có bão cát sa mạc. Bão cát sa mạc nó thổi đến tận Bắc Kinh luôn. Cho tháng 7, tháng 8 mà đi ở Bắc Kinh là cấm có được há mồm ra, bởi vì là bão cát nó vàng ươm với cả trời, mà ở Bắc Kinh tháng 7, tháng 8 đi ngoài đường há mồm ra là sẽ sơi ngay, gọi là bão cát nó thổi từ sa mạc Gobi, cái đoạn chạy qua Nội Mông này vào đến thẳng thành phố Bắc Kinh. Đó, thì cái vé tham quan ở trên sa mạc này là nó khoảng 1 triệu một vé. Và phương tiện chủ yếu di chuyển ở trên cái sa mạc này là lạc đà và xe gỗ. Nhưng cái bánh này chạy rất là nhanh, đây là cái phương tiện di chuyển chủ yếu ở trên sa mạc ở khu vực Nội Mông. Thế thì đấy là những cái nét cơ bản nhất thôi về Nội Mông Cổ. Cái mà chúng ta cần phải thấy nó hay ho ở Nội Mông Cổ ấy là về cái nét văn hóa của họ. Ở Nội Mông Cổ có một cái nét văn hóa là rượu cả vò mà cừu thì cả con. Có nghĩa là ở Nội Mông Cổ trên thảo nguyên thì nuôi rất là nhiều cừu, và với những người khách quý, người ta có một cái đặc trưng là rất là hiếu khách, giống người dân Việt Nam ấy, thì có một cái khái niệm là rượu xuống ngựa. Các ngày xưa di chuyển đến nhà nhau là hay đi bằng ngựa, đúng không? Đi ngựa. Thì bây giờ người ta vẫn lưu nét đấy là anh chỉ cần đến cổng thôi, xuống ngựa thôi là sẽ có chủ nhà ra tận cổng để đón và mời anh ít nhất là 3 cái chén rượu đầy luôn. Gọi là rượu xuống ngựa để chào mừng khách quý đến. Đó. Thì cho nên là đến Nội Mông Cổ thì là anh chị cứ phải sẵn sàng. Đến Nội Mông Cổ là sẵn sàng là không uống rượu, phải uống rượu, và cứ đến cửa người ta là người ta đã mời 3 chén rượu đầy rồi. Thì không biết là cái 3 chén rượu đầy nó có liên quan đến cái nét văn hóa vào 3 giờ 7 như của Việt Nam mình không, nhưng mà thực sự là nó có cái nét như thế. Cho nên là mỗi lần mà đi Nội Mông Cổ là đến nhà ai chơi là trước tiên thư ký chi các bạn ăn thật no đã, cứ đến cổng là 3 chén rượu, không uống hết 3 chén rượu thì là không vào đó. Thế và ở vừa nãy bức ảnh thảo nguyên thì anh chị thấy rằng là có rất là nhiều cừu, thì đấy là cái thức ăn chính ấy. Thịt cừu nó là thức ăn chính, thịt cừu và các sản phẩm chế biến từ sữa cừu là thức ăn chính của người Nội Mông. Thì đến đây thì anh chị sẽ được mời những cái món liên quan đến thịt cừu. Thịt cừu sẽ là quay nguyên con đó. Thế thì để kể về Nội Mông Cổ thì một lát nữa thì sẽ có cái câu chuyện là ông chủ của cái tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nội Mông Cổ ấy, tại sao lại kể về Nội Mông Cổ, vì người ta có mối quan hệ đặc biệt liên kết với Bắc Kinh đó. Thì một lát nữa thư ký Chi sẽ kể, đây vẫn là những cái nét ở Nội Mông Cổ. Cái này là cái clip, nhưng mà bởi vì là cái thời gian nó cũng không còn nhiều, thế nên là thư ký Chi không bật tiếng nữa. Nhưng đây là cái clip mà thư ký Chi, nhưng mà cái này để vẫn phải chia sẻ lại chia sẻ tiếng, bởi vì là không có tiếng thì cái này nó không ra. Thì anh chị sẽ thưởng thức một chút là cái kiểu tiếp khách của người Mông Cổ, Nội Mông sẽ là thế này. Bởi vì là cái thời gian cũng không có nhiều. Thì người Mông Cổ thì có một cái đặc trưng là ăn uống thì hát hò rất là nhiều, trong bất kể một cái bữa ăn nào cũng phải hát, mà trước khi ăn cũng phải hát, đang ăn cũng phải hát, lúc nào cũng phải hát hết. Đó, thì đấy là cái thói quen của người Mông Cổ. Thế thì ở đây có một cái mà những cái điều lạ lạ, những cái điều lạ lạ của Trung Quốc thì có cái đám ma nhà giàu Trung Quốc. Thì cái đám ma nhà giàu này thì thư ký Chi cũng đã lần chia sẻ rồi, là có người ông bạn mà nhà có người mất ý, thì ở Mông Cổ những cái nhà giàu mà làm ăn ở Bắc Kinh như Thượng Hải hay là ở những cái thành phố lớn, mà khi mà người nhà mất ý, cha mẹ mất ý, thì sẽ là thuê cả cái xe nấu cỗ
mà có thể trên cái xe đấy có thể ngồi được khoảng độ 100 mâm cỗ, mỗi mâm 10 người, tức là mỗi một cái xe đấy có thể ngồi được 1.000 người. Và người ta sẽ di chuyển từ những cái thành phố lớn của Mông Cổ để về quê để tổ chức đám tang. Và ở Mông Cổ ấy thì là nhà mà càng giàu ấy thì cái người đã mất thì để trong nhà càng lâu để đón tiếp khách đến thăm. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 9 ngày, mỗi ngày đều tiếp khách đủ 3 bữa ở trên cái xe mà nấu cỗ đó. Và người tổ chức, người nhà giàu ấy, tổ chức đám ma ở nội Mông Cổ ấy, thì người ta sẽ mua luôn vé máy bay, rồi là tổ chức luôn những cái tour du lịch cho bạn bè thân quý mà đến thăm viếng đám ma của nhà mình ấy, để đi du lịch luôn. Tức đến nội Mông Cổ đi đám ma, nhưng mà cũng sẽ được cái nhà mà có đám ma để tổ chức luôn tour du lịch, rồi là mua hết cái vé máy bay luôn để đi tham dự. Thì nếu mà có thời gian mà nó nhiều hơn thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái đám ma. Nhưng lại đây có những vài cái thông tin để anh chị biết là như thế. Đám ma ấy là nhà càng giàu thì để trong nhà càng lâu, và sẽ mời khách hết ăn uống trong vòng 3 năm ngày, 7 ngày, 9 ngày, thường là số lẻ, và mua vé máy bay và tổ chức tour du lịch cho bạn bè người thăm đến để tham dự đám ma luôn. Đó. Còn đám cưới thì cũng thế, thôi. Thế thì có một cái điểm nữa là nội Mông Cổ này thì có những cái tập đoàn, thư ký Chi vừa chia sẻ rồi, có những cái tập đoàn rất là giàu có làm về năng lượng. Thế thì ở đây là một cái khu tập đoàn, ở trong đấy thư ký Chi kể một ví dụ là tập đoàn Hội Năng là một trong những cái tập đoàn lớn chuyên về năng lượng của nội Mông Cổ. Thì nó gồm có 60 công ty thành viên đóng tại Mông Cổ, cách thủ đô Bắc Kinh là gần 700 cây đấy. Thế thì ngoài cái việc kinh doanh chính là ở Mông Cổ thì người ta cái khu nghỉ dưỡng người ta lại mua nguyên một cái vùng, một cái khu thung lũng ở vùng 6, ở vòng 6 của thủ đô Bắc Kinh. Đây chính là cái khu thung lũng đấy, gọi là thung lũng hoa đào, để trồng hoa đào. Đó, mùa xuân thì là lãnh đạo của tập đoàn đấy thì sẽ đến đây để thưởng thức hoa đào. Đây là thưởng thức hoa đào, đây là vườn đào tiên, đây là mùa xuân, đây là ảnh mùa xuân thì sẽ đến đấy để thưởng thức hoa đào. Còn đôi khi mà hoa ra quả, đây là cổng ngoài của cái khu thung lũng đấy. Đây là cái loại đào, ra trồng rất là nhiều loại đào, và những cái quả đào này thì sẽ được dùng để ép nước nguyên chất, sau đó đóng hộp và gửi về lãnh đạo tập đoàn ở nội Mông Cổ để uống. Tức là cái tập đoàn đấy mua nguyên một cái thung lũng hoa đào ở vòng 6 thành phố Bắc Kinh để vừa ngắm cảnh này, vừa nghỉ dưỡng này, vừa ép nước để lấy cái nước này gửi về lãnh đạo tập đoàn ở nội Mông Cổ để uống. Thì đấy là một trong những cái nghỉ ngơi, những cái phúc lợi của những cái doanh nghiệp rất là giàu có như thế. Trong cái khu vườn đào này thì xây dựng luôn những cái khu nghỉ dưỡng đó, và thịt cừu tươi thì được chuyển từ nội Mông xuống để tiếp đón lãnh đạo. Đây là cái khu nghỉ dưỡng của tập đoàn đó ở Bắc Kinh. Trong cái khu tập đoàn đấy thì trồng rất là nhiều những cái rau cỏ mà chỉ vặt ăn luôn được, thủy canh sạch 100%, để gọi là bạn bè người thân của lãnh đạo tập đoàn đến Bắc Kinh ý, nghỉ dưỡng ý, là sẽ ăn luôn tất cả ở trong cái khu này. Còn ở trong cái khu nghỉ dưỡng này thì là lãnh đạo tập đoàn là luôn luôn hàng ngày là chuyển thịt cừu tươi từ nội Mông. Người ta đi đâu người ta cũng nhớ cái món thịt cừu của người ta, anh chị ạ. Thế 1-2 ngày mà không ăn thịt cừu mà chuyển từ nội Mông thì người ta cảm thấy dây dứt. Thế cho nên là xây khu nghỉ dưỡng thung lũng hoa đào ở Bắc Kinh và chuyển thịt cừu tươi nội Mông đến, và chuyển luôn cả đầu bếp đến để nấu nướng. Đó, thì đấy là một vài những cái mà nghỉ dưỡng rồi là phúc lợi của nhà giàu. Đấy, thế nên cái này là cái nói thêm vui vui thôi, khái niệm về hồng nhan tri kỷ, về lam nhan tri kỷ của nhà giàu ấy. Thì hồng nhan tri kỷ, lam nhan tri kỷ thực ra là anh chị cũng có thể nghe thấy rồi. Mình nếu mà mình mà nói là bồ nhí này, tiểu tam này, nghe nó không sang, đúng không ạ? Anh em đi làm việc với nhau mà anh em hỏi là có bồ nhí không, đấy là tiểu tam à, đấy là bồ nhí à, nghe nó không sang. Thế thì ở Trung Quốc có một cái khái niệm là hồng nhan tri kỷ. Hồng nhan tri kỷ là phái nữ, còn lam nhan tri kỷ là phái nam. Thì là một người bạn khác giới và tri kỷ có thể ủy thác với nhau về mặt tinh thần. Đấy, thì bây giờ là chúng ta dùng cái từ này cho nó sang. Mà người Trung Quốc thì cũng thường dùng cái từ hồng nhan tri kỷ và lam nhan tri kỷ. Cái đội nhà giàu tất nhiên là nhà giàu thôi nhá. Thế còn khi nào mà chúng ta giàu có lên thì chúng ta hay nghĩ đến hồng nhan tri kỷ, lam nhan tri kỷ. Rồi là đi khoe với nhau có mấy hồng nhan tri kỷ, đúng không ạ? Đấy, hồng nhan tri kỷ nó được hiểu khái niệm như kiểu là nhân tình đấy ạ. Đấy, thì cái này thì hoàn toàn là những cái mà nó thêm ở bên ngoài khi mà nói về những phúc lợi của nhà giàu thôi. Đó, còn ở Trung Quốc thì những cái này nó rất là nhiều, ví dụ khái niệm về xuân vận ở Trung Quốc là gì. Xuân vận tức là anh chị thấy ở đây là một biển người, tức là cái vận chuyển ở trong đi lại ở khi mà vào dịp Tết Nguyên Đán ấy, thì anh chị có một con số tưởng tượng là vào năm 2015 thì cái số người mà di chuyển vào dịp Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc, tức là cái lượt di chuyển lên đến 3,7 tỷ lượt di chuyển. Tức là anh chị tưởng tượng là cùng một lúc thì có dân số của bốn châu lục là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc
chuyển nhà cùng lúc thì đấy là cái hiện tượng mà di chuyển trong mùa xuân ở Bắc Kinh. Thế cho nên là thường là di chuyển về 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 quê ăn Tết, hay gọi là về quê ăn Tết ở Bắc Kinh, à, ở ở Trung Quốc thì nó rất là kinh khủng. Đâu đâu cũng là người, cho nên là những người nghèo thường phải về quê sớm, phải về quê sớm, còn những người giàu thì về quê muộn hơn, bởi vì lúc đấy thì mua vé máy bay nó đắt đỏ lắm. Đấy, đắt đỏ, người nghèo thì thường không mua được, nó tăng gấp khoảng 5 lần đến 10 lần ấy, thì đấy cũng là một cái đặc trưng của Trung Quốc thôi. Thế thì đấy là những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm ở Bắc Kinh và Nội Mông Cổ. Thế còn rất là nhiều những cái chuyến khác thì thư ký chị cũng chưa có dịp để chia sẻ với anh chị. Ở đây chỉ chia sẻ một cái rất là ngắn thôi, đấy là một cái chuyến đi mà đến Vân Nam, Lệ Giang. Thì Vân Nam Lệ Giang thì nó cũng ở Vân Nam Lệ Giang thì có Vân Nam Côn Minh. Vân Nam Côn Minh Lệ Giang. Vân Nam thì Côn Minh thì được mệnh danh là cái thành phố mùa xuân, cảnh sắc rực rỡ. Đó, và cũng như tất cả các vùng miền khác của Trung Quốc thì cái việc tiếp khách của người dân Trung Quốc thì luôn luôn rất là chỉn chu chặt chẽ. Và ở Vân Nam thì có cái đặc sản là trà phổ nhĩ này, rồi bò dắt. Bò dắt là cái con bò mà nó có cái lông mà nó dài đến tận chân như thế này này. Thịt mềm ngon, thì đấy là những cái vào món bún hoa cầu, rồi cũng như là bánh nhân hoa tươi, thì đấy là những cái đặc sản. Và mỗi những cái đặc sản này thì nó đều gắn với những cái câu chuyện nghe rất là hấp dẫn. Có một điểm thư ký chị muốn chia sẻ là đặc biệt nhất ý, về cái cách làm du lịch của người Trung Quốc ở cái đỉnh núi tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang này là như thế này. Ở cái khu du lịch núi tuyết Ngọc Long ấy thì họ làm du lịch rất là giỏi. Thì khi đến tham quan thì khách phải đóng một cái thứ phí nghe nó rất là lạ, gọi là phí phá hoại môi trường. Phí phá hoại môi trường thì khoảng độ 400.000 một người, ngoài cái tiền vé lên núi thì còn có cái phí gọi là phí phá hoại môi trường. Thì khi mà đoàn thư ký chi hỏi là tại sao lại phải đóng cái loại phí nghe nó vô lý như thế này, bởi vì là chắc chắn là chúng tôi sẽ không vứt rác bừa bãi, chúng tôi không phá hoại môi trường, không nhổ nước bọt, không phá đá, không chặt cây bẻ cành gì cả, mà nếu mà có thì có camera giám sát thì lúc đó phạt cũng được, tại sao bây giờ chúng tôi chưa phá hoại mà đã phải đóng cái phí phá hoại môi trường rồi. Thì được người ta trả lời bằng cách hỏi lại, người ta hỏi là thế anh chị lên núi anh chị có hít thở không, anh chị có hít thở không, thì chắc chắn là chúng ta lên núi chúng ta đi đâu chúng ta chả phải hít thở. Bảo thế thì đấy là anh chị đang phá hoại môi trường rồi, anh chị hít vào khí oxy và thải ra toàn carbonic rồi, làm phá hoại cái không bầu khí quyển của chúng tôi ở đây, thì chắc chắn là anh chị ai mà muốn lên đều phải đóng cái phí nó gọi là phí phá hoại môi trường như thế đấy. Thế là nhiều người lên là cũng ấm ức, là bởi vì là có thở thôi mà cũng phải đóng phí, đúng không, có hít với thở thôi cũng phải đóng phí. Thế là cứ hít thở lấy hít thở để đấy, hít thở lấy hít thở để. Thế thì hít thở quá thì cho nó bỏ mà, bỏ cái tiền mà vừa đóng. Thì bởi vì lên cao mà đỉnh núi cao nhất là cao hơn 6.000 mét, những cái điểm thư ký chi đang đứng là khoảng độ 4.500 mét thôi. Thì hít thở nhiều quá thì cái áp suất không khí nó giảm, thì lại thiếu khí. Mà thiếu khí thì lại phải mua mấy cái bình oxy để cầm theo. Cái bình oxy là bán sẵn ở chân núi luôn. Mỗi bình oxy là khoảng 20 tệ, khoảng độ 70.000. Mỗi người mà thở cái bình nó bé tí này thôi, mà mỗi người thở chắc phải 5 bình. Thế là mỗi người lại phải lệ khệ mua thêm gọi là 350.000 nữa tiền cái oxy để mang lên núi để thở nữa. Thế là tổng cộng một lần ly mà đoàn thư ký chi hay nói đùa với nhau là có mỗi thở thôi mất 1 triệu, tức là tiền thở. Đấy, ở cái khu này người ta khai thác du lịch đến cái mức như thế. Mà mình không thể cãi được, mình không đóng cái tiền phá hoại môi trường người ta không cho, bởi vì lên đấy mình chắc chắn phải thở. Thì đấy là những cái điểm mà rất là đặc biệt, rất là đặc biệt ở cái đỉnh núi tuyết Ngọc Long Lệ Giang này. Thì cái phần chia sẻ của thư ký chi đến cái đỉnh núi tuyết Ngọc Long này thì cũng tương đối rồi.